Y võ song toàn, Tần Lâm. Tập 31. Khương Hạo cười nói, cậu nghĩ không gây tổn thương, trên thực tế cậu để lại cho tiểu phó vết thương lòng rất sâu ấy. Chúng tôi khá thân nhau đấy, chắc cậu không biết, tiểu phó lần đó còn tặng trà sữa cho cậu nhưng cậu không lấy, cô ấy tức đến mức vứt luôn trà sữa xuống đất. Sau đó, tiểu phó về nhà khóc nguyên một ngày một đêm, về sau cô ấy bắt đầu cố gắng nỗ lực, đi nước ngoài du học. Bây giờ đã trở thành bà chủ rồi. Tần Lâm bất đắc dĩ cười khổ, không ngờ còn có cả chuyện như này nữa. Lúc đầu anh có quá nhiều người theo đuổi, về sau Tần Lâm đều từ chối thẳng, cũng không quan tâm đến cảm giác của bọn họ, không ngờ tiểu phó năm đó lại mỏng manh như vậy, vừa nói đến, Tần Lâm có hơi xấu hổ. Có điều như thế cũng tốt, cũng được coi là một cách để khích lệ bản thân. Khương Hạo nói, hôm nay chúng ta đi ăn bữa cơm với tiểu phó đi. Tiểu phó nhiều năm như vậy vẫn muốn gặp cậu đi đi. Cái này, không ổn đâu, kế hoạch của mọi người vốn không có tôi, Tần Lâm thực ra không muốn đi, dù sao bạn học nhiều năm không gặp, lúc đi học cũng không phải bạn thân, bây giờ càng chẳng có tình cảm gì, thậm chí đến tên còn chẳng nhớ. Khương Hạo nói, nếu như tiểu phó biết tôi gặp cậu mà không kéo cậu đến thì cô ấy nhất định sẽ nổi giận đó, đi đi, có chuyện gì cứ nói thẳng với nhau, về sau còn làm bạn được. Được rồi. Khương Hạo đã nói như vậy rồi, Tần Lâm cũng không biết nói thế nào, nếu đã vậy, thì đi xem sao, cứ coi như gặp mặt bạn học cũ vậy. Cậu có xe thì cậu tự lái nhé, dù sao tôi còn phải đi đón mấy người bạn, cậu lái theo sau tôi nhé, xe tôi khá tốt, cậu đừng để bị mất dấu nhé. Lúc chuẩn bị đi, Khương Hạo không quên khoe khoang thêm về con Mercedes-Benz của mình. Tần Lâm cười, được, tôi sẽ đi theo sau. Chẳng mấy chốc. Tần Lâm đã lái chiếc Audi Q7 ra khỏi bãi đỗ xe, từ từ đi theo sau xe Khương Hạo. Khương Hạo thực ra không quan tâm, sau đó cũng gửi địa chỉ cho Tần Lâm rồi, cứ như vậy mà đạp chân ga đi thẳng. Dù sao cũng chỉ để khoe khoang sức mạnh của xe mình thôi, lái khá nhanh, cũng chẳng quan tâm Tần Lâm có theo kịp hay không, nếu như không theo kịp thì chỉ có thể là do xe của anh cùi bắp, mã lực không đủ. Chẳng mấy chốc, Khương Hạo đã lái xe đến cổng một quán cà phê. Có 4 cô gái đi ra khỏi quán. Wow, Khương Hạo được ấy nhỉ, bây giờ lái cả Mercedes-Benz à? Đúng vậy, Khương Hạo bây giờ giỏi ghê, lúc trước mức sống của mọi người như nhau, bây giờ nhìn lại, có vẻ như cách biệt phết. Lúc trước gọi cậu ấy là Khương Hạo, chắc bây giờ phải gọi là Tổng Giám Đốc Khương nhỉ? Mọi người cũng nên tôn trọng cậu ấy chút nha. Khương Hạo, tớ chưa được lái chiếc Mercedes-Benz này bao giờ, để tớ lái thử được không? Mấy lời tâng bốc này rất có tác dụng với Khương Hạo, anh ta cảm thấy vô cùng thích thú, ngồi lên ghế lái, lộ ra đồng hồ, nhẹ nhàng vỗ vô lăng. Chiếc xe này cậu không lái được đâu, cậu lái chắc không quen, Mercedes-Benz khó lái lắm, cậu xem. Mấy cô nữ xinh bò lên phía trước Khương Hạo xem, tóc phủ lên người Khương Hạo, mùi dầu gội đầu thoang thoảng khiến anh ta khó nhịn được. Mấy cô nữ xinh lập tức oa một tiếng. Thật nè, hoàn toàn khác với mấy chiếc xe khác. Có vẻ như nếu muốn lái được siêu xe thì phải tập một khoảng thời gian. So với Tổng Giám Đốc Khương, chúng ta chỉ là mấy đứa nhà quê thôi, đưa xe cho tớ, tớ còn không lái được. He he, vẫn nên mua một chiếc dễ lái thôi, xem kìa, nội thất xe đẹp quá. Chúng ta lên xe đi. Mấy cô nữ xinh nhìn nhau, 4 người ngồi một xe, có vẻ hơi chật ấy. 4 người ngồi một xe có vẻ bình thường, nhưng chiếc xe mà Khương Hạo lái là một chiếc Class. Có hơi bé, nếu đằng sau 3 người ngồi thì hơi chật. Khương Hạo cười, mấy cậu đoán xem lúc nãy tớ vừa gặp ai. Mấy bạn học hơi mờ mịt, đều lắc đầu. Khương Hạo nói thôi, không để các cậu đoán giả đoán non nữa, tớ vừa gặp Tần Lâm. Cái gì, Tần thiếu gia? Mấy bạn học đều kinh ngạc, Tần Lâm khi bọn họ còn là học sinh cũng là kiểu nam thần cao cấp. Vừa đẹp trai vừa có tiền, có cô gái nào không thích đâu. Vậy nên bọn họ nhớ khá kỹ Tần Lâm. Một bạn học nữ kỳ quái nói. Bây giờ đừng gọi là Tần thiếu gia nữa, cậu ta cũng đâu còn lại đại thiếu gia nữa, chỉ là một người bình thường mà thôi. Khương Hạo cười ha ha mấy tiếng, không sai, tớ vừa gặp cậu ta đã gọi cậu ta là lão Tần. Tớ khuyên mãi cậu ta mới đồng ý đi họp lớp đấy. Mấy bạn học sững sờ, cái gì? Thật sao, cậu ta đồng ý đến à? Tiểu phó nhìn thấy cậu ta chắc tức chết mất. Tiểu phó hận cậu ta đến thế cơ mà. Khương Hạo càng chẳng kiêng dè gì mà cười, ha ha ha,
như vậy mới có Dreamer để mà hóng chứ. Xem đại thiếu gia hào hoa năm đó, bây giờ còn có thể kiêu căng với tổng giám đốc phó không? Mấy bạn học bụng miệng cười, ác ý liếc mắt, Khương Hạo này xấu tính ghê, có điều bọn họ cũng chờ mong nhìn thấy cảnh tiểu phó gặp Tần Lâm, cảnh tượng chắc vui lắm. Tần Lâm cũng lái xe, không biết lái xe gì, chắc là Hạ Lợi hoặc Volkswagen Jetta, chắc đuổi mãi đằng sau đấy mà, tí nữa chúng ta chia ra hai người ngồi xe cậu ta nhé. Mấy bạn học lập tức không muốn. Tớ không ngồi đâu, cái gì mà Volkswagen Jetta hay Hạ Lợi, ai ngồi được chứ, xe dởm thế thì thà gọi taxi còn hơn. Không sai, tớ cũng vậy, tớ thà chen chúc trên chiếc Mercedes-Benz còn hơn là ngồi trên chiếc xe rách kia. Nhìn xem đường phố đâu đâu cũng là xe, mà kém nhất cũng là mấy loại xe có giá tầm 100.000, đâu ra Hạ Lợi với Volkswagen Jetta, Tần Lâm chẳng biết nỗ lực gì cả. Khi mấy bạn học đang rôm rả bàn tán, đột nhiên một chiếc Audi Q7 màu đen đi đến, dừng đằng sau Khương Hạo, bấm còi bíp bíp. Mấy bạn học sững sờ, vội vàng nói. Khương Hạo, có phải mình chiếm chỗ đỗ xe của người ta không? Chúng ta mau tránh ra đi. Nếu như đằng sau là Hạ Lợi hay là Volkswagen Jetta thì bọn họ sẽ không có thái độ như này, nhất định sẽ trợn mắt nhìn tài xế, để anh đừng bấm còi nữa. Một chiếc xe rách, bấm gì mà bấm. Nhưng đây là Audi Q7, còn cao cấp hơn Mercedes-Benz của Khương Hạo nữa, thậm chí một chiếc này có thể mua được hai chiếc của Khương Hạo ấy, chắc chủ nhân chiếc xe cũng không tầm thường, nhất định là người có tiền, vậy nên phải khách khí một chút, không dám đắc tội. Khương Hạo vội vàng tiến lên trước mười mấy mét, chiếc Q7 đằng sau cũng tiến theo, lại ấn còi bíp bíp. Bíp bíp. Khương Hạo hơi hoảng, chẳng nhẽ tớ đâm vào người ta à? Mặc dù không có cảm giác nhưng nhỡ may sượt qua một cái là phải đền không ít tiền, Khương Hạo vội vàng xuống xe, chạy đến chiếc xe phía sau, cẩn thận kiểm tra đầu xe đối phương, phát hiện ra không bị chảy xước thì mới thở phào nhẹ nhõm. Con người là vậy. Cho dù bị siêu xe đuổi đằng sau thì cũng hơi lo lắng. Nhìn thấy xe không sao, Khương Hạo lộ ra nụ cười nịnh nọt, gõ cửa kính xe. Anh trai, có chuyện gì vậy? Cửa kính xe từ từ hạ xuống, lộ ra khuôn mặt của Tần Lâm. Khuôn mặt nịnh nọt của Khương Hạo cứng đờ, vẻ mặt ngượng ngùng vô cùng. Tần Lâm. Tần Lâm nở nụ cười, sao còn chưa đi? Khương Hạo đánh giá chiếc xe, khóe miệng nhếch lên. Đây là xe của cậu. Chiếc Audi Q7 trang bị cao cấp này ít nhất cũng phải hơn 900.000 gần 1 triệu, mặc dù không phải là loại xe sang nhất, nhưng cũng là loại siêu xe mà người thường mong ước. Tần Lâm đã không còn là đại thiếu gia nữa rồi mà vẫn có thể lái được chiếc xe này sao? Tần Lâm nói, không sai, là của tôi, sao vậy? Sắc mặt Khương Hạo vô cùng ngượng ngùng, ha ha, không sao, xe được đấy, rất biết chọn xe. Mấy bạn học nữ vội vàng xông lên, lão Tần, bây giờ cậu sống tốt phết nhỉ, trở thành tổng giám đốc Tần rồi hả? Mấy cô gái xông đến, lập tức tỏ ra nhiệt tình. Vừa nãy Tần Lâm ở trong xe, mặc dù không nghe thấy bọn họ nói gì, nhưng hình như vừa nãy bọn họ khá thân thiết với Khương Hạo, bây giờ lại đến tiếp cận anh. Cũng được, đừng gọi tổng giám đốc Tần, gọi tôi là lão Tần là được rồi. Tần Lâm không quen xưng hô tổng giám đốc Tần. Nếu như trong y quán Hiên Viên có người gọi anh là tổng giám đốc Tần thì được, chứ ở ngoài, đặc biệt là trước mặt bạn học cũ, vẫn nên không xen thêm mấy lợi ích tạp nham vào, gọi lão Tần là tốt nhất. Mấy cô gái nhiệt tình hơn nhiều, lão Tần bình dị gần gũi thật ấy, nhiều năm như vậy mà chẳng thay đổi gì cả, càng ngày càng đẹp trai. Để tớ ngồi xe lão Tần đi. Tớ cũng muốn ngồi xe lão Tần, tớ chưa được ngồi Q7 bao giờ đâu. Chiếc xe này lớn như vậy. Mấy người chúng ta cùng ngồi không lo chật. Nói xong, bốn cô gái đều ngồi lên xe Tần Lâm, điều này khiến Khương Hạo vô cùng ngượng ngùng, vô cùng mất mặt. Khương Hạo cười ngượng một tiếng, cũng được, để tớ dẫn đường. Khương Hạo một mình quay về xe, lái trước dẫn đường. Xe của Tần Lâm trở nên rất ồn ào, mấy bạn nữ rôm rả nói chuyện, đầu tiên là bàn tán về chiếc xe này. Xe 8-900.000 tệ đúng là khác hẳn, vừa to vừa thoải mái. Đúng vậy, sau này có tiền, tớ cũng mua một chiếc. He he, đợi chúng ta có tiền thì đến mùa quýt năm nào chứ, sau này cứ tìm một ông chồng giàu, để chồng mua cho. Nghe thấy mấy cô nương này rôm rả bàn tán, Tần Lâm cũng không chen lời. Nói chuyện được một lúc, sau khi mọi người đã quen, có người bắt đầu hỏi. Lão Tần à,
cậu bây giờ đang làm nghề gì, nhất định là ông chủ lớn phải không? Có thể lái xe đắt tiền như vậy, nhất định không phải người bình thường được. Tần Lâm nói, tôi không phải ông chủ lớn gì đâu, tôi làm bác sĩ, tự mở y quán. Mấy cô gái sững sờ, không ngờ Tần Lâm làm bác sĩ, bây giờ bác sĩ kiếm được nhiều tiền như thế cơ à? Mọi người tiếp tục nói chuyện, cô gái ngồi phía trên đột nhiên mở ngăn tủ ở ghế phó lái ra. Ồ, bên trong còn có kẹo cao su này, tớ ăn một cái được không? Đương nhiên, ăn đi, một chiếc kẹo cao su mà thôi, Tần Lâm cũng không để ý. Cô gái lấy kẹo cao su ra đưa cho mỗi người một viên. Sau đó cũng thân thiết mà cho vào miệng Tần Lâm một viên, mặc dù có hơi mập mờ nhưng Tần Lâm cũng không từ chối. Môi chạm vào ngón tay của cô gái, cảm giác có hơi kỳ. Khi cô gái đặt lọ kẹo cao su về chỗ cũ, đột nhiên nhìn thấy bằng lái và giấy phép đăng ký xe, cô ta cầm lên lật qua, cười nói. Ảnh trên bằng lái của cậu đẹp thật đấy lão Tần. Cho tớ xem, cho tớ xem, lão Tần vốn đẹp trai, chụp ảnh đương nhiên cũng đẹp trai. Tần Lâm bất đắc dĩ cười, cũng không nói gì, mấy cô gái này bắt đầu bàn tán, anh cũng không tiện chen miệng vào. Sau khi bằng lái được truyền đi một vòng, cô gái bắt đầu mở giấy phép đăng ký xe ra. Nhìn thấy tên trên giấy phép đăng ký xe, cô gái sững sờ. Triệu Văn Minh, không phải tên của Tần Lâm sao? Cô gái vừa định nói, nghĩ một lúc, vẫn không nói ra, đặt giấy đăng ký xe về chỗ cũ, sau đó lôi điện thoại ra, gửi tin nhắn vào trong nhóm chat Zalo. Xe của lão Tần chẳng nhẽ là xe thuê. Điện thoại mọi người reo lên, không hẹn mà cùng cầm điện thoại lên, nhìn thấy nội dung bên trong, ai ai cũng trố mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời trầm ngâm, bắt đầu nhắn tin trong nhóm chat. Thật hay giả thế, sao cậu biết? Tớ nhìn thấy giấy đăng ký xe, tên chủ chiếc xe không phải Tần Lâm mà là một người tên là Triệu Văn Minh. Á, xe thuê à, chẳng nhẽ là để tỏ vẻ giàu có với chúng ta? Đâu phải nhỉ, Khương Hạo chẳng phải từng nói, tình cờ gặp cậu ta ở trên đường, sao cậu ta có thể ngờ được việc sẽ gặp chúng ta chứ? Có thể là thuê để đi làm việc khác, vừa hay lại gặp buổi họp lớp, nên lái để giả giàu. Có lý đấy, để tớ thử hỏi xem sao, mấy cậu xem đây. Sau khi nói xong, cô gái hồi phục lại vẻ mặt bình tĩnh, cô ta hỏi. Lão Tần, xe này đắt đến vậy, thuế VAT chẳng không rẻ đâu nhỉ. Lúc trước cô ấy từng nhìn thấy mấy chuyện tương tự ở trên mạng, nếu như bạn muốn biết xe này có phải do anh ta thuê không hoặc mua xe cũ không, chỉ cần hỏi anh ta thuế VAT, lập tức sẽ có câu trả lời. Tần Lâm sững sờ, liền lắc đầu. Cái này tôi cũng không rõ. Tần Lâm thực sự không rõ. Anh còn chưa từng hỏi chiếc xe này có giá bao nhiêu, chỉ biết tầm 7-800 nghìn gì đó. Quả nhiên, mấy cô gái nhìn nhau, mặt lộ vẻ khinh bỉ. Nếu như thực sự là xe của anh thì anh phải biết thuế VAT của xe chứ, dù sao khi mua xe cũng phải nộp rất nhiều thuế. Hỏi gì Tần Lâm cũng không biết, rõ ràng là xe thuê. Mọi người lập tức thất vọng tột cùng với Tần Lâm. Thế này thì kém cỏi quá rồi, còn phải thuê xe để giả giàu. Có cần thiết không vậy? Vốn cho rằng Tần Lâm mặc dù không còn là đại thiếu gia nữa, nhưng dựa vào thực lực của bản thân để vươn lên, nhưng hiện nay có vẻ như không có chuyện ấy. Bọn họ đã đề cao Tần Lâm rồi. Cả chặng đường đi không nói gì, chẳng mấy chốc đã đến khách sạn Hoa Tử Kinh, Tần Lâm đã đến đây mấy lần rồi, đây là sản nghiệp của Mạnh Văn Cương, có điều chỉ là ăn một bữa cơm, anh cũng không phải chủ trì, vậy nên cũng không cần chào hỏi ông ấy làm gì. Đến phòng riêng đã đặt trước, bên trong có mấy bạn học nam đã ngồi sẵn, nhìn thấy Tần Lâm thì vô cùng kinh ngạc, hỏi thăm nhau vài câu, ôn lại chuyện năm xưa. Nhìn thấy Tần Lâm ăn mặc bình thường như vậy, ra cửa cũng không có ai tay bắt mặt mừng, cũng không có gái gú bám theo, mọi người đều không khỏi than thở. Lúc đó Tần Lâm mặc dù suốt ngày quần là áo lượt, nhưng mới có mười mấy tuổi. Nếu như bây giờ nhà họ Tần còn, cuộc sống của anh nhất định sẽ là xe ngon gái đẹp. Hoàn toàn không cùng tầng lớp với bọn họ. Khương Hạo chọn món xong liền nói. Mọi người trật tự đi, tiểu phó chắc sắp đến rồi, xem tiểu phó còn đẹp như xưa không. Ha ha, đó là điều chắc chắn, nghe nói tiểu phó bây giờ đã trở thành tổng giám đốc phó rồi, nhất định phải làm quen một chút. Làm quen thôi chứ đừng có ý gì với tiểu phó ấy nhé. Sao nào, cậu sợ tớ tranh mất của cậu à? Tiểu phó bây giờ không thèm nhìn loại quê mùa như chúng ta đâu. Đúng vậy,
chắc tiêu chuẩn của tiểu phó cao lắm đó. Đang nói, ánh mắt của mọi người bỗng hướng về phía Tần Lâm, mặt ai cũng ngại ngùng. He he, thôi vậy, không nói cái này nữa. Khi mọi người đang nói chuyện, cửa phòng riêng bật mở, một cô gái cao ráo, thon thả đeo kính đen đi vào phòng. Cô ta ăn mặc vô cùng thời thượng, vừa nhìn là biết là người đẹp sống ở thành phố lớn rồi, trông rất sang trọng. Xin lỗi mọi người, tớ đến muộn rồi, mọi người. Tần Lâm, sao cậu lại đến đây? Tiểu phó đi vào phòng quét ánh mắt nhìn mọi người một lượt, khi nhìn thấy Tần Lâm, cô ta thực sự sợ nảy mình, không ngờ nhiều năm không gặp, lại có thể tìm được anh ở buổi họp lớp. Khương Hạo đứng dậy nói, cũng tình cờ lắm, hôm nay lúc tớ đi lấy xe thì gặp lão Tần, tớ nghĩ mọi người nhiều năm không gặp thì cũng nên đến tham dự buổi họp lớp, chắc tiểu phó không để ý đâu nhỉ. Sắc mặt tiểu phó có hơi lạnh lùng, có điều chẳng mấy chốc lại nở nụ cười khinh miệt. Không để ý, đã đến rồi thì có gì mà để ý, nếu như nói thật lòng thì tớ còn phải cảm ơn cậu ta đấy. Nếu như không có Tần đại thiếu gia năm đó thì cũng không có Phó Tiểu Tuyết tớ ngày hôm nay. Khi Phó Tiểu Tuyết nói, sắc mặt còn vô cùng kiêu ngạo, đầy vẻ đắc ý. Khương Hạo vội vàng nịnh nọt. Đúng vậy, bây giờ tiểu phó là tổng giám đốc đại lý khu vực Hoa Nam của Mỹ phẩm Tầng Vân mà, như vậy thì đúng là quá lợi hại. Cô ấy thường làm việc ở thành phố lớn ở phương Nam, chẳng mấy khi có cơ hội quay về đây. Phó Tiểu Tuyết bình tĩnh nói, lần này tớ về là để dự cuộc họp với tổng công ty, gặp mặt tổng giám đốc Liễu Thanh Thanh. Mấy cô gái xông đến, lập tức tỏ ra nhiệt tình. Vừa nãy Tần Lâm ở trong xe, mặc dù không nghe thấy bọn họ nói gì, nhưng hình như vừa nãy bọn họ khá thân thiết với Khương Hạo, bây giờ lại đến tiếp cận anh. Cũng được, đừng gọi tổng giám đốc Tần, gọi tôi là lão Tần là được rồi. Tần Lâm không quen xưng hô tổng giám đốc Tần, nếu như trong y quán Hiên Viên có người gọi anh là tổng giám đốc Tần thì được, chứ ở ngoài, đặc biệt là trước mặt bạn học cũ, vẫn nên không xen thêm mấy lợi ích tạp nham vào, gọi lão Tần là tốt nhất. Mấy cô gái nhiệt tình hơn nhiều, lão Tần bình dị gần gũi thật ấy, nhiều năm như vậy mà chẳng thay đổi gì cả, càng ngày càng đẹp trai. Để tớ ngồi xe lão Tần đi. Tớ cũng muốn ngồi xe lão Tần, tớ chưa được ngồi Q7 bao giờ đâu. Chiếc xe này lớn như vậy, mấy người chúng ta cùng ngồi không lo chật. Nói xong, bốn cô gái đều ngồi lên xe Tần Lâm, điều này khiến Khương Hạo vô cùng ngượng ngùng, vô cùng mất mặt. Khương Hạo cười ngượng một tiếng, cũng được, để tớ dẫn đường. Khương Hạo một mình quay về xe, lái trước dẫn đường. Xe của Tần Lâm trở nên rất ồn ào, mấy bạn nữ rôm rả nói chuyện, đầu tiên là bàn tán về chiếc xe này. Xe 8-900.000 tệ đúng là khác hẳn, vừa to vừa thoải mái. Đúng vậy, sau này có tiền, tớ cũng mua một chiếc. He he, đợi chúng ta có tiền thì đến mùa quýt năm nào chứ, sau này cứ tìm một ông chồng giàu, để chồng mua cho. Nghe thấy mấy cô nương này rôm rả bàn tán, Tần Lâm cũng không chen lời. Nói chuyện được một lúc, sau khi mọi người đã quen, có người bắt đầu hỏi. Lão Tần à, cậu bây giờ đang làm nghề gì, nhất định là ông chủ lớn phải không? Có thể lái xe đắt tiền như vậy, nhất định không phải người bình thường được. Tần Lâm nói, tôi không phải ông chủ lớn gì đâu, tôi làm bác sĩ, tự mở y quán. Mấy cô gái sững sờ, không ngờ Tần Lâm làm bác sĩ, bây giờ bác sĩ kiếm được nhiều tiền như thế cơ à? Mọi người tiếp tục nói chuyện. Cô gái ngồi phía trên đột nhiên mở ngăn tủ ở ghế phó lái ra. Ồ, bên trong còn có kẹo cao su này, tớ ăn một cái được không? Đương nhiên, ăn đi, một chiếc kẹo cao su mà thôi, Tần Lâm cũng không để ý. Cô gái lấy kẹo cao su ra đưa cho mỗi người một viên. Sau đó cũng thân thiết mà cho vào miệng Tần Lâm một viên, mặc dù có hơi mập mờ nhưng Tần Lâm cũng không từ chối. Môi chạm vào ngón tay của cô gái, cảm giác có hơi kỳ. Khi cô gái đặt lọ kẹo cao su về chỗ cũ, đột nhiên nhìn thấy bằng lái và giấy phép đăng ký xe, cô ta cầm lên lật qua, cười nói. Ảnh trên bằng lái của cậu đẹp thật đấy lão Tần. Cho tớ xem, lão Tần vốn đẹp trai, chụp ảnh đương nhiên cũng đẹp trai. Tần Lâm bất đắc dĩ cười, cũng không nói gì, mấy cô gái này bắt đầu bàn tán, anh cũng không tiện chen miệng vào. Sau khi bằng lái được truyền đi một vòng, cô gái bắt đầu mở giấy phép đăng ký xe ra. Nhìn thấy tên trên giấy phép đăng ký xe, cô gái sững sờ. Audio điện tử Võ Tấn Bền.
Triệu Văn Minh. Không phải tên của Tần Lâm sao? Cô gái vừa định nói, nghĩ một lúc, vẫn không nói ra, đặt giấy đăng ký xe về chỗ cũ, sau đó lôi điện thoại ra, gửi tin nhắn vào trong nhóm chat Zalo. Xe của lão Tần chẳng nhẽ là xe thuê. Điện thoại mọi người reo lên, không hẹn mà cùng cầm điện thoại lên, nhìn thấy nội dung bên trong, ai ai cũng trố mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời trầm ngâm, bắt đầu nhắn tin trong nhóm chat. Thật hay giả thế, sao cậu biết? Tớ nhìn thấy giấy đăng ký xe, tên chủ chiếc xe không phải Tần Lâm mà là một người tên là Triệu Văn Minh. Á, xe thuê à, chẳng nhẽ là để tỏ vẻ giàu có với chúng ta? Đâu phải nhỉ, Khương Hạo chẳng phải từng nói, tình cờ gặp cậu ta ở trên đường, sao cậu ta có thể ngờ được việc sẽ gặp chúng ta chứ? Có thể là thuê để đi làm việc khác, vừa hay lại gặp buổi họp lớp, nên lái để giả giàu. Có lý đấy, để tớ thử hỏi xem sao, mấy cậu xem đây. Sau khi nói xong, cô gái hồi phục lại vẻ mặt bình tĩnh, cô ta hỏi. Lão Tần, xe này đắt đến vậy, thuế VAT chẳng không rẻ đâu nhỉ. Lúc trước cô ấy từng nhìn thấy mấy chuyện tương tự ở trên mạng, nếu như bạn muốn biết xe này có phải do anh ta thuê không hoặc mua xe cũ không, chỉ cần hỏi anh ta thuế VAT, lập tức sẽ có câu trả lời. Tần Lâm sững sờ, liền lắc đầu. Cái này tôi cũng không rõ. Tần Lâm thực sự không rõ. Anh còn chưa từng hỏi chiếc xe này có giá bao nhiêu, chỉ biết tầm 700-800 nghìn gì đó. Quả nhiên, mấy cô gái nhìn nhau, mặt lộ vẻ khinh bỉ. Nếu như thực sự là xe của anh thì anh phải biết thuế VAT của xe chứ, dù sao khi mua xe cũng phải nộp rất nhiều thuế. Hỏi gì Tần Lâm cũng không biết, rõ ràng là xe thuê. Mọi người lập tức thất vọng tột cùng với Tần Lâm. Thế này thì kém cỏi quá rồi, còn phải thuê xe để giả giàu. Có cần thiết không vậy? Vốn cho rằng Tần Lâm mặc dù không còn là đại thiếu gia nữa, nhưng dựa vào thực lực của bản thân để vươn lên, nhưng hiện nay có vẻ như không có chuyện ấy. Bọn họ đã đề cao Tần Lâm rồi. Cả chặng đường đi không nói gì, chẳng mấy chốc đã đến khách sạn Hoa Tử Kinh, Tần Lâm đã đến đây mấy lần rồi, đây là sản nghiệp của Mạnh Văn Cương, có điều chỉ là ăn một bữa cơm, anh cũng không phải chủ trì, vậy nên cũng không cần chào hỏi ông ấy làm gì. Đến phòng riêng đã đặt trước, bên trong có mấy bạn học nam đã ngồi sẵn, nhìn thấy Tần Lâm thì vô cùng kinh ngạc, hỏi thăm nhau vài câu, ôn lại chuyện năm xưa. Nhìn thấy Tần Lâm ăn mặc bình thường như vậy, ra cửa cũng không có ai tay bắt mặt mừng, cũng không có gái gú bám theo, mọi người đều không khỏi than thở. Lúc đó Tần Lâm mặc dù suốt ngày quần là áo lượt, nhưng mới có mười mấy tuổi. Nếu như bây giờ nhà họ Tần còn, cuộc sống của anh nhất định sẽ là xe ngon gái đẹp. Hoàn toàn không cùng tầng lớp với bọn họ. Khương Hạo chọn món xong liền nói. Mọi người trật tự đi, tiểu phó chắc sắp đến rồi, xem tiểu phó còn đẹp như xưa không. Ha ha, đó là điều chắc chắn, nghe nói tiểu phó bây giờ đã trở thành tổng giám đốc phó rồi, nhất định phải làm quen một chút. Làm quen thôi chứ đừng có ý gì với tiểu phó ấy nhé. Sao nào, cậu sợ tớ tranh mất của cậu à? Tiểu phó bây giờ không thèm nhìn loại quê mùa như chúng ta đâu. Đúng vậy, chắc tiêu chuẩn của tiểu phó cao lắm đó. Đang nói, ánh mắt của mọi người bỗng hướng về phía Tần Lâm, mặt ai cũng ngại ngùng. He he, thôi vậy, không nói cái này nữa. Khi mọi người đang nói chuyện, cửa phòng riêng bật mở, một cô gái cao ráo, thon thả đeo kính đen đi vào phòng. Cô ta ăn mặc vô cùng thời thượng. Vừa nhìn là biết là người đẹp sống ở thành phố lớn rồi, trông rất sang trọng. Xin lỗi mọi người, tớ đến muốn rồi, mọi người. Tần Lâm, sao cậu lại đến đây? Tiểu phó đi vào phòng quét ánh mắt nhìn mọi người một lượt, khi nhìn thấy Tần Lâm, cô ta thực sự sợ nảy mình, không ngờ nhiều năm không gặp, lại có thể tìm được anh ở buổi họp lớp. Khương Hạo đứng dậy nói, cũng tình cờ lắm, hôm nay lúc tớ đi lấy xe thì gặp lão Tần. Tớ nghĩ mọi người nhiều năm không gặp thì cũng nên đến tham dự buổi họp lớp, chắc tiểu phó không để ý đâu nhỉ. Sắc mặt tiểu phó có hơi lạnh lùng, có điều chẳng mấy chốc lại nở nụ cười khinh miệt. Không để ý, đã đến rồi thì có gì mà để ý, nếu như nói thật lòng thì tớ còn phải cảm ơn cậu ta đấy. Nếu như không có Tần đại thiếu gia năm đó thì cũng không có Phó Tiểu Tuyết tớ ngày hôm nay. Khi Phó Tiểu Tuyết nói, sắc mặt còn vô cùng kiêu ngạo, đầy vẻ đắc ý. Khương Hạo vội vàng nịnh nọt. Đúng vậy, bây giờ tiểu phó là tổng giám đốc đại lý khu vực Hoa Nam của Mỹ phẩm Tầng Vân mà, như vậy thì đúng là quá lợi hại.
Cô ấy thường làm việc ở thành phố lớn ở phương Nam, chẳng mấy khi có cơ hội quay về đây. Phó Tiểu Tuyết bình tĩnh nói, lần này tớ về là để dự cuộc họp với tổng công ty, gặp mặt tổng giám đốc Liễu Thanh Thanh. Phó Tiểu Tuyết vừa nghe lập tức cảm thấy thoải mái, mặt nở nụ cười khinh khỉnh, môi cong lên, hai mắt đầy vẻ châm biếm. Tần Lâm, cậu nói xem đều là bạn bè với nhau, giả giàu làm gì? Tần Lâm bất đắc dĩ mỉm cười, cũng không giải thích, hiểu lầm thì hiểu lầm thôi. Chủ nhân của chiếc xe này đương nhiên không phải Tần Lâm, giấy đăng ký xe chắc là của trợ lý của Liễu Thanh Thanh. Còn về chuyện sang tên chiếc xe thì cũng không cần thiết, chỉ là một chiếc xe mà thôi, cho dù là với Liễu Thanh Thanh hay là Tần Lâm thì nó đều chỉ như đĩa đồ ăn, chẳng đáng để nhắc đến, vậy nên chẳng ai thèm quan tâm. Chỉ có mấy bạn học hám hư vinh này mới coi trọng chuyện này thôi. Ha ha, xe thuê thì thường là xe lậu lắm, tôi nghĩ cậu nên đổi cửa hàng khác để thuê xe đi, tôi biết biển số này, đây là biển số của bà chủ công ty tôi, nếu như bị cảnh sát nhìn thấy, cùng lắm là bị nộp phạt thôi, nhưng mà nếu như để bạn bè của bà chủ nhìn thấy thì cậu chết chắc đó. Nói xong cậu này, Phó Tiểu Tuyết không tiếp tục đề tài này nữa. Mặc dù nhục mạ Tần Lâm thế này khá vui nhưng cũng không cần nắm mãi không buông. Phó Tiểu Tuyết bây giờ dường như có thể đè bẹp Tần Lâm trên mọi phương diện. Dù là thực lực tài chính, quan hệ hay là cách nhìn về thế giới, trải nghiệm thì cô ta đều nhiều hơn Tần Lâm. Sự đè bẹp trên mọi phương diện này khiến cô ta cảm thấy Tần Lâm không cùng đẳng cấp với cô ta, cảm giác này vô cùng thỏa mãn. Lấy một bình rượu vang ra, Phó Tiểu Tuyết mở ra. Lafitte, chắc mọi người chưa từng uống nhỉ? Nào, mọi người thử chút đi. Nhìn thấy chai rượu Lafitte, mọi người lập tức phấn khởi. Wow, thực sự là Lafitte à, tớ từng nhìn thấy mọi người uống trên TV nhưng chưa được uống thử bao giờ. Đúng vậy, tớ cũng chưa từng uống thử bao giờ, loại rượu này quý lắm đấy, tớ nghe nói cái gì mà năm 1992, 1982 có giá tận mấy trăm nghìn lận, đúng là không mua nổi. Đúng là được nhờ tổng giám đốc phó mà, mọi người mau nếm thử. Mọi người ăn cơm cùng tiểu phó, đúng là mở rộng tầm mắt mà, vừa được nghe mấy tin đồn về tổng giám đốc Liễu, lại vừa được uống rượu quý. Tiểu phó rót cho mỗi người một ly, đến chỗ Tần Lâm liền cố ý hỏi. Cậu cũng muốn uống à? Như thế thì hơi quá đáng đấy. Mọi người đều hiểu, tiểu phó đang cố ý làm khó Tần Lâm, khiến Tần Lâm thấy khó xử. Nhiều người đều được uống như vậy, mà lại không rót cho Tần Lâm. Cô ta thực sự muốn Tần Lâm cảm nhận được hương vị của sự khó chịu. Tần Lâm lắc đầu, ha ha, vậy tôi không uống, tôi không thích uống rượu giả. Lời vừa dứt, sắc mặt tiểu phó cứng lại, cả căn phòng đều chìm vào im lặng. Sắc mặt mọi người vô cùng kỳ lạ. Rượu giả, tên họ Tần này, cậu nói rõ cho tôi, sao rượu này lại là rượu giả được. Nhưng bạn học khác cũng hơi không vui. Đúng vậy Tần Lâm, cậu không thể ích kỷ như vậy được. Đừng vì không rót cho cậu mà cậu bảo rượu của tiểu phó là rượu giả. Lão Tần này, cậu làm vậy là không đúng, cùng lắm tớ rót cho cậu nửa ly. Cậu không được nói như vậy đâu. Tớ từng nhìn qua trên TV rồi, Lafitte trông như thế này thật, sao tớ chẳng nhìn ra đây là rượu giả nhỉ? Tần Lâm nói một câu, đám bạn học không vui, đặc biệt là tiểu phó. Cô ta có thân phận gì, tổng giám đốc đại lý Hoa Nam, cũng được coi là người của giới thượng lưu rồi. Đã từng trải qua nhiều cảnh đời, bảo cô ta uống rượu giả chẳng phải đang chửi cô ta sao? Phó Tiểu Tuyết rót luôn cho anh một ly rồi nói. Nào, thử đi, tôi muốn xem, rượu của tôi sao lại là hàng giả được? Tần Lâm bưng ly rượu lên, nghiêng một chút cho mọi người nhìn rồi nói. Rượu vang đúng của năm này, màu sắc sẽ vô cùng tươi, số năm càng cao thì màu càng tươi. Mà bình rượu này lại vô cùng vẩn đục, màu sắc không trong. Rõ ràng là rượu mới sản xuất gần đây. Nói xong, Tần Lâm nhấp môi, sau đó lắc đầu. Mấy người có thể uống thử xem, loại rượu này rất ngọt. Về lý mà nói rượu vang chưa qua công đoạn cho rượu thở thì sẽ hơi có vị chát, đặc biệt là mấy loại rượu lâu năm, có loại thậm chí còn cần để rượu thở nửa tiếng đồng hồ. Nhưng bình rượu này chưa hề được cho rượu thở mà đã có vị ngọt như vậy thì rõ ràng có vấn đề. Tần Lâm nói xong. Mọi người đều uống một ngụm, thực sự không hề cảm thấy vị chát, mà chỉ cảm thấy ngọt như rượu vang rẻ tiền vậy. Tần Lâm cầm chai rượu lên nói. Quan trọng nhất là, chai rượu này không phải là Lafitte lớn mà là Lafitte nhỏ.
Rượu Lafite để hạ thấp giá thành và đưa ra thị trường một loại rượu vang hợp với những người có mức chi tiêu trung bình nên đã thu mua vài xưởng sản xuất rượu, bắt đầu sản xuất Lafite nhỏ. Rượu của xưởng sản xuất phụ đương nhiên cũng là rượu ngon nhưng có một điều là vào năm 2006, nho chất lượng cao khá khan hiếm, vậy nên dường như tất cả nho đều được cung cấp cho xưởng sản xuất chính. Xưởng sản xuất phụ không có nho để sản xuất rượu, chỉ có thể sản xuất một ít rượu vang hoa tạ, mà rõ ràng không phải rượu của cậu. Vừa là rượu Lafite nhỏ, vừa là năm 2006, đây rõ ràng là rượu giả. Tần Lâm nói xong, sắc mặt mọi người đều trầm xuống. Chính chủ, dù bạn đọc trung thăng trùm chữ N Việt Nam thăng. Mọi người vốn không tin lời Tần Lâm, nhưng nghe có lý như vậy thì hình như là thật, không tin không được. Nhiều người cầm điện lên bắt đầu tra, quả nhiên, giống y hệt lời Tần Lâm nói. Lafite nhỏ được sản xuất bởi xưởng sản xuất phụ vào năm 2006 thực sự chỉ có một loại rượu vang mà không phải loại này. Chai rượu này thực sự là giả sao? Mặt Phó Tiểu Tuyết vô cùng khó coi, cô ta cảm thấy mất sạch mặt mũi. Không ngờ mình không giả giàu thành công trước mặt bạn học, cầm ra một bình Lafite lại là giả. Ha ha, do tớ sơ suất, uống mất bình Lafite lớn rồi, đây là lần đầu tớ nghe đến Lafite nhỏ đấy. Nếu là rượu giả thì mọi người đừng uống. Nói xong, Phó Tiểu Tuyết đổ rượu đi. Bầu không khí chìm vào trong ngượng ngùng. Tần Lâm nói, vậy uống của tôi đi. Cũng không thể vì không có rượu mà mất vui được. Tần Lâm cầm ra hai chai rượu, một chai màu xanh lá, một chai màu vàng, đều là whisky. Mở chai màu xanh lá ra, rót cho mỗi người một chút. Ồ, whisky à, cái này tớ cũng không rõ lắm, nó uống ngon không vậy? Phó Tiểu Tuyết nhìn qua, lạnh lùng hừ một tiếng. Rượu này đương nhiên là rượu ngon rồi, mọi người chưa nhìn số năm của nó sao, hơn 30 năm ấy, Phó Tiểu Tuyết nói với giọng điều kỳ quái. Sau khi rót cho mọi người một ít rượu xanh lá, Tần Lâm lại bưng ly rượu lên, bắt đầu lắc. Phó Tiểu Tuyết thấy vậy, cười khẩy. Tần Lâm, rốt cuộc cậu có hiểu về rượu không đấy, tôi thấy lúc nãy cậu cũng hiểu đấy, kết quả cậu chỉ hiểu rượu vang thôi à. Đây là whisky, không cần để rượu thở, chỉ có rượu vang mới cần lắc ly rượu để rượu tiếp xúc với không khí, như vậy thì vị rượu sẽ đỡ chát và ngon hơn. Nhưng whisky thì không cần, đặc biệt là whisky vị chanh này, vốn có sẵn vị chua ngọt, uống liền sẽ ngon hơn. Nói xong, Phó Tiểu Tuyết bưng lên uống hết sạch. Những bạn học khác thấy vậy cũng bưng lên, không biết nên nghe ai. Ánh mắt của mọi người đổ dồn vào Tần Lâm, hình như đợi câu trả lời của anh. Tần Lâm nói, loại rượu chanh bạc hà này là loại rượu giá rẻ, chỉ có bartender bình thường mới dùng. Còn rượu whisky vì số năm không cao nên khi uống vào khá cay, tráng qua một lớp rượu chanh bạc hà thì có thể giảm bớt vị cay kích thích này. Nói xong, Tần Lâm đổ rượu đi. Rượu này không phải để uống, mà để tráng ly thôi. Tần Lâm đổ rượu chanh bạc hà ra ngoài, trong ly phảng phất một mùi hương sảng khoái, những người bạn học khác cũng bắt chước đổ rượu ra. Sau đó Tần Lâm mở chai whisky hơn 30 năm đó, rót cho mỗi người một ly. Mặt Phó Tiểu Tuyết lập tức trở nên khó coi. Lần này mất mặt thật rồi, khoe khoang là mình am hiểu về rượu, ai ngờ đến rượu chanh bạc hà cũng không biết, cứ tưởng rượu uống, ai ngờ là thứ để rửa cốc. Khó chịu giống như uống nước trong nồi vậy. Phó Tiểu Tuyết u ám mặt mày, ngồi một chỗ không nói năng gì. Mặc dù những người bạn học khác cũng thấy ngượng ngùng nhưng không dám lên tiếng. Bởi vì người bị mất mặt là Tiểu Phó, nếu Tần Lâm bị mất mặt, bọn họ chắc chắn sẽ buông lời chế nhạo. Tần Lâm rót rượu cho mọi người, bao gồm cả Tiểu Phó. Anh không nhỏ mọn như thế, chai rượu này đặt ở phía sau, chắc là ai tặng cho Liễu Thanh Thanh, cô chưa kịp uống. Người tặng quà cho nhân vật quyền thế như Liễu Thanh Thanh thực sự rất nhiều, cho dù là loại rượu nổi tiếng đắt tiền e rằng cô cũng chẳng biết là ai tặng. Mọi người nhấp một ngụm, lập tức cảm thấy kinh ngạc. Không tồi, rượu ngon quả nhiên rất khác bọt, thơm dịu, hơn nữa vị chanh bạc hà đã lấn át vị cay xè của rượu. Không sai, trước đây tôi từng uống rượu whisky bình thường, hoàn toàn không có mùi vị này, rượu này ngon thật đấy. Không chỉ là vấn đề về rượu, chúng ta cũng uống một cách chuyên nghiệp, tôi vừa tra xong, dùng chanh bạc hà rửa ly là cách uống chuyên nghiệp, có thể giúp rượu có mùi vị ngon nhất. Mọi người càng thưởng thức thứ rượu này, Phó Tiểu Tuyết càng khó chịu. Rõ ràng là sân chơi của cô ta, đáng lẽ cô ta mới là người sành sỏi hơn,
kết quả lại để Tần Lâm khoe khoang bản thân, còn cô ta thì giống như kẻ quê mùa vậy. Phó Tiểu Tuyết uống vài hớp rượu rồi chuyển chủ đề, cô ta hỏi. Tần Lâm, bây giờ cậu vẫn chưa có bạn gái đúng không? Mọi người lộ vẻ thích thú, Phó Tiểu Tuyết nói đến chủ đề chính rồi, năm đó mặc dù Tần Lâm không có ý gì nhưng cô ta lại ghi thù, cảm thấy anh cố ý làm tổn thương cô ta. Vì thế cô ta nhất định phải tìm cơ hội trả thù Tần Lâm, để anh biết được năm đó từ chối cô ta là một hành động vô cùng ngu xuẩn. Mọi người đều quan tâm đến câu hỏi của Phó Tiểu Tuyết. Từ một thiếu gia con nhà giàu trở thành kẻ suy tàn, chắc tiêu chuẩn cũng sẽ hạ thấp đúng không? Trước đây khi Tần Lâm còn là đại thiếu gia nhà họ Tần, ai cũng không ưng, ở trường anh chẳng thèm để ý đến đám con gái theo đuổi mình, bây giờ thì hay rồi, không còn điều kiện đó nữa, chắc chẳng còn đứa con gái nào ở bên cạnh anh. Là một người tầm thường e rằng đến bạn gái cũng rất khó tìm đúng không? Xe cũng phải đi thuê, có thể có bản lĩnh gì chứ? Mấy cô bạn học cười ha ha nói, bây giờ lão Tần cũng không còn nhỏ nữa, nên tìm bạn gái đi. Không tìm được bạn gái cũng không sao, bây giờ đàn ông đều phải lo sự nghiệp. Không thể nói như thế được, sự nghiệp cũng cần có phụ nữ giúp đỡ, lẽ nào cả đời sự nghiệp không thành thì cả đời không kết hôn sao? Cũng có lý, tình trạng bây giờ của lão Tần là thế nào, không tìm được bạn gái hay là không tìm được người tâm đầu ý hợp? Đừng có mà chảnh quá, đã đến lúc nào rồi chứ, không thể bì được với năm đó nữa đâu. Đúng vậy, cùng lắm thì tìm một cô dưới quê. Có xinh đẹp hay không không quan trọng, không chê bai cậu, nguyện chung sống với cậu là được rồi. Tôi có một người họ hàng, hay là tôi giới thiệu cho cậu nhé, tầm 30 tuổi, ly hôn rồi, có con, nhưng rất xinh đẹp, hợp với cậu đấy. Tôi cũng có bà chị họ, năm nay 30 năm tuổi chưa lấy chồng, ngoại hình cũng ổn, mỗi tội hơi béo, nhưng được cái chịu khó. Mọi người đua nhau giới thiệu đối tượng cho Tần Lâm. Nghe thấy những lời này Tần Lâm thấy cạn lời luôn, anh bất lực cắt ngang lời bọn họ. Tôi có bạn gái rồi. Tần Lâm nói xong mọi người lập tức sững sờ, không ngờ anh đã có bạn gái rồi sao? Đặc biệt là Phó Tiểu Tuyết, vô cùng ngạc nhiên, biểu cảm vô cùng khoa trương. Thật á, cậu có bạn gái rồi sao? Làm gì, người nhà quê đúng không? Hay là ly hôn rồi? Phó Tiểu Tuyết cho rằng với điều kiện của Tần Lâm không thể nào tìm được bạn gái quá tốt. Giống như mấy người giới thiệu trước đấy, có thể tìm được một cô nhà quê, đã ly hôn hay là lớn tuổi, không ưa nhìn nhưng chịu khó là được lắm rồi. Chung sống hạnh phúc với nhau là được, không thể yêu cầu quá cao. Nghe thấy lời Phó Tiểu Tuyết nói mọi người đều lộ vẻ mặt chế giễu, cho dù Tần Lâm tìm được cô bạn gái thế nào nhưng thể nào cũng thua xa Tiểu Phó. Khách quan mà nói thì Phó Tiểu Tuyết khá xinh đẹp, dáng người cũng ngon, bây giờ cô ta có thân phận rồi. Nói năng khí chất cũng trở nên sang chảnh, rất có thần thái của tiểu thư con nhà giàu. Hơn nữa cô ta còn có tiền, thân phận địa vị cũng khác rồi, ai mà không thích người phụ nữ như thế chứ? Người năm đó từ chối Phó Tiểu Tuyết chắc chắn sẽ rất hối hận. Bây giờ Tần Lâm giả vờ điềm tĩnh, thờ ơ, nhưng đoán rằng trong lòng đang hối hận muốn chết. Tần Lâm lạnh nhạt nói, bạn gái tôi làm kinh doanh. Nhìn thấy dáng vẻ chẳng hề hối hận của Tần Lâm. Phó Tiểu Tuyết vô cùng khó chịu. Nghe cậu nói chắc bạn gái cậu cũng xuất sắc lắm nhỉ? Tần Lâm cười, thực sự rất xuất sắc. Người giàu nhất cả nước, cô ấy không xuất sắc thì ai xuất sắc chứ? Phó Tiểu Tuyết hừ lạnh một tiếng, vậy gọi đến đây giới thiệu với mọi người đi, đúng lúc chúng tôi cũng muốn mở mang tầm hiểu biết, xem cô bạn gái xuất sắc của cậu rốt cuộc là thần thánh phương nào. Không sai, chúng tôi cũng muốn gặp, xem cô ấy xinh đẹp. Ngoan ngoãn hiền lành hay là có tiền? Tần Lâm cậu cũng đẹp trai đấy chứ, có khi nào tìm được cô vợ giàu không? Ha ha, không dễ tìm vợ giàu đâu, bây giờ mấy bà vợ giàu hơn 40 tuổi đấy rất kén chọn, họ đều thích mấy chàng trai trẻ tầm 20 tuổi. Mọi người cười châm chọc không nể nang gì, Phó Tiểu Tuyết cũng lộ vẻ chế giễu, đợi Tần Lâm gọi bạn gái đến. Tần Lâm nghĩ dù gì chỗ này không xa mỹ phẩm tầng vân, vậy thì gọi cô ấy đến cũng được. Anh lấy điện thoại ra gọi một cuộc. Alo, gì thế, giọng điệu của Liễu Thanh Thanh mệt nhoài có chút ỏn ẻn, khác với giọng lúc ở công ty. Tần Lâm nói, anh đang đi họp lớp, bọn họ muốn gặp em có đến không? Liễu Thanh Thanh sững sờ, không hề do dự, được thôi, ở đâu thế, bây giờ em sẽ đến. Tần Lâm và Liễu Thanh Thanh mới xác định quan hệ với nhau,
vừa mới tận thưởng sự ngọt ngào của tình yêu, Liễu Thanh Thanh vẫn đang trong trạng thái hưng phấn. Tần Lâm sẵn sàng giới thiệu cô với bạn bè, đương nhiên là cô rất vui. Được, ở khách sạn Hoa Tử Kinh, em đến đi. Nói xong liền tắt điện thoại. Phó Tiểu Tuyết và mấy cô bạn đưa mắt ra hiệu với nhau, bọn họ nói. Được, vậy chúng tôi sẽ đợi, lát nữa thêm chỗ cho bạn gái cậu, bảo cô ấy gọi mấy món mà ngày thường không được ăn, nếu ăn không đủ thì gói mang về cũng được. Bọn họ cho rằng bạn gái của Tần Lâm chắc chắn là loại người quê mùa, chắc chưa bao giờ đến những nhà hàng sang trọng như thế này. Nói xong đám người Phó Tiểu Tuyết đi vào nhà vệ sinh để trang điểm lại. Vừa tô son mấy cô bạn đó vừa nói. Tiểu Phó, cậu phải trang điểm thật xinh đẹp, đợi lát nữa bạn gái của Tần Lâm đến, thể hiện uy quyền với cô ta. Phó Tiểu Tuyết cười nhạt, nhìn bản thân ở trong gương lộ ra biểu cảm thỏa mãn. Phụ nữ với nhau thực ra không cần phải tranh giành hay là so sánh, chỉ cần xinh đẹp hơn cô ta là được rồi. Phó Tiểu Tuyết tự tin rằng cô ta nhất định xinh đẹp, giỏi giang hơn bạn gái của Tần Lâm. Đứng trang điểm ở trước kính, Phó Tiểu Tuyết nhìn bản thân mình trong gương, cô ta cảm thấy vô cùng đắc ý. Sắc đẹp của cô ta nổi bật trong đám con gái, hơn nữa cô ta còn biết trang điểm, bản thân làm trong ngành mỹ phẩm, kỹ thuật trang điểm rất siêu, vì thế trông xinh đẹp hơn bạn bè cùng trang lứa rất nhiều. Hơn nữa khí chất nữ cường rất lớn mạnh, vừa nhìn biết ngay là tiểu thư con nhà giàu, những cô gái bình thường khi gặp cô ta e rằng ngay cả tư cách đố kỵ cũng không có. Với tình trạng hiện tại của Tần Lâm, có thể tìm được người bạn gái lợi hại như thế nào chứ? Đoán rằng sẽ thua kém cô ta về mọi mặt. Đúng rồi, tớ ra xe lấy thỏi soi đã, tớ muốn đổi màu khác, để cô ta biết được ai là nhân vật chính. Nói xong Phó Tiểu Tuyết đi ra khỏi nhà vệ sinh, đến chỗ xe của mình để lấy thỏi soi, lúc vừa định quay lại. Đột nhiên thấy một bóng người quen thuộc bước đến. Tổng Giám Đốc Liễu. Phó Tiểu Tuyết vô cùng ngạc nhiên, không ngờ lại gặp Tổng Giám Đốc Liễu ở đây. Lần này cô ta trở về chủ yếu là muốn gặp mặt Tổng Giám Đốc Liễu, mặc dù cô ta là Tổng Giám Đốc Đại lý khu vực nhưng cũng khó có cơ hội gặp được Liễu Thanh Thanh. Có thể gặp được sếp lớn sẽ có lợi cho công việc và sự phát triển sau này của cô ta. Cô là, Liễu Thanh Thanh biết người phụ nữ này là nhân viên của cô ta, chắc chức vụ không nhỏ nhưng cụ thể là gì thì cô không nhớ, dù sao thì mỹ phẩm tầng vân cũng phát triển lớn mạnh như thế, người có chức vụ như Phó Tiểu Tuyết thực sự rất nhiều. Tổng Giám Đốc Liễu, tôi là Phó Tiểu Tuyết, Tổng Giám Đốc Đại lý khu vực Hoa Nam. Lúc này Liễu Thanh Thanh mới nhớ ra, thì ra là cô cũng đến đây ăn hả? Đúng vậy, cô đến dự tiệc sao? Liễu Thanh Thanh đỏ ửng mặt, cô nói. Không phải, tôi đến tìm bạn trai. Phó Tiểu Tuyết lập tức trố mắt ra nhìn, biểu cảm vô cùng kinh ngạc, như thể biết được một tin cực sốc. Thật sao, Tổng Giám Đốc Liễu, hay là cho tôi gặp bạn trai của cô đi? Tôi muốn xem rốt cuộc là thần thánh phương nào có thể chiếm được trái tim của Tổng Giám Đốc Liễu. Phó Tiểu Tuyết rất có tâm cơ, lúc nói chuyện mặc dù kính cẩn nhưng ngữ khí nghe có vẻ rất gần gũi, giống như nói chuyện với bạn thân vậy, khiến người ta vừa cảm thấy thân mật mà không xuồng xã quá. Liễu Thanh Thanh nghĩ một lúc rồi nói, vậy được thôi, đúng lúc hôm nay ra ngoài tôi cũng không dẫn theo trợ lý. Vậy thì tốt quá rồi, hôm nay tôi sẽ làm trợ lý kiêm thư ký cho Tổng Giám Đốc Liễu. Có thể làm trợ lý cho sếp lớn, đó cũng không phải là nhân vật tầm thường, Phó Tiểu Tuyết may mắn lắm mới có được vinh dự này. Liễu Thanh Thanh nhìn định vị mà Tần Lâm gửi trong điện thoại, sau đó dẫn Phó Tiểu Tuyết vào nhà hàng. Vào bên trong đi thẳng lên tầng 2. Phó Tiểu Tuyết sững sờ, tầng 2 sao? Tổng Giám Đốc Liễu? Ừ. Liễu Thanh Thanh đi lên tầng 2 đến phòng 205, cũng chính là phòng bao của đám người Tần Lâm, sau đó cô đi thẳng vào trong. Phó Tiểu Tuyết sững sờ, Tổng Giám Đốc Liễu, cô đi nhầm rồi đúng không? Đây là nơi chúng tôi họp lớp. Liễu Thanh Thanh sững sờ, vậy sao? Bạn trai tôi nói anh ấy ở đây. Nói xong Liễu Thanh Thanh đẩy cửa bước vào trong. Vừa vào trong, tất cả đám bạn học đều sững sờ. Bọn họ sững sờ bởi vẻ đẹp của Liễu Thanh Thanh. Nhìn trên tạp chí, trên sóng truyền hình khác hoàn toàn với nhìn tận mắt. Liễu Thanh Thanh thực sự quá đẹp. Bất luận là khí chất hay dáng người đều là mỹ nữ tuyệt đỉnh. Bọn họ sững sờ bởi nhan sắc của Liễu Thanh Thanh, một lúc sau mới phản ứng lại. Liễu Thanh Thanh, có người nhận ra rồi, Phó Tiểu Tuyết vội giới thiệu. Vị này là Tổng Giám Đốc Liễu của chúng tôi,
cô ấy đi nhầm phòng, các cậu cứ ăn đi, lát nữa tôi lại qua. Nói xong Phó Tiểu Tuyết định đưa Liễu Thanh Thanh ra ngoài, đây là phòng bao của bọn họ, để Tổng Giám Đốc Liễu ở đây thực sự không được thích hợp cho lắm. Tuy nhiên Phó Tiểu Tuyết vừa nói xong, Liễu Thanh Thanh bật cười, ngồi trước mặt Tần Lâm, cười ha ha rồi nói. Em đến rồi đây. Lúc này người phụ nữ mạnh mẽ khẽ ngả vào người Tần Lâm giống như cô gái nhỏ vậy. Tần Lâm cười, nắm lấy tay Liễu Thanh Thanh rồi nói. Giới thiệu với mọi người, đây là bạn gái của tôi. Bầu không khí lập tức trở nên ngượng ngùng. Thời gian như thể ngưng đọng lại vài giây vậy. Tất cả mọi người đều đứng im bất động, gương mặt vẫn giữ biểu cảm vừa nãy nhìn Tần Lâm và Liễu Thanh Thanh giống như gặp người ngoài hành tinh vậy. Trong đó người có vẻ mặt khó coi nhất là Phó Tiểu Tuyết. Phó Tiểu Tuyết tím tái mặt mày. Cô ta không thể nào tin được cảnh tượng trước mắt, nhưng hai người lại nắm tay nhau khiến mọi người vô cùng sững sờ. Đó là Liễu Thanh Thanh đấy. Người giàu nhất cả nước. Người phụ nữ Hoa Hạ được công nhận là xinh đẹp nhất thế giới. Sao lại? Trong mắt Phó Tiểu Tuyết, Tần Lâm chỉ là một người đàn ông tầm thường, sao có thể lội ngược dòng, cưa đổ được tiểu như con nhà giàu đẳng cấp như vậy chứ? Tất cả bạn học đều lộ biểu cảm vô cùng sững sờ, nhìn ba người Phó Tiểu Tuyết, Tần Lâm và Liễu Thanh Thanh, cảm thấy đầy kịch tính. Điều buồn cười nhất đó là Liễu Thanh Thanh lại là bà chủ của Phó Tiểu Tuyết. Tần Lâm cười khẩy, anh hỏi. Phó Tiểu Tuyết, không phải cô nói muốn so bì với bạn gái tôi xem ai xuất sắc hơn sao? Phó Tiểu Tuyết cứng nở mặt, giật giật khóe miệng, vẻ mặt vô cùng khó coi. So với Tổng Giám Đốc Liễu xem ai xuất sắc hơn? Đùa gì vậy trời? Đừng nói đến xuất sắc nữa, tất cả mọi mặt Phó Tiểu Tuyết đều bị Tổng Giám Đốc Liễu lấn át hoàn toàn. So sánh với Liễu Thanh Thanh, Phó Tiểu Tuyết chỉ là kẻ kém cỏi. Trước mặt sếp lớn cô ta nào có tư cách khoe khoang chứ? Liễu Thanh Thanh rất thông minh, vừa nhìn là nhận ra ngay trong chuyện này có gì đó sai sai, cô nghiêm mặt lại. Phó Tiểu Tuyết à, doanh thu của Hoa Nam năm nay thấp hơn năm trước nhiều lắm đấy nhỉ? Mặt Phó Tiểu Tuyết lập tức biến sắc, thực sự năng lực làm việc của cô ta không xứng đáng làm Tổng Giám Đốc Đại Lý, doanh số năm nay tuột dốc không phanh, lần này trở về là muốn tạo mối quan hệ tốt với sếp. Kết quả lại khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, chẳng những không tạo được quan hệ mà lại đắc tội với bạn trai của sếp. Tổng Giám Đốc Liễu, doanh số lần này không tốt thực sự là lỗi của tôi, cô yên tâm, năm sau tôi sẽ cố gắng hơn nữa, để doanh số tăng lên gấp đôi. Liễu Thanh Thanh cười nhạt, năm sau, Hoa Nam là khu vực vô cùng quan trọng của công ty, không thể cho cô thời gian một năm để cô rèn luyện được, năm sau cô tạm thời bị điều đến khu vực Tây Bắc làm Phó Tổng Giám Đốc Đại Lý. Mặt Phó Tiểu Tuyết lập tức trắng bệch ra, mặt mày u ám. Từ Tổng Giám Đốc Đại Lý trở thành Phó Tổng Giám Đốc Đại Lý, đây chính là giáng chức. Từ khu vực Hoa Nam bị điều đến khu vực Tây Bắc, cũng có nghĩa là bị chuyển từ vùng đất giàu đó đến nơi chó ăn đá gà ăn sỏi, đây chính xác là giáng chức thêm lần nữa. Chẳng khác gì với việc sa thải. Tổng Giám Đốc Liễu, cô hãy cho tôi thêm một cơ hội đi. Phó Tiểu Tuyết khổ sở van nài cầu xin. Liễu Thanh Thanh cười nhạt, nhìn Tần Lâm rồi nói. Cầu xin tôi cũng vô ích. Phó Tiểu Tuyết lập tức phản ứng lại, vội đến trước mặt Tần Lâm rồi nói. Lão Tần, chúng ta là bạn học cũ mà, nể tình bạn học cũ, cậu có thể nói đỡ giúp tôi được không? Chuyện trước đây đều là tôi không đúng, là tôi đầu óc hẹp hòi, ảo tưởng sức mạnh, cậu xem. Lời nói của Phó Tiểu Tuyết khiến đám bạn học sụt sùi không thôi. Cuộc sống đúng là trớ trêu. Trước đây Phó Tiểu Tuyết vô cùng hống hách muốn Tần Lâm mất mặt, đòi so bì với bạn gái của anh. Kết quả bạn gái của Tần Lâm đến rồi, chính là sếp của cô ta. Cô ta không những bị giáng chức mà còn phải cầu xin Tần Lâm nói giúp cho mình. Có một câu nói rất hay, bạn không ngó ngàng đến tôi của hôm qua cũng không sao, nhưng tôi của hôm nay nhất định phải khiến bạn không thể nào với tới được. Đứng trang điểm ở trước kính, Phó Tiểu Tuyết nhìn bản thân mình trong gương. Cô ta cảm thấy vô cùng đắc ý. Sắc đẹp của cô ta nổi bật trong đám con gái, hơn nữa cô ta còn biết trang điểm, bản thân làm trong ngành mỹ phẩm, kỹ thuật trang điểm rất siêu, vì thế trông xinh đẹp hơn bạn bè cùng trang lứa rất nhiều. Hơn nữa khí chất nữ cường rất lớn mạnh, vừa nhìn biết ngay là tiểu thư con nhà giàu, những cô gái bình thường khi gặp cô ta e rằng ngay cả tư cách đố kỵ cũng không có. Với tình trạng hiện tại của Tần Lâm, có thể tìm được người bạn gái lợi hại như thế nào chứ?
đoán rằng sẽ thua kém cô ta về mọi mặt. Đúng rồi, tớ ra xe lấy thỏi soi đã, tớ muốn đổi màu khác, để cô ta biết được ai là nhân vật chính. Nói xong Phó Tiểu Tuyết đi ra khỏi nhà vệ sinh, đến chỗ xe của mình để lấy thỏi soi, lúc vừa định quay lại. Đột nhiên thấy một bóng người quen thuộc bước đến. Tổng Giám Đốc Liễu. Phó Tiểu Tuyết vô cùng ngạc nhiên, không ngờ lại gặp Tổng Giám Đốc Liễu ở đây. Lần này cô ta trở về chủ yếu là muốn gặp mặt Tổng Giám Đốc Liễu, mặc dù cô ta là Tổng Giám Đốc Đại lý khu vực nhưng cũng khó có cơ hội gặp được Liễu Thanh Thanh. Có thể gặp được sếp lớn sẽ có lợi cho công việc và sự phát triển sau này của cô ta. Cô là, Liễu Thanh Thanh biết người phụ nữ này là nhân viên của cô ta, chắc chức vụ không nhỏ nhưng cụ thể là gì thì cô không nhớ, dù sao thì mỹ phẩm Tầng Vân cũng phát triển lớn mạnh như thế, người có chức vụ như Phó Tiểu Tuyết thực sự rất nhiều. Tổng Giám Đốc Liễu, tôi là Phó Tiểu Tuyết, Tổng Giám Đốc Đại lý khu vực Hoa Nam. Lúc này Liễu Thanh Thanh mới nhớ ra, thì ra là cô cũng đến đây ăn hả? Đúng vậy, cô đến dự tiệc sao? Liễu Thanh Thanh đỏ ửng mặt, cô nói. Không phải, tôi đến tìm bạn trai. Phó Tiểu Tuyết lập tức trố mắt ra nhìn, biểu cảm vô cùng kinh ngạc, như thể biết được một tin cực sốc. Thật sao, Tổng Giám Đốc Liễu, hay là cho tôi gặp bạn trai của cô đi? Tôi muốn xem rốt cuộc là thần thánh phương nào có thể chiếm được trái tim của Tổng Giám Đốc Liễu. Phó Tiểu Tuyết rất có tâm cơ. Lúc nói chuyện mặc dù kính cẩn nhưng ngữ khí nghe có vẻ rất gần gũi, giống như nói chuyện với bạn thân vậy, khiến người ta vừa cảm thấy thân mật mà không xuồng xã quá. Liễu Thanh Thanh nghĩ một lúc rồi nói, vậy được thôi, đúng lúc hôm nay ra ngoài tôi cũng không dẫn theo trợ lý. Vậy thì tốt quá rồi, hôm nay tôi sẽ làm trợ lý kiêm thư ký cho Tổng Giám Đốc Liễu. Có thể làm trợ lý cho sếp lớn, đó cũng không phải là nhân vật tầm thường, Phó Tiểu Tuyết may mắn lắm mới có được vinh dự này. Liễu Thanh Thanh nhìn định vị mà Tần Lâm gửi trong điện thoại, sau đó dẫn Phó Tiểu Tuyết vào nhà hàng. Vào bên trong đi thẳng lên tầng 2. Phó Tiểu Tuyết sững sờ, tầng 2 sao? Tổng Giám Đốc Liễu? Ừ. Liễu Thanh Thanh đi lên tầng 2 đến phòng 205, cũng chính là phòng bao của đám người Tần Lâm, sau đó cô đi thẳng vào trong. Phó Tiểu Tuyết sững sờ, Tổng Giám Đốc Liễu, cô đi nhầm rồi đúng không? Đây là nơi chúng tôi họp lớp. Liễu Thanh Thanh sững sờ, vậy sao? Bạn trai tôi nói anh ấy ở đây. Nói xong Liễu Thanh Thanh đẩy cửa bước vào trong. Vừa vào trong, tất cả đám bạn học đều sững sờ. Bọn họ sững sờ bởi vẻ đẹp của Liễu Thanh Thanh. Nhìn trên tạp chí, trên sóng truyền hình khác hoàn toàn với nhìn tận mắt. Liễu Thanh Thanh thực sự quá đẹp, bất luận là khí chất hay dáng người đều là mỹ nữ tuyệt đỉnh. Bọn họ sững sờ bởi nhan sắc của Liễu Thanh Thanh, một lúc sau mới phản ứng lại. Liễu Thanh Thanh, có người nhận ra rồi, Phó Tiểu Tuyết vội giới thiệu. Vị này là Tổng Giám Đốc Liễu của chúng tôi, cô ấy đi nhầm phòng, các cậu cứ ăn đi, lát nữa tôi lại qua. Nói xong Phó Tiểu Tuyết định đưa Liễu Thanh Thanh ra ngoài, đây là phòng bao của bọn họ, để Tổng Giám Đốc Liễu ở đây thực sự không được thích hợp cho lắm. Tuy nhiên Phó Tiểu Tuyết vừa nói xong, Liễu Thanh Thanh bật cười, ngồi trước mặt Tần Lâm, cười ha ha rồi nói. Em đến rồi đây. Lúc này người phụ nữ mạnh mẽ khẽ ngả vào người Tần Lâm giống như cô gái nhỏ vậy. Tần Lâm cười, nắm lấy tay Liễu Thanh Thanh rồi nói. Giới thiệu với mọi người, đây là bạn gái của tôi. Bầu không khí lập tức trở nên ngượng ngùng. Thời gian như thể ngưng đọng lại vài giây vậy. Tất cả mọi người đều đứng im bất động, gương mặt vẫn giữ biểu cảm vừa nãy nhìn Tần Lâm và Liễu Thanh Thanh giống như gặp người ngoài hành tinh vậy. Trong đó người có vẻ mặt khó coi nhất là Phó Tiểu Tuyết. Phó Tiểu Tuyết tím tái mặt mày. Cô ta không thể nào tin được cảnh tượng trước mắt, nhưng hai người lại nắm tay nhau khiến mọi người vô cùng sững sờ. Đó là Liễu Thanh Thanh đấy. Người giàu nhất cả nước. Người phụ nữ Hoa Hạ được công nhận là xinh đẹp nhất thế giới. Sao lại? Trong mắt Phó Tiểu Tuyết, Tần Lâm chỉ là một người đàn ông tầm thường, sao có thể lội ngược dòng? Cưa đổ được tiểu như con nhà giàu đẳng cấp như vậy chứ. Tất cả bạn học đều lộ biểu cảm vô cùng sững sờ, nhìn ba người Phó Tiểu Tuyết, Tần Lâm và Liễu Thanh Thanh, cảm thấy đầy kịch tính. Điều buồn cười nhất đó là Liễu Thanh Thanh lại là bà chủ của Phó Tiểu Tuyết. Tần Lâm cười khẩy, anh hỏi. Phó Tiểu Tuyết, không phải cô nói muốn so bì với bạn gái tôi xem ai xuất sắc hơn sao? Phó Tiểu Tuyết cứng đờ mặt, giật giật khóe miệng, vẻ mặt vô cùng khó coi.
so với tổng giám đốc Liễu xem ai xuất sắc hơn. Đùa gì vậy trời? Đừng nói đến xuất sắc nữa, tất cả mọi mặt Phó Tiểu Tuyết đều bị tổng giám đốc Liễu lấn át hoàn toàn. So sánh với Liễu Thanh Thanh, Phó Tiểu Tuyết chỉ là kẻ kém cỏi, trước mặt sếp lớn cô ta nào có tư cách khoe khoang chứ. Liễu Thanh Thanh rất thông minh, vừa nhìn là nhận ra ngay trong chuyện này có gì đó sai sai, cô nghiêm mặt lại. Phó Tiểu Tuyết à, doanh thu của Hoa Nam năm nay thấp hơn năm trước nhiều lắm đấy nhỉ. Mặt Phó Tiểu Tuyết lập tức biến sắc, thực sự năng lực làm việc của cô ta không xứng đáng làm tổng giám đốc đại lý, doanh số năm nay tuột dốc không phanh, lần này trở về là muốn tạo mối quan hệ tốt với sếp. Kết quả lại khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, chẳng những không tạo được quan hệ mà lại đắc tội với bạn trai của sếp. Tổng giám đốc Liễu, doanh số lần này không tốt thực sự là lỗi của tôi, cô yên tâm, năm sau tôi sẽ cố gắng hơn nữa, để doanh số tăng lên gấp đôi. Liễu Thanh Thanh cười nhạt, năm sau, Hoa Nam là khu vực vô cùng quan trọng của công ty, không thể cho cô thời gian một năm để cô rèn luyện được, năm sau cô tạm thời bị điều đến khu vực Tây Bắc làm phó tổng giám đốc đại lý. Mặt Phó Tiểu Tuyết lập tức trắng bệch ra, mặt mày u ám. Từ tổng giám đốc đại lý trở thành phó tổng giám đốc đại lý, đây chính là giáng chức. Từ khu vực Hoa Nam bị điều đến khu vực Tây Bắc, cũng có nghĩa là bị chuyển từ vùng đất giàu đó đến nơi chó ăn đá gà ăn sỏi, đây chính xác là giáng chức thêm lần nữa. Chẳng khác gì với việc sa thải. Tổng giám đốc Liễu, cô hãy cho tôi thêm một cơ hội đi. Phó Tiểu Tuyết khổ sở van nài cầu xin. Liễu Thanh Thanh cười nhạt, nhìn Tần Lâm rồi nói. Cầu xin tôi cũng vô ích. Phó Tiểu Tuyết lập tức phản ứng lại, vội đến trước mặt Tần Lâm rồi nói. Lão Tần, chúng ta là bạn học cũ mà, nể tình bạn học cũ, cậu có thể nói đỡ giúp tôi được không? Chuyện trước đây đều là tôi không đúng, là tôi đầu óc hẹp hòi, ảo tưởng sức mạnh, cậu xem. Lời nói của Phó Tiểu Tuyết khiến đám bạn học sụt sùi không thôi. Cuộc sống đúng là trớ trêu. Trước đây Phó Tiểu Tuyết vô cùng hống hách muốn Tần Lâm mất mặt, đòi so bì với bạn gái của anh. Kết quả bạn gái của Tần Lâm đến rồi, chính là sếp của cô ta. Cô ta không những bị giáng chức mà còn phải cầu xin Tần Lâm nói giúp cho mình. Có một câu nói rất hay, bạn không ngó ngàng đến tôi của hôm qua cũng không sao, nhưng tôi của hôm nay nhất định phải khiến bạn không thể nào với tới được. Tần Lâm bất lực lắc đầu, vừa bắt mạch vừa nói. Đây không phải cuộc thi, có thể phối hợp chữa khỏi bệnh cho người bệnh mới là mục tiêu cuối cùng, nếu không thì bà có ích gì chứ? Hơn nữa, nếu thực sự thi đấu thì bà cũng không đủ tư cách. Mặc dù Bạch Tuệ Chân là cao thủ chữa bệnh phụ khoa nhưng thực lực tổng hợp thì không ổn, vì thế vẫn chưa trở thành bậc thầy đông y, Tần Lâm không thấy bà ta trong danh sách bậc thầy đông y. Chưa trở thành bậc thầy đông y đương nhiên là không có tư cách thi đấu với Tần Lâm, cho dù đây là thế mạnh của anh. Bạch Tuệ Chân vừa nghe thấy Tần Lâm nói thế liền nổi giận đùng đùng. Cậu đúng thật là châng cháo. Bé tí danh còn ăn nói ngông cuồng, cậu mới khám chữa bệnh được mấy năm mà dám nói phét như thế chứ. Hôm nay tôi không nói triệu chứng bệnh cho cậu đấy, tôi xem cậu chữa bệnh kiểu gì. Tần Lâm không lên tiếng, không nói thì thôi, cũng không phải không khám được, chỉ là nói triệu chứng bệnh ra thì chẩn đoán sẽ chính xác hơn. Tần Lâm không quan tâm, nhưng Hồ Gia Hân lại rất để ý. Bác sĩ Bạch, tôi trả tiền cho bà, hy vọng bà có thể hợp tác, cho dù không phải bà chữa khỏi bệnh, nhưng tiền khám tôi sẽ không trả thiếu một đồng. Thấy sắc mặt của Ngô Gia Hân trầm xuống, Bạch Tuệ Chân vội nói. Không không không, tôi không có ý đó, sếp Hồ hiểu nhầm rồi, được, tôi sẽ nói cho cậu ta. Bạch Tuệ Chân hết cách, mặc dù khó chịu với Tần Lâm nhưng vẫn phải kể lại triệu chứng ở ngoài ra. Có bệnh viêm. Sau khi nói xong, Tần Lâm gật đầu, đổi tay tiếp tục bắt mạch. Một lúc sau sắc mặt của Hồ Gia Hân nhợt nhạt, trông có vẻ đau đớn. Tần Lâm đặt tay ở phần bụng dưới của Hồ Gia Hân, nhấn vào vị trí đan điền phía sát bên phải. Có đau không? Ây dô! Tần Lâm ấn một cái, Hồ Gia Hân liền kêu lên, xem ra có vẻ rất đau. Tần Lâm vội lấy kim bạc ra, châm vào vị trí cách rốn ba tấc, sau khi châm hai cây kim bạc, mặt Hồ Gia Hân biến sắc. Ây dô, tôi muốn đi vệ sinh. Mau đi đi, Tần Lâm châm kim là để thúc cô đi tiểu. Hồ Gia Hân vội nén nỗi đau, xuống khỏi giường chạy vào nhà vệ sinh. Tầm 2 phút sau cô bước ra khỏi đó, trạng thái tốt hơn nhiều, cô trở lại giường rồi nói. Bụng đỡ hơn nhiều rồi, lẽ nào là tiểu khó?
Tần Lâm nói, cô uống rất nhiều nước đúng không? Đúng vậy, tôi uống rất nhiều nước nóng. Ai bảo cô uống? Bạch Tuệ Chân chen mồm vào nói, tôi bảo cô ấy uống. Thận âm suy, thấp khí nặng nên uống nhiều nước nóng, có vấn đề gì sao? Giọng điệu của Bạch Tuệ Chân bực dọc, rất khó chịu với Tần Lâm, uống nhiều nước nóng thì có gì sai chứ? Cho dù là không có bệnh gì cũng nên uống nhiều nước nóng. Tần Lâm cười nhạt nói. Câu nói này không đúng, uống nhiều nước nóng đúng là không sai, nhưng bây giờ tình trạng của cô Hồ đặc biệt, ăn nhiều đồ chua dẫn đến tử cung thu lại rất nhỏ, những bộ phận khác cũng bắt đầu nở ra. Nở khí quản tắc ống dẫn niệu, không có lợi cho việc đi vệ sinh, uống nhiều nước nóng khiến bóng đái to ra, những bộ phận khác đồng thời chèn ép lại không thể thải ra bên ngoài được, vì thế mới dẫn đến đau bụng. Sau khi cô Hồ vừa đi vệ sinh rõ ràng cảm giác đau đớn ở phần bụng đã giảm đi nhiều, trên thực tế không phải giảm đi mà là biến mất. Bây giờ phần bụng của cô chắc vẫn còn hơi khó chịu, đây mới là triệu chứng thật sự. Bây giờ bắt mạch lại. Nói xong, Tần Lâm bắt mạch lại cho Hồ Gia Hân. Tần Lâm nói một tràng khiến Bạch Tuệ Chân cứng họng. Hình như cũng có lý. Đôi lúc y thuật chính là như thế, nói kết luận rồi mới đưa ra suy luận sẽ dễ dàng hơn. Cho dù là bác sĩ thực tập cũng có thể hiểu được. Nhưng trước khi nói ra kết luận, rất khó nghĩ đến phương hướng này. Hoặc tự mở ra một lối riêng, động não một lúc đột nhiên nghĩ đến kết quả này. Hoặc là kinh nghiệm lâm sàng phong phú, nắm vững về lý thuyết y học thì mới có thể đưa ra kết luận cho thời gian ngắn như này. Bạch Tuệ Chân có chút khó hiểu, tên này còn trẻ mà lại có y thuật cao siêu vậy sao? Bạch Tuệ Chân không nói gì nữa, nhìn Tần Lâm tiếp tục bắt mạch. Xem rốt cuộc anh còn có trò gì nữa. Sau khi bắt mạch vài phút, Tần Lâm nói. Cơ thể hư, trong lá lách quá nóng, vấn đề là ở lá lách, sau này không được ăn đồ chua nữa, ít nhất trong vòng 3 tháng không được ăn. Hồ Gia Hân bĩu môi, ngày thường cô thích nhất ăn đồ chua, dương mai, sơn tra, vân vân, bây giờ Tần Lâm bảo cô không được ăn những thứ này nữa, sống sao nổi chứ. Tần Lâm nhìn biểu cảm của Hồ Gia Hân. Cười nhạt, không cần phải nhăn nhó mặt mày, tôi kê thứ này có thể giúp cô đỡ thèm. Lê muối lạnh. Nghe thấy từ này, ba người phụ nữ trong nhà đều sững sờ. Từng nghe nói đến lê muối lạnh hay là lần đầu tiên nghe thấy? Tần Lâm nói, cách làm lê muối lạnh rất đơn giản, ngâm lê bằng giấm trắng, một ngày một đêm sau vớt lê ra, rồi để trong tủ lạnh một đêm, ngày thứ hai là có thể ăn. Mặc dù cô có chút vấn đề về phụ khoa, có điều không cần kiêng đồ sống. Lạnh, cứng, cay, chỉ cần không ăn đồ lạnh trong thời kỳ nguyệt san là được. Hồ Gia Hân lập tức mừng rỡ, lê muối lạnh nghe cũng ngon đấy, ngọt ngọt chua chua còn lạnh nữa, nhất định sẽ đỡ thèm, hơn nữa lại có thể chữa được bệnh, đúng là lợi hại. Lúc này Hồ Gia Hân bắt đầu thấy nể phục Tần Lâm, người đàn ông này đúng là có chút khác biệt. Nếu đổi lại là bác sĩ khác, không cho bạn ăn chua thì bạn không được ăn, tính mạng quan trọng hay là ăn quan trọng. Nhưng Tần Lâm xem bệnh rất có tính người, không chỉ chữa khỏi bệnh mà còn cố gắng giúp người bệnh thoải mái trong quá trình điều trị. Bạch Tuệ Chân cau mày hỏi. Nếu lá lách nóng thì nên uống canh xài hồ đúng không? Lúc này Bạch Tuệ Chân không còn dáng vẻ kiêu ngạo trước đó nữa mà dùng tư cách của một người bằng vai phải lứa để thảo luận với Tần Lâm. Trước giờ Tần Lâm rất nghiêm túc và chú tâm đến việc trao đổi kiến thức. Canh xài hồ cũng được, nhưng dùng canh phục linh thì tốt hơn. Bạch Tuệ Chân cau mày, canh phục linh. Không sai, canh phục linh và canh xài hồ đều có thể điều chỉnh nóng trong lá lách, nhưng canh phục linh còn tốt cho việc đi vệ sinh, chữa chứng phù, giúp người bệnh đi tiểu dễ dàng hơn, tránh cảm giác đau phần bụng dưới lúc nãy. Tần Lâm giải thích xong, Bạch Tuệ Chân liền ngộ ra. Thì ra là như thế. Không ngờ rằng Tần Lâm lại nghiên cứu kỹ những thứ nhỏ nhặt như thế. Bạch Tuệ Chân cho rằng canh xài hồ đã là liều thuốc tuyệt vời nhất để giải quyết vấn đề này rồi. Nhưng bà ta không suy nghĩ đến quá trình chữa bệnh, có thể sẽ xuất hiện triệu chứng lúc nãy, nếu tiếp tục xuất hiện e rằng phải thuốc đi tiểu như Tần Lâm vừa rồi thì mới giải quyết được. Nếu dùng canh phục linh thì sẽ giải quyết tất cả các vấn đề. Đây là bác sĩ có kinh nghiệm dày dặn cỡ nào chứ? Bạch Tuệ Chân đứng dậy, cung kính nói với Tần Lâm. Trước đây tôi mạo phạm rồi. Không ngờ rằng cậu trai trẻ đây lại là thần y, hôm nay tôi thực sự đã mở mang tầm hiểu biết, xin hỏi tính danh của tiểu thần y. Tần Lâm nói, không cần phải khách khí, tôi họ Tần, tên là Tần Lâm. Họ Tần,
Bạch Tuệ Chân sững sờ, lẽ nào là Tần đại sư? Tần Lâm cười, bà cũng biết tôi sao? Bạch Tuệ Chân lập tức kích động đến mức suýt nữa thì nhảy lên. Đương nhiên là tôi biết, Tần đại sư là tấm gương trong giới đông y, sao có thể không biết cậu được chứ? Không ngờ rằng có thể gặp cậu ở đây, đúng là vinh dự quá. Hồ Gia Hân đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này, vắt chân nói. Ây dô, thì ra là người nổi tiếng sao? Hồ Gia Hân cũng là người ngoài ngành, cô ấy đương nhiên chưa từng nghe qua uy danh của Tần đại sư. Tần đại sư có uy tín rất lớn trong giới y học, hầu như không ai là không biết anh. Chỉ có điều người ngoài ngành thì chưa biết đến thôi. Liễu Thanh Thanh nói, lão Tần là Tần đại sư nổi tiếng người người, được anh ấy khám bệnh cho là phúc của cậu đó, tí nữa cậu đừng có quên đưa tiền khám bệnh. Hồ Gia Hân liếc mắt, Liễu Thanh Thanh, cậu còn là bạn thân của tớ không đấy, có bạn trai mà quên chị em à? Dám đòi tiền tớ, hai người thật quá đáng. Hồ Gia Hân lúc này cũng vui vẻ, dường như hoạt bát hơn nhiều, biết bệnh tình của mình đỡ nhiều, tâm trạng đương nhiên cũng tốt hơn. Bạch Tuệ Chân kích động vô cùng, lưu lại phương thức liên lạc của Tần Lâm liền vội vàng cáo từ. Mặc dù bà ta muốn giao lưu nói chuyện nhiều hơn với Tần Lâm, có điều hiển nhiên bây giờ không phải lúc thích hợp. Sau khi Bạch Tuệ Chân rời đi, Liễu Thanh Thanh nói, tớ đi ra ngoài mua thuốc cho cậu, cậu đưa đơn thuốc cho tớ, lão Tần anh khám lại cho cô ấy đi. Cả người cô ấy toàn là bệnh thôi. Google trang này, đọc ngay không quảng cáo chung chuyện, VN. Được. Nếu đã là bạn thân của Liễu Thanh Thanh, thì Tần Lâm đương nhiên sẽ đồng ý giúp đỡ, kiểm tra sức khỏe toàn diện, xem có chỗ nào cần chữa không. Sau khi Liễu Thanh Thanh đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Tần Lâm và Hồ Gia Hân. Tần Lâm bắt mạch, bắt đầu kiểm tra. Hồ Gia Hân đột nhiên nở nụ cười gian xảo, rút chân ra khỏi chăn. Lơ đãng đặt lên đùi Tần Lâm, nhẹ nhàng đạp hai cái. Anh thần y ơi, anh giỏi thật đấy. Nhìn thấy dáng vẻ đùa nghịch của Hồ Gia Hân, Tần Lâm cười mỉm, lấy ra một cây kim bạc, nhẹ nhàng đâm vào đầu gối của Hồ Gia Hân. Chân Hồ Gia Hân lập tức mất cảm giác, không cử động được. Sắc mặt Hồ Gia Hân lập tức thay đổi, ê, anh làm gì vậy, anh làm gì chân tôi thế? Tần Lâm cười, có làm gì đâu, Thanh Thanh nói rồi. Phải kiểm tra sức khỏe toàn diện cho cô, nên tôi kiểm tra chân cô trước. Hồ Gia Hân cảm thấy mình như bị điểm huyệt, chân không cử động được, vô cùng không cam tâm. Không ngờ đông y còn có chiêu này, dùng một cây kim bạc mà có thể khiến chân cô ấy không cử động được. Hồ Gia Hân duỗi tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai của Tần Lâm, giọng nói vẫn mang theo ý trêu chọc mà hỏi. Tần đại sư, hay là tôi làm vợ lẽ của anh nhé? Như vậy thì anh có thể lấy được cả hai chị em chúng tôi rồi, như vậy thì hạnh phúc lắm đấy. Tần Lâm cười, lại rút một cây kim bạc ra, ấn tay Hồ Gia Hân xuống, đâm vào gan bàn tay của cô ấy. Tôi nghĩ tay cô có vấn đề rồi, để tôi chữa cho cô. Lại một cây kim bạc được đâm xuống, tay Hồ Gia Hân lập tức không động đậy được. Anh! Hồ Gia Hân tức vô cùng, bây giờ tay chân đều không động đậy được, tên này đúng là lợi hại. Hai cây kim bạc cắm lên tay chân cô ấy, chiêu này đúng là điểm huyệt trên tivi mà. Tần Lâm bắt mạch cho Hồ Gia Hân một lúc rồi lắc đầu. Cơ thể cô có không ít bệnh, về sau tôi sẽ kê đơn thuốc, cô phải uống trong thời gian dài mới có thể cải thiện được cơ thể. Hồ Gia Hân vẫn không cam lòng, cảm thấy mình trêu chọc Tần Lâm chưa đủ. Nhìn thấy Tần Lâm sờ chân tay cô ấy, Hồ Gia Hân đột nhiên ngượng ngùng, ỏn ẻn nói. Anh trai à! Anh vuốt ve cổ tay của người ta làm gì, cổ tay người ta mẫn cảm lắm. Giọng Hồ Gia Hân rất nhỏ, lại thêm vẻ mặt của cô ấy, đàn ông ai nhìn vào cũng mủi lòng. Tần Lâm cười nhạt, bất đắc dĩ lắc đầu. Cô đúng là không ngoan ngoãn mà. Nói xong, liền cầm một cây kim bạc ra, tiện tay đâm một cái vào bên miệng cô ấy. Sau đó, mặt Hồ Gia Hân không cử động được. Miệng không mở được ra thì muốn nói gì cũng không nói được. Chỉ còn lại cặp mắt chuyển động tới lui, đúng là tức chết mà. Tần Lâm cười nhạt nói. Cô đừng lo, bây giờ can hỏa của cô có hơi vượng, tôi sẽ giúp cô trừ hỏa. Hồ Gia Hân hung ác liếc mắt, trợn mắt nhìn chằm chằm Tần Lâm. Một lúc sau, Liễu Thanh Thanh đi về. Nhìn thấy Hồ Gia Hân lúc này tay chân có kim bạc, trên mặt cũng có một cái thì vội vàng hỏi. Lão Tần, Gia Hân không sao chứ, có nghiêm trọng không? Tần Lâm lắc đầu. Không nghiêm trọng, cũng không có vấn đề gì lớn, anh điều dưỡng cho cơ thể cô ấy là được. Nói xong,
liền rút kim bạc ra. Hồ Gia Hân cuối cùng cũng được tự do, xoa xoa khuôn mặt cứng nhắc, răng nghiến chặt. Thanh Thanh, bạn trai cậu được lắm. Liễu Thanh Thanh cười, đúng vậy, y thuật của lão Tần rất lợi hại, không lấy tiền chữa bệnh của cậu thì cậu được hời quá. Khóe miệng Hồ Gia Hân nhếch lên, muốn tớ trả tiền chữa bệnh á. Tớ. Hồ Gia Hân hận không thể cắn Tần Lâm một phát, còn đòi tiền chữa bệnh. Sau khi kê đơn thuốc cho Hồ Gia Hân, Tần Lâm nhìn căn nhà này đột nhiên nói. Dạo này việc buôn bán của cô không thuận lợi lắm phải không? Hồ Gia Hân sững sờ, nhíu mày. Sao anh biết? Hồ Gia Hân dạo này khá xui xẻo, chuyện làm ăn không thuận lợi, dạo trước tìm được một mỏ vàng, kết quả trong quá trình khai thác, mỏ vàng bị sập, chết không ít công nhân. Đây là lần đầu tiên Hồ Gia Hân gặp phải chuyện này, khi cô ấy khai thác vàng đều tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn của nhà nước, về lý mà nói sẽ phải rất an toàn. Kết quả lại xảy ra chuyện như vậy, không ít công nhân chết, Hồ Gia Hân không chỉ phải chịu tổn thất về tiền của mà trong lòng cũng rất khó chịu. Chính vì chuyện này mà mới sốt ruột, nhưng Hồ Gia Hân trước nay chưa bao giờ nói cho người khác biết, ngay cả Liễu Thanh Thanh cũng chưa từng nói cho, Tần Lâm này sao lại biết được. Liễu Thanh Thanh sững sờ, cậu thực sự gặp phải phiền phức à, sao không nói với tớ? Liễu Thanh Thanh bây giờ là người giàu nhất cả nước, có gì không giúp được chứ? Hồ Gia Hân thở dài, lắc đầu. Nếu như là về phương diện tiền nong thì tớ đã sớm nói rồi, dạo này tớ bị gặp xui, làm việc gì cũng không thuận lợi. Liễu Thanh Thanh nói, việc do người làm, không phải là do xui xẻo, cái này không liên quan gì đến may mắn với xui xẻo đâu. Liễu Thanh Thanh là người theo chủ nghĩa vô thần, cô ấy tin tất cả mọi chuyện đều là do mình nỗ lực cố gắng mà đạt được. Tần Lâm đột nhiên lắc đầu nói. Cũng không hẳn là không liên quan đến vận may, nói chính xác hơn là số mệnh. Hai cô gái sững sờ, số mệnh, cái gì mà số mệnh cơ? Tần Lâm chỉ vào cái xà nhà thấp xuống ở chỗ cửa nhà Hồ Gia Hân rồi nói. Xà nhà này, hai người có cảm thấy rất kỳ lạ không? Hai người ngẩng đầu. Nhìn một cái, Liễu Thanh Thanh nhíu mày. Đúng vậy, khi em vừa vào liền cảm thấy không thoải mái, có điều cũng không nghĩ đó là do vấn đề của xà nhà, hình dáng của xà nhà rất đẹp. Hồ Gia Hân cũng nói, không sai, kiến trúc sư đã đặc biệt thiết kế nó đấy, gọi nó là Dược Long Môn, mỗi ngày đi ra đi vào từ chỗ này, thì có thể làm vận may của tớ tốt hơn. Tần Lâm cười khẩy, lời này cũng không phải là giả, nhưng bên dưới xà nhà lại đặt một chiếc bể cá. Cái loại thiết kế phong thủy Dược Long Môn này cần để ý khí chàng của chủ nhân mạnh thì có thể dùng Dược Long Môn, nếu như khí chàng yếu thì sẽ bị chèn ép. Mặc dù cô là cô gái mạnh mẽ nhưng xà nhà này sẽ chèn ép non nước bên dưới nhà cô, đương nhiên sẽ đè ép số mệnh của cô. Lời vừa dứt, Liễu Thanh Thanh sững sờ. Lão Tần, anh còn hiểu cái này à? Tần Lâm cười, anh cũng hiểu đôi chút về phong thủy, cũng từng được sư phụ dạy qua. Mặc dù Tần Lâm chủ yếu học đông y nhưng Diệp Hiên Viên cũng là đại sư, khi Tần Lâm có thời gian rảnh thì sư phụ cũng dạy qua một ít kiến thức về phong thủy. Bởi vì có bệnh phải chữa từ con đường bên trong, cần đông y chữa trị. Nhưng cũng có bệnh là chữa từ con đường bên ngoài, không phải y thuật nào cũng chữa khỏi được, vậy nên phương diện này nhất định phải học. Nhiều khi, có người bệnh rõ ràng bị bệnh nhẹ, nguyên nhân phát bệnh rất đơn giản. Đông Tây y đều từng khám nhưng dù là châm cứu hay uống thuốc đều không có hiệu quả. Cái này phải chữa bằng con đường bên ngoài. Đây không phải là mê tín dị đoan, mà là thuật phong thủy, bị mọi người coi là mê tín dị đoan chỉ là vì tạm thời vẫn chưa có nhà khoa học nào giải thích được nó, nhưng đó chỉ là do khoa học chưa đủ tầm để giải thích thôi. Đợi đến khi khoa học có thể giải thích được thì nó cũng không còn là bí thuật nữa. Hồ Gia Hân nhíu mày, tôi không tin mấy cái này. Tôi nghĩ chẳng có vấn đề gì cả, bể cá của tôi đẹp mà, tôi nằm trên giường cũng có thể nhìn thấy cá, tôi không muốn đổi. Liễu Thanh Thanh sững sờ, Hồ Gia Hân mặc dù kỳ dị nhưng ngày thường rất nghe lời, đặc biệt là Liễu Thanh Thanh nói thì đều nghe. Nhưng hôm nay sao thái độ của cô ấy lại cương quyết đến vậy, có hơi khác thường ngày thì phải. Tần Lâm nhìn Hồ Gia Hân, cũng không tiếp tục khuyên. Thế này đi, tôi làm cái này cho cô. Nói xong. Tần Lâm tìm được một tờ giấy màu vàng, anh vào trong phòng bếp của Hồ Gia Hân, lấy một nắm gạo, bọc tờ giấy màu vàng thành hình tam giác, dùng dây thừng màu đỏ cuốn lại. Đưa cho Hồ Gia Hân rồi nói. Đây là bùa bình an đơn giản mà tôi làm cho cô đeo nó bên người,
biết đâu nó có thể cứu cô một mạng. Hồ Gia Hân mặt lạnh cầm lấy nó, gật đầu. Được rồi, tôi hơi mệt rồi. Nói xong, Hồ Gia Hân liền nhắm mắt lại, nằm trên giường, không nói chuyện nữa, tỏ vẻ tiễn khách. Liễu Thanh Thanh thấy vậy chỉ có thể bất lực lắc đầu, kéo Tần Lâm đi ra ngoài. Ra khỏi cửa, Liễu Thanh Thanh nói. Nhà của Gia Hân thực sự có vấn đề về phong thủy à? Tần Lâm gật đầu, khá có vấn đề, nếu như cô ấy cứ cố chấp không tin thì sẽ gặp nguy hiểm. Liễu Thanh Thanh nhíu mày, vậy thì phải làm thế nào? Tần Lâm nói, chỉ có thể tùy cơ ứng biến thôi, thường xuyên giữ liên lạc với cô ấy, có vấn đề gì thì gọi điện cho anh. Được, cứ vậy đi. Tâm trạng của Hồ Gia Hân trước nay thực sự không như vậy, Liễu Thanh Thanh vô cùng lo lắng, chỉ hy vọng đừng xảy ra chuyện gì là được. Sau khi hai người rời đi, Hồ Gia Hân đứng dậy, cầm lấy bùa bình an mà Tần Lâm đưa cho, đi đến trước bể cá, mặt lạnh như tiền, kéo đứt dây thừng đỏ, xé rách tờ giấy vàng. Gạo bên trong rơi hết xuống bể cá. Gạo trắng rơi vào nước, mấy con cá bên trong bắt đầu thi nhau ăn, cứ như chết đói lâu ngày mới được ăn vậy. Một hai phút sau, chỗ gạo đã bị ăn sạch, tờ giấy màu vàng mà Tần Lâm đưa cũng bị cô ấy tiện tay vứt vào thùng rác, cô ấy nhíu mày, sắc mặt không vui. Vốn lúc trước gặp Tần Lâm còn rất vui vẻ, còn cười đùa với anh, kết quả bây giờ động đến bể cá của cô ấy, Hồ Gia Hân lập tức lật mặt. Ngay cả bản thân còn không biết tại sao mình nổi giận. Làm xong hết, điện thoại trên tay Hồ Gia Hân reo lên, cô ấy hoàn hồn, vội vàng bắt máy. Alo, tôi là Hồ Gia Hân. Tổng giám đốc Hồ, mỏ vàng của chúng ta đã sửa chữa xong rồi ạ, cô có thể đến để nghiệm thu rồi. Được, tí nữa tôi sẽ qua đấy. Được Tần Lâm chữa trị, bụng Hồ Gia Hân đỡ hơn nhiều, công việc cũng gấp nên cô ấy vội vàng mặc áo khoác rồi qua đó. 10 phút sau, cô ấy đã đến mỏ vàng, nhìn thấy cổng lớn được sửa chữa lại, Hồ Gia Hân đột nhiên có cảm giác khó chịu. Cô ấy cầm điện thoại lên, do dự một chút nhưng vẫn gọi cho Liễu Thanh Thanh. Alo Thanh Thanh à? Gia Hân, sao vậy, cậu không ở nhà nghỉ ngơi à? Không sao, công ty có chuyện nên tớ phải ra ngoài, tí nữa tớ sẽ xuống mỏ để xem. Tối nay chúng ta đi ăn cơm nhé, Hồ Gia Hân thực ra không biết bản thân đang nói gì. Cô ấy có cảm giác lo lắng lạ thường không biết tại sao, chỉ muốn gọi cho Liễu Thanh Thanh, được rồi, cậu xuống mỏ đi, nhớ cẩn thận nhé. Được, tớ biết rồi. Hồ Gia Hân vốn kinh doanh trang sức, mỏ vàng, mỏ kim cương, đều là chuyện mà cô ấy thường phải xử lý, là bà chủ của công ty, cô ấy thường xuyên phải xuống mỏ để khảo sát, đây cũng là chuyện rất bình thường. Sau khi cúp máy, Liễu Thanh Thanh đột nhiên cảm thấy không đúng lắm nên kể lại chuyện này cho Tần Lâm nghe. Tần Lâm nhíu mày, em có chìa khóa nhà cô ấy không? Có, anh định làm gì? Đi xem. Tần Lâm và Liễu Thanh Thanh lái xe, lại đến nhà Hồ Gia Hân một chuyến. Mở cửa nhà ra, sau khi đi vào trong nhà, đến chỗ bể cá, bên trong còn có gạo còn thừa và tờ giấy màu vàng cùng sợi dây thừng màu đỏ ở trong thùng rác. Tần Lâm lập tức hiểu mọi chuyện, liền vươn tay ra, bắt lấy mấy con cá. Rõ ràng chỉ là cá kim long bình thường. Kết quả khi bị Tần Lâm bóp, mấy con cá mặt mũi dữ tợn, trông có vẻ hung thần ác sát, đều đã rời khỏi nước mà vẫn muốn cắn người. Tần Lâm lạnh lùng hừ một tiếng, xúc sinh mà dám ngang ngược. Nói xong, Tần Lâm rút kim bạc ra, đâm vào con cá. Sau khi đâm vào, con cá lập tức cứng người, trở nên cứng đờ, trông như một con cá ướp muối vậy. Liễu Thanh Thanh nhìn thấy cảnh này liền kinh ngạc, sao anh lại châm cứu cho cá? Tần Lâm cười nhạt. Không giải thích. Đông y bác đại tinh thâm, châm cứu là tinh túy của đông y, nó đâu chỉ dùng riêng với con người. Chỉ có điều ít ai châm cứu cho cá. Sau mấy cây kim, mấy con cá đều duỗi thẳng, hình như đều chết ngay tại chỗ. Sau đó bị Tần Lâm vứt vào sọt rác. Đưa anh đến cái mỏ của cô ấy đi, anh đi xem, để tránh xảy ra chuyện gì. Liễu Thanh Thanh thấy chiếc bể cá này rất kỳ dị, cũng có hơi tin. Khéo đúng là phong thủy có vấn đề, nếu không Hồ Gia Hân không thể nào cả năm không thuận lợi đến thế được. Hai người lái xe đến cổng khu mỏ khai thác vàng, mặc dù có bảo vệ, có điều bọn họ đều quen Tổng Giám Đốc Liễu. Biết Liễu Thanh Thanh rất thân với Tổng Giám Đốc Hồ. Tổng Giám Đốc Liễu đến rồi, Tổng Giám Đốc Hồ vừa xuống mỏ. Mỏ nào, đưa tôi đi xem sao. Được à, hai bảo vệ đưa bọn họ đến miệng giếng nghiêng.
giếng nghiêng, một loại giếng mỏ thông thẳng lên mặt đất, giếng có một độ nghiêng nhất định. Mỏ vàng thường có hai loại, một là giếng nghiêng, hai là giếng đứng. Giếng đứng được đào từ trên xuống dưới, công nhân đều ngồi thang dây mới xuống được, trực tiếp đưa lên đưa xuống. Còn giếng nghiêng thì đào một đường hầm, công nhân ngồi xe trên đường ray, dựa vào dây cáp để lên xuống. Mỏ vàng của Hồ Gia Hân là giếng nghiêng, khi Tần Lâm đến, Hồ Gia Hân đã đi xuống cùng công nhân. Đến giếng, thấy bên trong tối đen, trong lòng Liễu Thanh Thanh có hơi lo. Lão Tần, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì phải không? Liễu Thanh Thanh vừa nói xong câu này thì đùng một tiếng. Tiếng nổ cực lớn truyền từ hầm ra, sắc mặt mọi người thay đổi. Chết rồi, hầm bị sập rồi. Sắc mặt Liễu Thanh Thanh tái nhợt, Gia Hân. Tần Lâm nhíu mày, đưa bộ đàm cho tôi. Nói xong, Tần Lâm cướp bộ đàm từ trong tay bảo vệ, sau đó xông xuống hầm. Lão Tần. Liễu Thanh Thanh rất lo lắng, mặc dù lo cho Gia Hân ở bên dưới nhưng Lão Tần tùy tiện lao xuống như vậy e là rất nguy hiểm, nhỡ may cả hai đều ở dưới ấy. Thì Liễu Thanh Thanh sụp đổ mất. Hồ Gia Hân lúc này ở dưới hầm mỏ, sau một trận rung lắc, con đường trước mặt bị chặn lại. Mấy cái cọc gỗ bị đứt gãy, dẫn đến nóc hầm bị sụp đổ, bây giờ mặc dù chưa gặp nguy hiểm, nhưng Hồ Gia Hân cũng bị kẹt ở đây. Nhìn thấy khốn cảnh trước mắt, Hồ Gia Hân vô cùng hối hận, chẳng nhẽ lời Tần Lâm nói là thật. Lúc trước xuất hiện sập hầm, Hồ Gia Hân đã nổi trận lôi đình, chửi mắng mấy giám đốc phụ trách hạng mục ở công ty, đồng thời cảnh cáo bọn họ, nếu lại xảy ra lần nữa thì sẽ đuổi việc. Vậy nên đám giám đốc quản lý hạng mục lần này nhất định sẽ làm cẩn thận hơn trước, lo sẽ xảy ra chuyện gì. Đều đã chuẩn bị ổn thỏa, sau nhiều lần gia cố, thậm chí còn làm chắc chắc hơn các mỏ vàng bình thường. Dưới tình huống như vậy, dường như không thể nào xuất hiện chuyện sập hầm được. Hơn nữa giám đốc hạng mục này là người đi cùng xuống mỏ với Hồ Gia Hân, bọn họ không thể nào có chuyện không quan tâm đến tính mạng của mình được. Thực sự là kỳ dị mà, cái cọc gỗ này được làm từ vật liệu kiên cố nhất, sao có thể đồng loạt sập xuống được. Kỳ dị quá. Mấy giám đốc hạng mục cạn lời, bọn họ dùng kết cấu chịu lực, trừ phi là 5-6 cây cọc gỗ cùng lúc vô duyên vô cớ sập xuống mới dẫn đến việc nắp hầm sập. Nhưng loại tình huống này rất ít gặp, cọc gỗ làm xà ngang ở nóc đã được lựa chọn kỹ càng, chất lượng không thể chê được. Hơn nữa sau chuyện lần trước, bọn họ lại càng cẩn thận vấn đề này, dùng vật liệu cao cấp có tiêu chuẩn cấp quốc gia để làm, chỉ sợ xảy ra vấn đề gì khiến Hồ Gia Hân lại nổi giận. Nhưng lần này lại như vậy, vẫn xảy ra chuyện. Tổng Giám đốc Hồ, đây thực sự không phải lỗi của chúng tôi, đây là chuyện ngoài ý muốn. Hồ Gia Hân nhíu mày, tôi biết, bây giờ không phải lúc để nói chuyện này, mau tìm cách rời khỏi đây. Lúc này Hồ Gia Hân cũng hơi tin lời Tần Lâm rồi, sờ túi mình, có hơi hối hận, nếu như đeo bùa bình an của Tần Lâm đưa, biết đâu còn tránh được một kiếp nạn. Bọn họ bây giờ tạm thời không gặp nguy hiểm. Nhưng một khi dưỡng khí không đủ thì bọn họ sớm muộn gì cũng bị kẹt chết ở đây. Lấy bộ đàm ra, hét mấy tiếng nhưng không ai trả lời, đường hầm bị chặn lại, bộ đàm không có tín hiệu. Mấy giám đốc hạng mục và mấy công nhân bắt đầu đào, nhưng công cụ trên tay bọn họ có hạn, đám đất đá sụp xuống chịu lực tải của bên trên, cho dù dùng máy móc để đào thì cũng rất khó khăn. Đám Hồ Gia Hân đào mãi mà chẳng có kết quả gì, lúc này hô hấp của mọi người bắt đầu hơi khó khăn. Không dám dồn sức nữa, một khi dùng sức thì sẽ bị hết hơi. Mọi người ngồi xuống đất, không ai nói gì, cảm thấy tuyệt vọng. Hồ Gia Hân trầm mặc, lúc này trong lòng vô cùng hối hận, đáng nhẽ nên nghe lời Tần Lâm, đập bể cá đi, bây giờ thì hay rồi, hối hận cũng muộn rồi. Khi Hồ Gia Hân tuyệt vọng thì đột nhiên có tiếng động từ ngoài truyền đến. Hồ Gia Hân, mặc dù không quá quen Tần Lâm, nhưng vừa nãy vẫn luôn nghĩ đến lời của anh. Vậy nên chỉ với một câu này, cô ấy đã nghe ra đó là tiếng của Tần Lâm, anh đến rồi. Hồ Gia Hân kinh ngạc và vui mừng vô cùng. Sao anh đến được? Tần Lâm nói, tôi đến cứu cô, có bao nhiêu người bị kẹt? Hồ Gia Hân vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, vốn cho rằng cho dù có người phát hiện ra bọn họ bị kẹt thì người bên ngoài cũng không dám vào cứu, cuối cùng đội cứu hỏa hoặc là công an sẽ đến cứu bọn họ. Nhưng chắc lúc đó bọn họ cũng chết hết rồi. Nhưng không thể nào ngờ được, người đầu tiên đến là Tần Lâm, tên này không sợ chết à. Cho dù biết Tần Lâm nhất định nể mặt Liễu Thanh Thanh đến cứu cô nhưng Hồ Gia Hân cũng vô cùng cảm động. Lão Tần, ở đây chúng tôi có 8 người,
anh mau nghĩ cách để bọn họ kéo xe mỏ đến. Mặc dù con đường bị chặn nhưng xe mỏ vẫn còn ở bên trong, chỉ cần bên ngoài dùng máy móc kéo xe mỏ lui về sau, biết đâu có thể phá được đống đất đá này. Tần Lâm nhìn qua, dây cáp bị đất đá đè lên, nếu dùng máy để kéo, có khả năng dây cáp sẽ bị đứt. Một khi dây cáp bị đứt, trong tình huống lực kéo lớn nhất định sẽ bị văng ra, theo hướng của nó không biết sẽ bị văng ra chỗ nào. Chỗ của Hồ Gia Hân khá hẹp, khéo có thể văng trúng ai đó, cái loại dây cáp to như cổ tay người, một khi mất khống chế thì sẽ xảy ra án mạng. Vậy nên Tần Lâm không nghĩ đây là cách hay. Mấy người ở bên trong tìm chỗ an toàn núp đi. Được. Lời Tần Lâm lúc này khiến Hồ Gia Hân cảm thấy có cảm giác an toàn, không hề do dự mà nghe theo sự chỉ huy của anh, những người bên trong đều tìm chỗ an toàn để trốn. Tần Lâm ở bên ngoài, một tay nắm lấy dây cáp, dùng lực kéo. Rắc rắc. Chiếc xe mỏ bắt đầu chuyển động. Tần Lâm tiếp tục dùng sức. Chiếc xe mỏ từ từ chuyển động, từ từ bị Tần Lâm kéo lại gần đến chỗ mấy khối đá lớn. Cảm giác bị chặn lại, Tần Lâm dùng hai chân đạp lên đất, dùng lực kéo. Sức lực của Tần Lâm lớn vô cùng, ngay cả tàu hỏa còn chặn được bằng một tay, chứ đừng nói đến mấy khối đá này. Đúng, Tần Lâm dùng sức kéo, chiếc xe mỏ lập tức đập vỡ mấy khối đá lớn, xông vào chỗ bị chặn, đập tan nó. Khói bụi mịt mù, trước mặt hiện ra một con đường. Mau đi ra. Nghe thấy giọng Tần Lâm rõ hơn trước nhiều, Hồ Gia Hân vô cùng kinh ngạc xen lẫn mừng rỡ, khói bụi tan đi, nhìn thấy một chiếc hốc lớn, mọi người vội vàng chạy ra. Ai u? Hồ Gia Hân cơ thể vốn yếu ớt, lại thêm vừa nãy thiếu oxy, khi đi ra còn loạng choạng, quỳ luôn xuống đất, đầu gối đụng phải hòn đá. Hồ Gia Hân khập khiễng đi, mặt lộ vẻ đau đớn. Tần Lâm liền ôm cô ấy lên, đếm số người, xác nhận không còn ai nữa thì mới chạy lên trên. Mọi người giữ hô hấp, hít từng hơi lớn, đừng nín thở. Mọi người bị thiếu oxy, nếu như ai nín thở thì sẽ bị ngất. Mà một khi ngất thì sẽ bị lăn xuống, cho dù là Tần Lâm thì cũng không cứu nổi. Đều vì tính mạng của mình, mọi người vô cùng cẩn thận, nghe lời Tần Lâm. Đi được 3 phút, cuối cùng cũng thuận lợi đi ra ngoài. Hồ Gia Hân nằm trong lòng Tần Lâm, nhìn dáng vẻ bình tĩnh của anh, ánh mắt có hơi ngây dại. Sau khi đi ra khỏi hầm mỏ, mọi người ngồi bệt xuống đất, hít từng hơi lớn, Hồ Gia Hân ngất đi. Tần Lâm vội vàng đặt cô ấy nằm xuống đất, cởi cổ áo ra, để cô ấy giữ hô hấp được bình thường. Xoa môi cô ấy, Tần Lâm bắt đầu hô hấp nhân tạo. Mặc dù nam nữ khác biệt, có điều trong mắt bác sĩ, hô hấp nhân tạo chẳng có gì không ổn cả. Cho dù có là mấy ông già hôn mê thì Tần Lâm vẫn sẽ dùng cách hô hấp nhân tạo thôi. Liễu Thanh Thanh đứng bên cạnh, cũng không hề cảm thấy khó chịu, sắc mặt chỉ hơi sốt ruột. Mấy phút sau, Hồ Gia Hân cuối cùng cũng tỉnh lại, thở từng hơi một. Không có thương vong gì chứ? Không có, Tổng Giám Đốc Hồ yên tâm, sập hầm bên dưới tôi đã gọi người đến xử lý rồi, lần này là ngoài dự tính. Chuyện nằm ngoài dự tính này rất khó tìm ra nguyên nhân. Vì cọc gỗ tự nhiên rãy, mà mấy chiếc cọc cùng gãy, chỉ có thể coi là xui xẻo. Hồ Gia Hân không tiếp tục tìm nguyên nhân, bởi vì cô ấy biết, đây là vấn đề của phong thủy, do vận đen bủa vây. Lão Tần, cảm ơn anh nhé. Hồ Gia Hân lần này nghiêm túc lạ thường, đây là lời cảm ơn xuất phát từ nội tâm của cô ấy, nếu như không có anh, mấy người bọn họ sẽ bị kẹt chết ở đây. Tần Lâm cười, không có gì, sau này cẩn thận chút. Nói xong. Hồ Gia Hân đứng dậy nói. Vừa nãy ai lái xe trục kéo vậy, lái được đấy. Hồ Gia Hân nói xong, tất cả mọi người đều sững sờ. Không có ai lái xe trục kéo, Tổng Giám Đốc Hồ, vừa nãy chỗ chúng tôi không nhận được bất kỳ tín hiệu nào, nên cũng không dám ra tay. Tất cả xe trục kéo đều có thiết bị kéo xe mỏ, xe kéo dây cáp. Hồ Gia Hân vẫn luôn cho rằng vừa nãy mọi người khởi động xe trục kéo thì mới có thể kéo được xe mỏ. Vừa nghe thấy câu không có ai khởi động xe trục kéo, Hồ Gia Hân sững sờ. Mọi người chắc chứ, không ai khởi động xe trục kéo, thế vừa nãy xe mỏ bên dưới khởi động thế nào được? Cái này, chúng tôi cũng không biết. Thực ra bọn họ cũng không biết Tổng Giám Đốc Hồ thoát khỏi nguy nan thế nào, bọn họ đều đã báo cảnh sát, chuẩn bị gọi đội cứu hỏa đến cứu nạn rồi, kết quả nghe thấy tiếng nổ vang trời, nhóm của Tổng Giám Đốc Hồ đã thoát nạn rồi, chuyện này cứ như kỳ tích vậy. Hồ Gia Hân quay đầu,
mắt chữ A mồm chữ O nhìn Tần Lâm. Tần Lâm đưa Hồ Gia Hân về nhà, sau khi về đến nơi, cô ấy nhìn thấy mấy con cá kim long như cá ướp muối đang ở trong thùng rác, sắc mặt vô cùng khó coi, cảm thấy muốn ói. Cũng không biết tại sao lúc trước lại thích mấy con cá này như vậy, cứ như bị chúng ta vậy. Hồ Gia Hân gọi mấy anh bảo vệ đến. Nhấc cái bể cá trong nhà vứt đi. Cái xà nhà này có cần dỡ không? Tần Lâm nói, không cần, đúng như thầy phong thủy kia từng nói, cái xà nhà này đặt ở đây được coi là dược long môn, với thực lực của cô thì có thể chống đỡ được nó. Cái thứ phong thủy này cũng tùy từng người. Cách bài trí phong thủy này chỉ có người có khí chất thì mới có thể chống đỡ được, mà Hồ Gia Hân chính là kiểu người này, vậy nên cách bài trí phong thủy dược long môn này không cần thay đổi. Hồ Gia Hân gật đầu, không ngờ Tần Lâm lại hiểu phương diện này đến thế. Đột nhiên cô ấy nhớ ra chuyện gì rồi nói. Mấy con cá này, còn có cái bể cá kia, có phải có người muốn hại tôi không? Tần Lâm gật đầu, mặc dù cũng có thể là trùng hợp, có điều xác suất khá thấp. 8-9 phần là do có người muốn hại cô. Hồ Gia Hân nhíu mày, trong đầu nhớ đến một số người khả nghi, sắc mặt trầm xuống. Được rồi, tôi biết rồi. Hồ Gia Hân mặc dù trông như một cô gái nhỏ vô hại, nhưng cô ấy là bà hoàng trang sức của Hoa Hạ, nữ doanh nhân vô cùng lợi hại, thủ đoạn mạnh mẽ vang dội, không phải thứ người bình thường so được. Hồ Gia Hân ở trong phòng đọc sách với Tần Lâm và Liễu Thanh Thanh, cô ấy đột nhiên đứng dậy, đi đến trước két bảo hiểm. Nhập mật mã mở két bảo hiểm ra, lấy ra một chiếc hộp nhỏ ở trong cùng. Cô ấy đi đến trước mặt Tần Lâm, đưa cho anh. Ê, lúc trước anh khám bệnh cho tôi còn chưa đưa tiền khám, chúng ta đều là bạn bè, nói chuyện tiền nong thì khách khí quá, tôi tặng anh món quà nhỏ này, không đáng vào đâu cả. Nói xong, Tần Lâm cầm lấy chiếc hộp, mở ra xem, mắt lập tức sáng lên. Là một chiếc bật lửa. Một chiếc bật lửa làm bằng vàng vô cùng đẹp. Vuông vức, bên trên còn nạm 6 viên đá quý. Đủ mọi màu sắc, vô cùng lộng lẫy. Cho dù là từ phương diện gia công, hình dáng hay là chất liệu thì đều vô cùng cao cấp. Chiếc bật lửa này vừa nhìn là biết rất mắc tiền, hơn nữa cũng rất sang trọng, mặc dù gắn đá quý nhiều màu, nhưng không khiến cho người khác cảm thấy loè loẹt, ngược lại còn vô cùng đẳng cấp, sang trọng. Chỉ mấy viên đá quý này chắc phải có giá cả chục triệu rồi, không hổ danh là bà hoàng trang sức. Món quà này đúng là không hề tầm thường mà. Nhìn thấy vẻ mặt của Tần Lâm, Hồ Gia Hân hài lòng nở nụ cười. Biết tặng món quà này sẽ ổn mà, con trai ai mà chẳng thích mấy món này. Mặc dù Tần Lâm không hút thuốc nhưng có món đồ chơi như bật lửa này thì khá ok. Mở ra xem đi, ngọn lửa màu xanh đó. Tần Lâm mở bật lửa, gạt vòng lăn, ngọn lửa màu xanh rực cháy, trông vô cùng rực rỡ tươi đẹp. Tần Lâm hài lòng gật đầu, tôi rất thích, cảm ơn cô. Hồ Gia Hân lúc này mới hài lòng, dù sao cũng là ơn cứu mạng, nếu như không cho cô ấy tặng cái gì thì khó chịu lắm. À, lão Tần, anh là bạn trai của bạn thân tôi, vậy nên sau này tôi có thể liên lạc riêng với anh không? Tần Lâm nhíu mày, Liễu Thanh Thanh còn đang ở bên cạnh đó, cô gái này chả biết ý gì cả. Tần Lâm nói, nếu như không có chuyện gì thì cô không cần liên lạc với tôi đâu. Cô có thể liên lạc với Thanh Thanh. Tần Lâm không do dự mà từ chối. Liễu Thanh Thanh đứng bên cạnh, ôm cánh tay, dáng vẻ như đang xem kịch. Cô ấy đã sớm quen với dáng vẻ này của Hồ Gia Hân rồi, cũng chẳng lấy làm lạ. Hồ Gia Hân cười cợt, ai dô, vô tình thế, dám từ chối người ta, về sau người ta còn muốn thường xuyên liên lạc với anh cơ. Hồ Gia Hân vừa liếc mắt một cách đầy quyến rũ vừa nói với Tần Lâm, rõ ràng là đang trêu chọc anh. Tần Lâm cười nhạt, mắt của cô có vấn đề à, để tôi chữa cho cô nhé. Sắc mặt Hồ Gia Hân thay đổi, hung ác trừng Tần Lâm. Không cần đâu, phiền anh lắm. Hồ Gia Hân ngồi trên ghế của bàn làm việc, khuôn mặt nghiêm túc lại, đột nhiên nói. Đúng rồi, cậu tớ dạo này cũng gặp năm hạn, không thuận lợi, kinh doanh thì phải đền tiền, sức khỏe cũng không tốt, đi khám bệnh cũng không chữa khỏi được, liệu có phải? Cũng là do vấn đề về phong thủy không? Liễu Thanh Thanh nhíu mày, cậu nói như vậy cũng có khả năng. Nếu như là lúc trước, Liễu Thanh Thanh có thể không tin, nhưng trải qua chuyện của Hồ Gia Hân, cô ấy không tin cũng phải tin, đặc biệt là cô ấy vô cùng tin tưởng Tần Lâm, vậy nên đương nhiên cũng tin tưởng anh trên phương diện này. Lão Tần, hay anh giúp cậu cô ấy đi. Tần Lâm gật đầu, không thành vấn đề.
cho dù là phong thủy hay là vấn đề về sức khỏe thì Tần Lâm đều có thể giúp. Hồ Gia Hân nghĩ một lúc rồi nói, cậu tôi khá nóng tính, để tôi nói trước với cậu một tiếng, xem thái độ của cậu như thế nào. Nói xong, Hồ Gia Hân gọi điện thoại. Alo, cậu à, cháu là Hồ Gia Hân. Cái gì, cậu bị bệnh ạ? Được, cháu qua ngay đây. Hồ Gia Hân vô cùng sốt ruột, từ nhỏ đến lớn cậu luôn ở bên nuôi dạy cô, cậu của Hồ Gia Hân gần như là bố cô vậy, nghe nói cậu bị bệnh, cô ấy đương nhiên lo lắng. Gia Hân, cậu của cậu bị ốm à? Vậy bọn tớ đi cùng xem sao nhé? Vậy chúng ta cùng đi. Vừa hay có thần y là Tần Lâm ở đây, có vấn đề gì thì có thể đi chuyến xem sao. Họ lái xe, chẳng mấy chốc đã đến nhà cậu Hồ Gia Hân. Cậu của Hồ Gia Hân làm ngành Internet, là ông chủ của công ty điện thoại Long Vân, là một người vô cùng lợi hại, xếp thứ 5 ngành IT toàn quốc, cũng được coi là một trong những người đứng đầu ngành Internet. Tần Lâm cũng rất kinh ngạc, không ngờ người đứng đầu công ty điện thoại Long Vân nổi tiếng lại là cậu của Hồ Gia Hân. Thân Long Vân, 48 tuổi, gia tài bạc tỷ, tập đoàn Long Vân trên danh nghĩa bây giờ gần như được coi là công ty IT nổi tiếng nhất Hoa Hạ. Nhiều sản phẩm phổ biến khắp cả nước, từ điện thoại, TV, đồng hồ, đến các loại đồ gia dụng khác, có người thậm chí toàn bộ đồ điện tử trong gia đình đều dùng của nhãn hiệu Long Vân, độ phổ biến vô cùng cao. Cũng được coi là một trong những doanh nghiệp nổi tiếng nhất cả nước, có sức ảnh hưởng rất lớn. Chẳng mấy chốc, ba người đã đến nhà của thân Long Vân, vừa vào nhà, bên trong đã có nhiều người vây kín. Mùi thuốc khử trùng mịt mù khắp căn phòng, một người đàn ông trung niên nằm trên giường. Bên cạnh treo túi truyền. Tần Lâm bước vào nhà, việc đầu tiên làm đó là nhìn sắc mặt người bệnh, môi tái nhợt, mặt đen đi, tình trạng bệnh rất nghiêm trọng. Lại nhìn túi truyền, nước muối sinh lý, có vẻ như không chắc chắn dùng loại thuốc nào, chỉ là truyền thêm nước muối sinh lý để phòng mất nước. Một đám bác sĩ vây trước giường bệnh, ai ai cũng âu sầu, bó tay chịu trói. Đám người này Tần Lâm cũng thấy hơi quen, hình như gặp ở đâu rồi. Quả nhiên, Tần Lâm vừa tiến vào phòng, lập tức có người nhận ra anh. Tần Đại Sư đến rồi. Mọi người quay đầu lại nhìn, sắc mặt vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Thật sự là Tần Đại Sư, Tổng Giám Đốc thân được cứu rồi. Tần Lâm nổi tiếng ngời ngời ở giới y học, hiện nay chỉ cần là người làm trong ngành y trong nước thì cơ bản đều biết Tần Đại Sư. Cho dù không phục Tần Đại Sư thì cũng từng nghe uy danh của anh. Mấy người này lại là bác sĩ của Bệnh viện Trung ương, có mấy chuyên gia từng gặp Tần Lâm, vừa nhìn đã nhận ra, biết đây chính là Tần Đại Sư nổi tiếng. Mấy bệnh viện có mấy ca bệnh khó chữa đều được Tần Đại Sư chữa khỏi, phương pháp rất giỏi, anh cứ như là thần tượng của mọi người. Bệnh của Tổng Giám Đốc thân Long Vân thực sự kỳ lạ, lâu vậy mà mãi không khỏi, chỉ có thể dựa vào Tần Đại Sư ra tay giúp đỡ. Sau khi Tần Lâm đi vào phòng, tất cả bác sĩ đều tránh ra. Dù là quen hay không quen thì đều biết đến Tần Đại Sư, vội vàng để Tần Đại Sư ra tay giúp đỡ. Hồ Gia Hân vội vàng tiến lên hỏi. Cậu, đây là bạn trai Thanh Thanh, là thần y, bệnh của Thanh Thanh cũng do anh ấy chữa, cậu để anh ấy khám nhé. Vừa nghe đến là thần y, còn là bạn trai của Liễu Thanh Thanh, thần y từng chữa bệnh cho Liễu Thanh Thanh, thân Long Vân gật đầu. Vậy tôi xin cảm ơn trước. Tần Lâm gật đầu, không cần khách khí. Tôi khám bệnh trước đã. Tần Lâm tiến lên, vừa bắt mạch vừa hỏi. Có triệu chứng gì không? Khó chịu chỗ nào? Thân Long Vân nói, đau đầu, cả người nặng nề, tinh thần mệt mỏi, lúc nào cũng muốn ngủ. Mấy bác sĩ đứng bên cũng qua giải thích đơn giản cho Tần Lâm, bệnh của thân Long Vân rất kỳ lạ, nếu như không có người gọi, ông ấy có thể ngủ 2-3 ngày. Không ăn không uống không đi vệ sinh, như người thực vật vậy, vô cùng đáng sợ. Bệnh này về logic mà nói có lẽ là bệnh thèm ngủ, nhưng dù là bắt mạch hay kiểm tra thì đều không có triệu chứng của bệnh thèm ngủ. Hơn nữa bệnh thèm ngủ thực sự không phải kiểu vừa đặt đầu xuống là ngủ, bệnh thèm ngủ không có dấu hiệu vào giấc ngủ, người bệnh cũng không khống chế được giấc ngủ. Mà thân Long Vân thì có thể khống chế được bản thân, chỉ cần người xung quanh đánh thức hoặc là nói chuyện với ông ấy, thân Long Vân có thể giữ được trạng thái tỉnh táo, chỉ là cảm thấy mệt mà thôi. Tần Lâm sau khi bắt mạch liền nhíu mày, nhìn bác sĩ đồng y đứng sau mà nói. Mấy người dùng thiêu sơn hỏa cho ông ấy à? Bác sĩ đồng y già đứng sau gật đầu, Tần Đại Sư, tôi thấy cơ thể ông ấy thể hàn, vậy nên dùng thiêu sơn hỏa, tôi.
Làm sai sao? Tần Lâm gọi hỏi ông ta, khiến ông ta hết sức lo sợ, đây là Tần đại sư ấy, nếu như ông ta làm gì sai, bị Tần đại sư phê bình một trận thì trong lòng sẽ cảm thấy rất khó chịu. May mà Tần Lâm lắc đầu. Cho dù bác sĩ đồng y già làm sai thì anh cũng sẽ không phê bình ông ta trước mặt mọi người, giao lưu là giao lưu, Tần Lâm không cần thiết phải trách mắng lỗi lầm của người khác. Thiêu Sơn Hỏa không có vấn đề, chỉ có điều, căn nguyên căn bệnh của Tổng Giám Đốc Thân không nằm ở đấy. Mấy người về trước đi, bệnh tình của Tổng Giám Đốc Thân phải mấy ngày mới khỏi. Vừa nãy bác sĩ đồng y già lập tức kinh ngạc, Tần Đại Sư, lời này là thật sao? Nhưng sau khi tôi vừa dùng phương pháp châm cứu kia, tôi cảm thấy mạch không có bất kỳ chuyển biến tốt nào. Tần Lâm nói, tin tôi, mọi người có thể về rồi. Các bác sĩ ai cũng sững sờ, mặc dù trong lòng còn hoài nghi, nhưng Tần Đại Sư đã nói vậy rồi thì họ cũng chỉ có thể rời đi. Sau khi bác sĩ rời đi, Hồ Gia Hân hỏi, lão Tần, cậu tôi thực sự không sao chứ? Mọi người đều đi hết sạch rồi, Tần Lâm mới nói. Không sao. Chỉ có điều, bệnh không nằm ở cơ thể của Tổng Giám Đốc Thân cường tráng, mạch bình thường, không có bệnh gì, nhưng... Có vấn đề khác, trên người của Tổng Giám Đốc Thân có vật gì kỳ quái không? Hoặc là vật trang trí gì đó? Thân Long Vân nhíu mày, sắc mặt không vui, cậu có ý gì? Hồ Gia Hân nói, Tần Lâm cũng là một thầy phong thủy, lúc trước nhà của cháu vì xà nhà rượu Long Môn đè ép phong thủy nên cháu mới liên tục gặp vận rủi. Suýt nữa chết ở mỏ khai thác vàng, may mà có lão Tần cứu. Cậu, dạo nào cậu cũng gặp nhiều chuyện bất lợi, hay là... Sắc mặt Thân Long Vân trầm xuống, lạnh lùng hư một tiếng, vớ vẩn, thời nào rồi mà còn có chuyện quỷ thần chứ? Bác sĩ đáng nhẽ phải khám bệnh, sao nào, không chữa được nên đổ tội cho phong thủy à? Giọng điệu của Thân Long Vân không còn tốt như lúc nãy, ông ấy cũng không còn thân thiện với Tần Lâm nữa. Hình như còn hơi phản cảm về phương diện này. Thân Long Vân khá nóng tính, lúc trước có mấy, đại sư, từng qua nhà nói ông ấy bị chúng ta, tất cả đều bị Thân Long Vân đuổi đi. Nếu như không vì nể mặt Liễu Thanh Thanh, chắc Tần Lâm đã bị đuổi đi rồi. Tần Lâm nói, phong thủy không phải mê tín, không phải quỷ thần, đó là quy luật tự nhiên thực sự tồn tại, bây giờ có nhiều đại học cũng bắt đầu mở lớp kiến trúc phong thủy, chẳng nhẽ ông không biết sao. Thân Long Vân lạnh lùng hừ một tiếng, tôi chưa nghe bao giờ, tôi cũng không muốn biết, tốt nhất là cậu đừng nói mấy chuyện này trước mặt tôi, được rồi, tôi mệt rồi, tiễn khách. Hồ Gia Hân nhíu mày nói, cậu, vấn đề của cháu lão Tần cũng từng giúp cháu rồi, hay là cậu thử? Được rồi, đừng nói nữa. Gia Hân, cháu rất bận, cháu cũng đi đi, vấn đề của cậu không cần cháu lo, về sau cậu sẽ tìm mấy bác sĩ nổi tiếng đến khám bệnh là được. Nói xong. Thân Long Vân nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ. Hồ Gia Hân thấy vậy, cũng bất lực, thở dài, đánh mắt với Tần Lâm và Liễu Thanh Thanh, ba người chỉ có thể đi về. Ra đến xe, Hồ Gia Hân hơi sốt ruột. Lão Tần, cậu tôi thực sự có vấn đề sao? Tần Lâm gật đầu, tôi không phát hiện ra nhà ông ấy có vấn đề gì, nhưng trên người hay trên xe, văn phòng làm việc có gì không thì tôi không biết, cô bảo ông ấy cẩn thận chút. Hồ Gia Hân biết Tần Lâm có bản lĩnh. Vậy nên rất lo, sợ cậu mình bướng bỉnh quá, không tin lời Tần Lâm. Lão Tần, vậy anh nói xem phải làm thế nào đây? Tần Lâm nghĩ một lúc rồi nói, hai người đợi tôi chút. Tần Lâm lái xe đến một phố đồ cổ, đi dạo ở đó tầm nửa tiếng rồi quay về. Về đến nơi, Tần Lâm lấy ra một miếng ngọc quan âm, đưa cho Hồ Gia Hân. Đây là ngọc quan âm, có thể bảo vệ được tính mạng của cô bảo cậu cô đeo lên, không được phép cách xa nó. Hồ Gia Hân vội vàng nhận lấy, như lấy được bảo bối mà nói, được, vậy tôi thay cậu tôi cảm ơn anh. Tần Lâm gật đầu, cũng không nói gì. Thứ như phong thủy cũng giống chữa bệnh, nhất định phải bác sĩ và người bệnh cùng phối hợp, nếu như đối phương không muốn không tin, Tần Lâm có năng lực đến đâu cũng không giúp nổi. Chuyện đến ngày hôm nay, chỉ có thể trông chờ vào vận may của ông ấy. Hồ Gia Hân vội vàng xuống xe, quay đầu vội quay về. Sau khi vào phòng, Thân Long Vân nhíu mày nói. Sao cháu lại quay về? Con người của Hồ Gia Hân đảo qua, cười hi hi nói. Cậu ơi, cháu đến chăm cậu mà, cậu bị ốm rồi, cháu phải chăm sóc cho cậu chứ. Sắc mặt Thân Long Vân dịu hơn chút, không cần đâu, cậu gọi bảo mẫu đến chăm là được. Thế sao được,
bảo mẫu sao cẩn thận bằng cháu được. Nói xong, Hồ Gia Hân dùng khăn mặt nóng lau mặt cho cậu rồi nói. Đúng rồi cậu ơi, mấy ngày trước cháu có đến một đạo quán, cháu có xin bùa bình an cho cậu đeo lên đi. Nói xong, Hồ Gia Hân đeo miếng ngọc quan âm mà Tần Lâm đưa cho cô ấy lên cổ cậu mình. Thân Long Vân cũng chẳng hề nghi ngờ, bất đắc dĩ cười cười. Người ta toàn tặng tử quan âm, xin cái này cho cậu thì có tác dụng gì? Hồ Gia Hân cười, đây là lòng hiếu thảo của cháu với cậu, cậu không được bỏ xuống đâu. Thân Long Vân bất đắc dĩ cười, gật đầu, cưng chiều xoa đầu Hồ Gia Hân. Được được được, cậu sẽ đeo. Với thân phận và khả năng tài chính của Thân Long Vân, đừng nói đến một miếng ngọc quan âm bé tí, cho dù có là trang sức cao cấp thì ông ấy cũng chẳng thèm để ý đến. Hơn nữa miếng ngọc quan âm này chẳng qua chỉ là hàng vỉa hè, vừa nhìn là biết là loại 3-500 tệ một chiếc. Nhưng đây là cháu gái bên ngoại của ông ấy, vậy nên Thân Long Vân như nhặt được bảo vật, ngoan ngoãn đeo lên cổ. Sau một trận ồn ào lúc nãy, tinh thần của Thân Long Vân tốt hơn nhiều, ông ấy đứng dậy uống mấy ngụm nước. Được rồi, nằm như vậy cũng không làm được gì, vẫn nên đến công ty một chuyến, hôm nay chẳng phải còn có cuộc họp quan trọng sao? Hồ Gia Hân nhíu mày, cậu, cơ thể của cậu còn chưa khỏe, hay là không đi được không? Thân Long Vân lắc đầu, hôm nay cậu phải bàn chuyện hợp tác với nhà mạng, nếu cậu không đi, mấy phó tổng giám đốc sẽ bị bắt nạt đó, đến lúc đó giá cả bị đẩy lên quá cao, công ty sẽ ít lời đi, mấy chuyện liên quan đến giá cả thì vẫn nên để cậu làm. Nói xong, Thân Long Vân liền rời khỏi giường, thay quần áo, đi ra khỏi nhà. Tổng giám đốc Thân, hay là tôi tìm người đưa ông đi nhé? Không cần, chỉ có mấy cây số, tôi tự mình lái xe đi được. Nói xong, Thân Long Vân lái chiếc Audi A8 mà ngày thường hay đi đến công ty. Công ty chỉ cách nhà ông ấy mấy cây, nếu không tắc đường thì mười mấy phút là đến nơi. Bây giờ Thân Long Vân không quá buồn ngủ, một mình đi chắc không sao. Lái đến đoạn đường Khai Vận, Thân Long Vân nhíu mày, hình như phía trước xảy ra tai nạn giao thông, đoạn đằng trước tắc kinh khủng, đang đợi cảnh sát đến xử lý. Nhìn thấy cảnh này, chắc phải 20 phút nữa mới xong. Thân Long Vân liền đảo vô lăng, đi sang đường vành đai số 4 vậy. Đường vành đai số 4 mặc dù có hơi xa nhưng khá thông thoáng, chỉ có điều thường tay lái mới và nữ tài xế không dám đi, bởi vì đường vành đai số 4 có nhiều xe tải lớn hay chạy, khá nguy hiểm. Có điều Thân Long Vân là tay lái lâu năm, đương nhiên chẳng quan tâm, ngày thường cũng hay đi, khá quen đường. Sau khi vào đường vành đai số 4, chân Thân Long Vân đạp chân ga một chút, tốc độ bắt đầu tăng lên. Khi nhìn thấy chuẩn bị ra khỏi đường vành đai số 4, một chiếc xe trộn xi măng ở trước mặt bỗng nổ lốp. Bịch một tiếng, lốp trước bên trái bị nổ, xe trộn xi măng mất lái, liền lật ngay trên đường. Thân Long Vân sợ giật mình, cũng vội vàng đạp chân phanh, tránh vụ va chạm, xoay vô lăng theo bản năng. Xe nằm ngang dừng trước xe trộn xi măng. Đúng lúc này, một chiếc xe tải chở hàng quá tải từ phía sau đâm lên. Tài xế đạp mạnh chân phanh, nhưng vì tốc độ quá nhanh, trọng tải lớn, nên không thể nào dừng được xe lại. Bíp bíp, tài xế ấn còi theo bản năng, dùng sức siết chặt vô lăng, đạp mạnh chân phanh. Nhưng việc đã như vậy, xe tải lớn vẫn đâm sầm vào. Đùng, chiếc Audi A8 của Thân Long Vân bị đâm vào, lại đâm tiếp vào chiếc xe trộn xi măng. Dầm một tiếng, chiếc thùng của xe trộn xi măng bị đập vỡ, trên đất toàn là xi măng, cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Tất cả những xe đang chạy qua đều dừng lại, báo cảnh sát, gọi 115. Mấy phút sau, mấy cảnh sát và xe cứu thương vội vàng đến. Việc đầu tiên là phải kiểm tra vết thương của người bệnh. Mấy người xông lên xe tải lớn, đỡ tài xế xe tải dậy, phát hiện ra tài xế xe tải đã chết ngay tại chỗ, phần đầu bị đập nghiêm trọng, chết ngay tức thì. Chạy vượt tốc độ, vượt trọng tải, tài xế mệt mỏi, với tốc độ này mà xảy ra tai nạn thì rất khó sống. Lại đi đến chỗ tài xế lái xe trộn xi măng. Tài xế lái xe trộn xi măng vốn bị ngã, mặc dù bị thương nhưng không đến mức mất mạng, nhưng thùng xe phía sau bị đập hỏng, khiến cho anh ta chịu công kích lớn. Hơn nữa khi xe bị đổ xuống, anh ta lập tức cởi đai an toàn, kết quả không ngờ lại bị thương lần hai, chết ngay tại chỗ. Ba chiếc xe đâm nhau. Hai tài xế đều chết ngay tại chỗ. Chỉ còn lại chiếc xe sang ở giữa chưa xem.
nhưng kiểm tra nó cuối cùng là vì tất cả mọi người đều không nghĩ tài xế còn sống. Hai chiếc xe tải đâm vào, chiếc xe sang ở giữa cho dù có là Audi A8 lúc nãy cũng bị đè bẹp, phần hông xe bị đè bẹp giống hệt một chiếc bánh mì bị ép xuống, người bên trong còn có thể sống sao? Mọi người lên chiếc xe chở hàng, khởi động xe đi ra chỗ khác. Chiếc xe Audi bị bẹp hiện ra trước mặt mọi người, nó đã bị hỏng hoàn toàn, còn không mở được cửa xe. Mau xem bên trong có mấy cái xác. Ở đây không còn ai ôm hy vọng quá lớn về khả năng sống sót của người bên trong, chỉ muốn biết xem khi xảy ra chuyện, bên trong có mấy người, rốt cuộc mấy người chết. Mấy đội lính cứu hỏa tiến lên cố gắng kéo cửa chiếc xe Audi bị đè bẹp rúm ra. Két một tiếng, cửa xe được mở ra. Bên trong đột nhiên truyền ra tiếng động khiến mọi người sợ chết khiếp. Kéo tôi ra. Mọi người vừa thấy có người còn sống, lập tức kích động, vội vàng kéo Thân Long Vân ra. Sau khi kéo ra, phát hiện ra chỉ có một mình Thân Long Vân ở bên trong. Hơn nữa may mắn là, sau khi Thân Long Vân đi ra, mọi người nhìn thấy ông ấy từ trên xuống dưới không bị thương tí gì. Cái này kỳ lạ quá. Chiếc xe bị đè bẹp rúm, cột A và B sao đều bị biến dạng nghiêm trọng, dưới tình huống này mà vẫn có kỳ tích xảy ra, đúng là không bình thường mà. Cột A, B là những bộ phận thuộc khung xe dựng thẳng hoặc gần thẳng, phân chia và cố định các mảng kính trên xe. Ông có làm sao không? Thân Long Vân lúc này tinh thần hơi hoảng loạn, lắc đầu, bảo mình không sao. Vụ tai nạn lần này nghiêm trọng quá, đến mức cả 6 túi khí bung ra cũng bị dập nát. Dù túi khí đều bị dập nát nhưng Thân Long Vân vẫn không bị sao, thậm chí chẳng hề cảm thấy đau đớn. Ngay cả bản thân ông ấy cũng không tin, trong tình huống này, kỳ tích vẫn xảy ra. Đột nhiên Thân Long Vân nghĩ ra cái gì đó, cầm miếng ngọc quan âm trên cổ lên xem. Phát hiện ra miếng ngọc quan âm biến thành màu đỏ, trên đó toàn vết nứt. Sắc mặt Thân Long Vân thay đổi, ngón tay hơi dùng sức, miếng ngọc quan âm liền vỡ vụn. Lúc này ông ấy mới hiểu, chiếc bùa bình an này thực sự đã cứu ông ấy một mạng. Thân Long Vân vội cầm điện thoại, gọi cho Hồ Gia Hân. Giải thích qua tình hình, Hồ Gia Hân cũng hít vào một hơi lạnh, nguy hiểm quá, cậu suýt nữa chết trong vụ tai nạn rồi. Nghe thấy miếng ngọc quan âm bị vỡ, Hồ Gia Hân trầm mặc, do dự rồi nói. Cậu ơi, miếng ngọc quan âm này là do Tần Lâm bạn trai của Liễu Thanh Thanh đưa, anh ấy bảo nó có thể bảo vệ được cho cậu. Nghe đến Thân Long Vân im lặng một chút. Đúng là cậu có mắt không tròng, không ngờ cậu Tần thực sự là đại sư. Chỉ có người từng trải qua cửa tử thì mới tin chuyện này. Lúc này Thân Long Vân vô cùng hối hận, Tần Lâm có lòng tốt mà ông ấy lại có thái độ như vậy với người ta. Gia Hân, con nghĩ cách mời Tần đại sư đến phòng làm việc của cậu một chuyến, cậu muốn xin lỗi cậu Tần. Vâng. Tần Lâm lúc này đã đưa Liễu Thanh Thanh về nhà. Liễu Thanh Thanh vừa đi thì Vương Đông Tuyết đã gửi tin nhắn. Tần Lâm bất lực cười, anh tự nhiên trở thành người bận rộn, đúng lúc Vương Đông Tuyết muốn gặp anh, nên anh liền lái xe đến đón Vương Đông Tuyết. Trên đường, Tần Lâm nghe máy của Hồ Gia Hân. Nghe thấy tin Thân Long Vân xảy ra chuyện nhanh như vậy, anh cũng hơi kinh ngạc, có vẻ như số mệnh của Thân Long Vân khá đen đủi. Cũng được, lúc trước là nể mặt Hồ Gia Hân, nên không nhắc lại chuyện cũ nữa, có thể giúp ông ấy thì giúp thôi. Tần Lâm kéo theo Vương Đông Tuyết, hai người lái xe đến tập đoàn Long Vân. Tập đoàn Long Vân cũng được coi là một trong những tập đoàn có tiếng tăm lừng lẫy ở Đông Hải, cứ 10 người ở Đông Hải thì phải có 8 người dùng điện thoại Long Vân, hai người còn lại chắc là dùng iPhone. Dù gì cũng là doanh nghiệp trong nước nên tập đoàn Long Vân cũng có sức mạnh lớn, hơn nữa chất lượng của điện thoại cũng rất tốt, mấy năm gần đây chất lượng cũng ngang bằng với iPhone rồi, thậm chí còn có chút vượt trội hơn nữa. Hai người đến cửa công ty, Thân Long Vân đã cho người ra tiếp đón, nhìn thấy một nam thanh niên lái chiếc xe Q7 bước tới, một nữ thư ký vội vàng bước tới tiếp đón. Xin hỏi anh có phải Tần Đại Sư không? Tần Lâm gật đầu, là tôi. Tần Đại Sư, chào anh, mời anh đi theo tôi, Tổng Giám Đốc Thân đang ở trên văn phòng đợi anh. Nữ thư ký dẫn Tần Lâm và Vương Đông Tuyết vào trong thang máy để đến văn phòng của Tổng Giám Đốc. Thân Long Vân đang đi lại trước cửa văn phòng, có chút hồi hộp. Nhìn thấy Tần Lâm bước vào, Thân Long Vân vô cùng mừng rỡ. Vội vàng tiến tới chủ động bắt tay, dùng hai tay để thể hiện sự cung kính với Tần Lâm rồi nói. Tần Đại Sư, trước đây tôi đã đắc tội nhiều với cậu,
là tôi có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, may mà có Ngọc Quan Âm của cậu cứu mạng của tôi, nếu không tôi đã chết rồi. Tần Lâm cũng không để bụng, tổng giám đốc thân đừng khách sáo, đều là bạn bè mà, không có gì to tát cả. Cậu Tần, mời ngồi. Lần này Thân Long Vân không dám có chút sơ suất nào, vội vàng bưng trà rót nước cho Tần Lâm. Cậu Tần, trước đây cậu có nói là chỗ của tôi phong thủy không tốt, không biết ý cậu là. Tần Lâm nói, về vấn đề này phải xem xét cụ thể. Nói xong, Tần Lâm ngẩng đầu lên quan sát văn phòng của Thân Long Vân. Phong thủy trong văn phòng không tệ, sắp xếp cũng khá trang trọng, vị trí tài lộc cũng được bố trí rất chuẩn xác, hơn nữa đứng ở cửa sổ còn có thể nhìn thấy dòng sông ở phía xa nữa, đây là một nơi tốt hội tụ tài lộc. Đột nhiên Tần Lâm nhìn thấy một cái tủ sau ghế của Thân Long Vân. Trong đây là cái gì? Thân Long Vân ngây người, nói, trong này là vật mà tôi thờ. Nói xong Thân Long Vân mở tủ ra, bên trong là một pho tượng quan công vô cùng oai phong, đằng trước còn có một bát hương nhỏ. Pho tượng trông rất sinh động, vô cùng tinh xảo, nhìn là biết do người nhà nghề tạo nên. Thân Long Vân nói, Tần Đại Sư, tôi thích nhất là quan nhị gia, thờ quan nhị gia chắc không có vấn đề gì chứ. Thờ cúng quan nhị gia cũng là điều thường thấy, cho dù là ngành nghề nào thì cũng đều thờ quan nhị gia, điều này chắc chắn không thành vấn đề. Tần Lâm nhìn Thân Long Vân một cái, đột nhiên hỏi. Tổng giám đốc Thân, ông chỉ thờ pho tượng này thôi à? Thân Long Vân ngây người, đúng vậy, trong văn phòng của tôi chỉ thờ một pho tượng này. Không đúng, vẫn còn một pho nữa, ý của cậu là. Nói xong, Thân Long Vân quay người, cởi chiếc áo sơ mi ra. Trên lưng Thân Long Vân có một hình xăm quan công, cũng oai phong giống như vậy. Bây giờ Thân Long Vân mới hiểu ra chút ít, hỏi. Chẳng lẽ, hai cái này mâu thuẫn với nhau? Tần Lâm gật đầu. Một núi không thể có hai hổ, đạo lý này chắc hẳn ông cũng biết, cho dù là cùng thờ một ông tổ cũng sẽ đánh nhau. Hình xăm trên người ông đi cùng ông một khoảng thời gian dài rồi nên giữ lại đi, còn pho tượng quan công kia có thể mời đi. Thân Long Vân bừng tỉnh, vội vàng gật đầu, lát nữa tôi sẽ mang đi. Chẳng trách gần đây làm ăn không thuận lợi, hơn nữa còn mệt mỏi nữa, cảm giác như có một người đang đè lên vậy, không thở nổi, chỉ muốn nằm xuống thôi. Thì ra là như vậy. Tần Lâm nói, không phải vấn đề lớn, Tổng Giám Đốc Thân, tôi xin phép về trước. Thân Long Vân ngây người, vội vàng nói. Cậu Tần, xin chờ chút. Thân Long Vân vốn muốn đưa cho Tần Lâm một ít tiền, nhưng lại nghĩ người như Tần Đại Sư chắc chắn không thiếu tiền, hơn nữa nếu đưa tiền thì có vẻ hơi xa lạ, sau này mà có qua lại với nhau thì chẳng có tình nghĩa gì, cho nên Thân Long Vân đã chuẩn bị một phần quà đặc biệt. Ông ấy lấy ra một chiếc hộp lớn từ trong tủ đưa cho Tần Lâm. Cậu Tần, lần này làm phiền cậu thật ngại quá, món quà nhỏ này là thành ý của tôi, đây là mẫu điện thoại mới nhất mà công ty chúng tôi nghiên cứu ra, dự là trong vòng 10 năm tới mới có thể đưa ra thị trường. Chi phí sản xuất mẫu điện thoại này phải lên đến hơn 100.000 tệ, đây là tâm huyết của nhân viên kỹ thuật của công ty tôi. Có thể nói chiếc điện thoại này dẫn đầu trong giới công nghệ 10 năm nữa. Biếu tặng cậu. Bên trong có hướng dẫn sử dụng rõ ràng, tôi tin cậu sẽ thích. Công nghệ dẫn đầu, ai mà không thích chứ, thử so sánh sự chênh lệch giữa điện thoại của 10 năm trước và bây giờ mà xem, được sở hữu một chiếc điện thoại với công nghệ tiên tiến của 10 năm sau thì ngầu đến như thế nào. Tần Lâm cũng không khách khí, tỏ ra rất thích thú. Vậy thì cảm ơn Tổng Giám Đốc Thân rồi. Thân Long Vân nhìn Vương Đông Tuyết một cái, ánh mắt có chút kỳ lạ. Cô đây là... Thân Long Vân biết Tần Lâm là bạn trai của Liễu Thanh Thanh, không ngờ bây giờ anh còn dẫn theo một cô gái khác, cho nên trong lòng mới có chút nghi ngờ. Tần Lâm cũng không giải thích, là bạn tôi. Thân Long Vân lập tức hiểu ra, cũng không hỏi nhiều. Xin chờ một chút, tôi vẫn còn một món quà nữa. Lúc trước Thân Long Vân tưởng Tần Lâm đến một mình nên chuẩn bị một cái điện thoại, hơn nữa chiếc điện thoại này cũng không thể sản xuất số lượng lớn, mới sản xuất được 3 cái. Là Tổng Giám Đốc đương nhiên có một cái, bộ phận phát triển sản phẩm giữ một cái, còn một cái nữa tặng cho Tần Lâm, muốn có thêm cũng không sản xuất ra được. Nhưng Thân Long Vân vẫn còn món đồ khác, lại đúng là đồ có thể tặng phụ nữ. Ông ấy lấy ra một chiếc túi LV từ trong tủ đưa cho Vương Đông Tuyết. Đây là túi mà một người bạn của tôi tặng, mà tôi là đàn ông cũng không dùng tới, mà vợ tôi thì nhiều túi quá rồi nên tôi muốn tặng cho cô. Vương Đông Tuyết ngây người.
có chút ngại ngùng, cái này không được đâu. Thân Long Vân cười rồi nói, không sao đâu, một cái túi thôi mà, cũng không phải tiền của tôi, cô cứ nhận lấy đi. Thân Long Vân không nói gì nữa mà nhét luôn vào tay Vương Đông Tuyết. Vương Đông Tuyết cầm lấy chiếc túi, không biết phải làm sao. Tần Lâm cười, vậy thì cảm ơn Tổng Giám Đốc thân nhiều. Tần Lâm mở lời, Vương Đông Tuyết mới nhận túi, cảm ơn Tổng Giám Đốc thân. Không cần khách khí, sau này chúng ta còn liên lạc thường xuyên mà. Sau khi trao đổi phương thức liên lạc, Tần Lâm và Vương Đông Tuyết liền rời khỏi tập đoàn Long Vân. Bước ra khỏi cửa, Vương Đông Tuyết nói. Anh Tần, lát nữa em có buổi hẹn, anh đi cùng em nhé. Được, lúc nãy trong điện thoại Vương Đông Tuyết có nói rồi, nhưng không nói cụ thể là cuộc hẹn gì. Đây là lớp huấn luyện những gương mặt hot của bọn em, những người tham gia đều là những người làm truyền thông, cũng có một số nhà tài trợ nữa. Thật ra Vương Đông Tuyết không nói, kiểu gặp gỡ các hot girl trên mạng này, mỗi người sẽ dẫn theo một người nhất bảng của mình nữa đến tham gia. Gọi là nhất bảng là vì người đó là người donate nhiều nhất trong livestream, thường là những đại gia nhiều tiền. Dẫn đại gia theo để khoe khoang với thiên hạ một chút, so sánh với nhau xem ai giàu hơn. Ai quan hệ rộng hơn, ai quyến rũ hơn. Nhất bảng của Vương Đông Tuyết là dì Phùng nhà họ Tần, nhưng mà cô ấy không liên lạc được với dì Phùng nên mới bảo Tần Lâm đi cùng cô ấy cũng chẳng muốn tìm một đại gia xa lạ đi cùng, bởi thấy tính cách không hợp, hơn nữa cũng có chút kỳ lạ. Ồ, được, Tần Lâm cũng chẳng quan tâm đó là cuộc hẹn kiểu gì, Vương Đông Tuyết muốn đi thì anh sẽ đi cùng. Hai người nhanh chóng đến cửa khách sạn. Xe của Tần Lâm cũng xem là đẹp trong số những người có mức thu nhập trung bình, xe 700-800.000 tệ đã được coi là siêu xe rồi. Nhưng đến trước cửa khách sạn, so với xe của những hot girl mạng khác thì lại thua kém rất nhiều. Một dàn xe thể thao ở trước cửa khách sạn, cái rẻ nhất cũng phải là chiếc Porsche 911. Cuộc hẹn của những hot girl mạng có khác, sặc mùi tiền. Nói thật mấy cô hot girl mạng không thể mua nổi những chiếc siêu xe như thế này. Mặc dù là hot girl mạng nhưng thu nhập cũng có giới hạn, cho dù là người đứng đầu cũng rất khó có thu nhập chục triệu một năm chứ đừng nói tới việc mua siêu xe chục triệu. Mấy chiếc xe này không phải là thuê thì chắc là của đại gia nhất bảng. Sau khi Tần Lâm và Vương Đông Tuyết xuống xe, có chút khác biệt với những người ở đây. Vương Đông Tuyết vừa xuống xe, lập tức có mấy cô gái trang điểm xinh đẹp tiến tới vây quanh. Wow, đây là Đông Tuyết sao, cô đầu bếp nhỏ của chúng ta đây rồi. Chắc đây là anh trai nhất bảng của cô đúng không? Nhìn bình thường quá vậy. Tần Lâm lái chiếc Q7 đã là lợi hại trong mắt những người bình thường rồi, nhưng so với mấy đại gia ở đây thì còn kém cỏi hơn rất nhiều. Mấy người phụ nữ cũng thì thầm bàn tán, nội dung thì cũng chỉ xoay quanh chủ đề mấy gã đại gia kia, ai đi xe đắt tiền hơn, ai donate nhiều hơn. Vương Đông Tuyết thì khác, mấy cô hot girl này đa số là có người đằng sau hỗ trợ, biết hát hò nhảy múa một chút. Kỹ thuật ánh sáng ảo diệu của nhiếp ảnh gia và kỹ thuật chỉnh sửa thượng thừa nữa nên bọn họ mới giỏi như vậy. Còn Vương Đông Tuyết dựa vào kỹ thuật nấu ăn của mình, nhưng nổi nhờ sự xinh đẹp nên được bọn họ xếp vào nhóm kênh stream sắc đẹp. Mọi người vào phòng đi, lát nữa Nha Nha mới tới. Nhắc đến Nha Nha, mọi người đều trở nên hưng phấn. Nha Nha là một nhân vật truyền kỳ, nổi tiếng sau một đêm trên TikTok. Bình thường. Một hot girl phải cần ít nhất là một năm mới nổi tiếng. Fan cũng tích lũy từng ít một, sau đó đến một giai đoạn nhất định sẽ có rất nhiều sản phẩm, công ty bắt đầu thúc đẩy quảng cáo cho bản thân, lúc đó fan mới bắt đầu tăng lên 10.000-20.000 mỗi ngày. Trong vòng một năm là có thể đạt được mấy triệu fan hoặc là hơn chục triệu fan. Nhưng Nha Nha thì không giống như vậy, Nha Nha là hot girl nổi ngay sau một đêm, sau khi đăng tải video đầu tiên là lượng fan tăng mỗi ngày mấy trăm nghìn người. Chỉ trong một tháng đã có 10 triệu fan, trở thành hot girl hạng nhất, tốc độ tăng đến chóng mặt. Người như vậy thật sự hiếm thấy, cô Nha Nha này cũng rất xinh đẹp, biết nhảy nhót làm nũng, ăn mặc trang điểm vô cùng quyến rũ, phần hậu kỳ của công ty cũng hỗ trợ rất nhiều nên cô ta mới nổi nhanh như vậy. Mọi người đều thích làm bạn với người nổi tiếng, nên Nha Nha vừa nổi lên đã lập tức có rất nhiều bạn bè, mấy cô gái này cũng muốn làm quen với Nha Nha, xem có ké được tí fame nào không. Nhưng ở đây chỉ có một người là không có quan hệ tốt với Nha Nha, chính là Vương Đông Tuyết. Trước khi Nha Nha có chục triệu fan, có một lần Livestream đã từng PK với Vương Đông Tuyết, lúc đó lượng fan của hai bên cũng sấp xỉ nhau.
nhưng fan của Nha Nha đa số là fan ảo, còn fan của Đông Tuyết thì là thật, là do tài năng nấu nướng và nhan sắc của cô hấp dẫn nên mới theo dõi. Mặc dù lượng fan gần như ngang bằng nhau, nhưng nhìn Livestream là biết ngay có sự khác biệt, Vương Đông Tuyết giành thắng lợi áp đảo, khiến Nha Nha vô cùng mất mặt. Đây cũng là lần duy nhất Nha Nha thua trong lịch sử PK Livestream của mình. Vương Đông Tuyết thấy chuyện này bình thường, chỉ là PK Livestream thôi mà, làm trò cho mọi người giải trí thôi, cũng có phải cuộc thi quyết liệt gì đâu, chẳng có gì lớn lao cả. Nhưng Nha Nha lại ghi hận trong lòng, còn có lần công kích Vương Đông Tuyết trong video của mình. Từ lần đấy cho đến giờ hai người cũng không có tương tác gì với nhau nữa, ngày nào fan của hai bên cũng công kích nhau, tất cả mọi người đều biết quan hệ giữa bọn họ không được tốt. Lần này Vương Đông Tuyết cũng bất đắc dĩ, cô ấy cũng chẳng có thù ghét gì Nha Nha, từ trước đến giờ toàn là Nha Nha nhằm vào cô ấy. Đây là một căn phòng sang trọng, trong căn phòng có cả nam cả nữ đang ngồi. Mấy người đàn ông này không phải là con nhà giàu thì là ông chủ lớn, xem ra toàn là nhân vật có tiền có quyền. Sau khi mọi người ngồi xuống, ai cũng có vẻ kiên nhẫn chờ đợi sự xuất hiện của Nha Nha. Vài phút sau, các món ăn đã được bê lên hết, rồi mới có hai người đi muộn khoan thai bước vào. Một nam một nữ, người phụ nữ cao tầm 1m65, mang đôi giày cao gót nữa nên nhìn càng mảnh mai, da hơi ngăm đen, mặt hơi mũm mĩm. Mắt cũng không được to như trong video. Rất nhiều người lần đầu được nhìn thấy Nha Nha ngoài đời, có chút xúc động, trình độ chụp ảnh hiện đại đúng là quá đỉnh cao. Người đàn ông đi cùng Nha Nha nhìn cũng không hề tầm thường, bộ quần áo Balenciaga, đồng hồ Jaeger LeCoultre, tổng trị giá cũng phải lên đến 500.000. Sau khi Nha Nha kéo người đàn ông ngồi xuống, liền giới thiệu. Vị này là Quý Quốc Quân Tổng Giám Đốc Quý. Kinh doanh những sản phẩm hàng hiệu nổi tiếng. Mắt mọi người đột nhiên sáng rực lên, bắt đầu nhao nhao chào hỏi. Phụ nữ đều thích hàng hiệu, có quen biết ông chủ kinh doanh sản phẩm hàng hiệu không chừng sau này đi mua túi hoặc trang sức lại rẻ hơn, cho nên mọi người đều tỏ ra rất nhiệt tình. Quý Quốc Quân cũng cười đáp lại lời chào hỏi của mọi người, lúc nhìn thấy Vương Đông Tuyết, Quý Quốc Quân hơi ngây người rồi cười nhạt. Đây là Đông Tuyết phải không, đúng là không bật filter làm đẹp thật. Trước đây trong Livestream của mình Vương Đông Tuyết đã từng nói, cô ấy chưa từng dùng filter làm đẹp, Livestream hay quay video đều dùng bản gốc của camera. Hôm nay được gặp đúng là danh bất hư truyền, Vương Đông Tuyết giống y hệt như trong video, người thật thậm chí còn đẹp hơn nữa. Quý Quốc Quân vốn rất có hứng thú với Vương Đông Tuyết, nhưng khi thấy người đàn ông bên cạnh cô ấy, đột nhiên vẻ mặt anh ta trầm xuống, hỏi. Vị này là... Vương Đông Tuyết cảm nhận được ánh mắt đầy sự thù địch của mọi người, vội vàng khoác tay Tần Lâm rồi nói. Đây là bạn của tôi, nhất bảng của tôi, dì Phùng nhà họ Tần. Nói xong Vương Đông Tuyết nháy mắt với Tần Lâm một cái, ra hiệu anh giả vờ một tí, dù gì mọi người cũng đều mang theo nhất bảng của mình, nếu cô mang theo người ngoài thì có chút lạc loài. Tần Lâm cười cười, cũng chẳng nói gì, anh vốn chẳng cần giả vờ, bởi dì Phùng nhà họ Tần nhất bảng kia chính là anh. Chỉ có điều anh dùng tài khoản của dì Phùng mà thôi. Vừa nghe thấy dì Phùng nhà họ Tần mọi người đều cảm thấy kính nể, đây đúng là con nhà giàu. Dì Phùng nhà họ Tần cũng rất nổi tiếng trong giới này, lần trước còn được lọt top đại gia donate, hôm nay lại được gặp người thật, không ngờ là một thanh niên còn trẻ trung đẹp trai như vậy. Quý Quốc Quân cười khẩy, ha ha, tôi còn tưởng ai, thì ra là dì Phùng nhà họ Tần à, cũng chẳng có gì đặc biệt. Chắc tiền donate là dùng tiền của gia đình cho sao? Bố mẹ cho nhiều tiền tiêu vặt thế cơ à? Chắc không phải trộm tiền của nhà đấy chứ? Ha ha ha! Quý Quốc Quân không trẻ trung đẹp trai bằng Tần Lâm nên chỉ có thể khiêu khích anh trên phương diện là con nhà giàu thôi. Quý Quốc Quân là người kinh doanh, bản thân kiếm được nhiều tiền nên có thể chi tiêu thoải mái. Theo anh ta thấy thì Tần Lâm chắc chắn là dùng tiền của bố mẹ donate cho hot girl mạng, nên đương nhiên không thể so sánh với anh ta. Thấy Tần Lâm không nói gì, Quý Quốc Quân cười nhạt, nghĩ rằng anh sợ rồi, liền lấy mấy túi đổ ra và nói. Lần đầu gặp mặt, tôi có chút quà nhỏ tặng mọi người. Nhìn thấy mấy túi đồ hàng hiệu, đám phụ nữ bỗng ngây người. Hả, túi LV, Tổng Giám Đốc Quý hào phóng quá. Đúng đấy, lần đầu gặp mặt mà đã tặng đồ quý giá như vậy, thế này thì ngại quá. Tổng Giám Đốc Quý đúng là hào phóng nhất, cảm ơn Tổng Giám Đốc Quý nhiều. Đám phụ nữ vội vàng lấy mỗi người một cái,
không ngờ quý quốc quân lại hào phóng như vậy, ở đây có mười mấy hot girl, vừa gặp mặt đã tặng cho mỗi người một chiếc túi, không hổ danh là người làm kinh doanh hàng hiệu. Vị trí của Tổng Giám đốc Quý trong lòng mấy cô hot girl này lập tức bay lên cao. Đem ra so sánh thì địa vị của Tần Lâm đã bị rớt xuống rất nhiều. Nhìn người ta mới gặp mặt đã tặng túi kìa, cho dù có quen biết hay không, ai cũng có phần, thế mới là tác phong của ông chủ lớn nên có. Xem ra kiểu con nhà giàu như Tần Lâm chắc chắn không có sự quyết đoán như thế này. Sau khi mỗi người lấy một phần, Quý quốc quân tỏ vẻ đắc ý, nhìn Vương Đông Tuyết rồi nói. Ngại quá, tôi lấy thiếu một phần, cô không có rồi. Vẻ mặt Vương Đông Tuyết đột nhiên trở nên lúng túng, vội vàng xua tay, không sao đâu, tôi không cần. Vương Đông Tuyết cũng không định lấy đồ của Quý quốc quân, nhưng anh ta tặng cho tất cả mọi người trừ Vương Đông Tuyết, rõ ràng là có sự khác biệt, nhằm vào cô ấy, cố ý khiến cô ấy bẽ mặt, điều này làm Vương Đông Tuyết có chút khó chịu. Nha nha đắc ý liếc Vương Đông Tuyết một cái, nhếch mép cười đều, buổi hẹn gặp ngày hôm nay cô ta phải cho Đông Tuyết biết ai mới thật sự là chị đại, muốn so bì với cô ta sao, cô ta phải cho Vương Đông Tuyết thương thích đầy mình mới thôi. Mấy người phụ nữ vội vàng mở gói hàng ra, nhìn thấy kiểu túi bên trong liền kinh ngạc. Tổng Giám đốc Quý, phiên bản giới hạn sao? Còn tưởng tặng mỗi người một cái túi cơ bản là tốt lắm rồi, mười mấy người lận, mỗi người một cái túi mẫu cơ bản là cũng phải hơn 100.000 đến 200.000 tệ rồi. Không ngờ còn là túi phiên bản giới hạn nữa, không có chiếc nào giống nhau cả, chiếc rẻ nhất cũng phải lên đến 50.000. Lần vung tay này hào phóng quá. Quý quốc quân cười nhạt, có gì đâu, tôi làm trong ngành này mà, nên tặng mọi người chút quà này mới phải. Quý quốc quân nói vậy lại càng được lòng mọi người, ai cũng sờ túi của mình không rời tay. Đám phụ nữ này khá hiểu về những đồ hàng hiệu này, nhất là những nhãn hàng nổi tiếng, bọn họ vừa chạm vào là biết hàng thật hàng giả. Cảm giác tay, hoa văn, màu sắc, lại còn có hình chạm nổi bên trên, vô cùng tinh tế. Quý quốc quân vốn làm trong ngành này đương nhiên sẽ không dùng túi giả để lừa gạt bọn họ, mà bản thân bọn họ cũng hiểu một chút, đương nhiên khẳng định được đây chắc chắn là bản giới hạn. Tổng Giám đốc Quý, anh tặng bọn em túi đẹp như vậy thì tặng nha nha cái gì vậy? Quý quốc quân cười nhạt một cái, khuôn mặt nở nụ cười kiêu ngạo. Các cô đừng có ghen tị đấy, đồ tôi tặng cho nha nha tất nhiên tôi phải có tâm hơn rồi. Nói xong, quý quốc quân lấy ra một chiếc túi màu bạc trắng đưa cho nha nha. Nha nha, cái này tặng cho em. Nha nha ngây người, vẻ mặt bỗng rạng rỡ. Thật sao, cảm ơn Tổng Giám đốc Quý. Nhìn thấy chiếc túi này, ánh mắt những người phụ nữ hiện lên sự ghen tị. Túi sách Fendi Celeria đó. Cứ nghĩ tặng bọn họ LV phiên bản giới hạn là xa xỉ lắm rồi, nhưng không ngờ còn tặng nha nha đồ xa xỉ hơn nữa. Túi sách Fendi Celeria, chiếc túi xinh đẹp màu trắng bạc, vô cùng đắt đỏ. Đắt đỏ là bởi vì kiểu túi này là kiểu túi quý hiếm nhất trên thế giới, dùng da sóc chuột Nam Mỹ và da trồn tía để chế tác, chất liệu nhẵn nhụi tinh tế, chạm vào vô cùng mềm mại. Giá thị trường hiện tại là 250.000 hoa hạ tệ. Một chiếc túi 250.000 tệ, đúng là quá xa xỉ, số tiền này có thể thanh toán đợt đầu của một căn nhà ở nhiều thành phố rồi. Tổng Giám đốc Quý đúng là hào phóng, tặng hẳn chiếc túi hơn 200.000 tệ, đây là lần đầu tôi thấy đó. Đúng đó, cho dù Tổng Giám đốc Quý có kinh doanh hàng hiệu thì cũng quá hào phóng rồi, nha nha đúng là may mắn. Chúng ta cũng hưởng ké một chút may mắn của nha nha, được một chiếc túi phiên bản giới hạn mà, một lần nữa cảm ơn Tổng Giám đốc Quý nhé. Mọi người anh một câu tôi một câu, tầng bốc quý quốc quân lên tận mây xanh, dù gì cũng lấy đồ của người ta nên ai cũng vui vẻ. Quý quốc quân mang vẻ mặt đắc ý, nhìn Tần Lâm một cách khiêu khích rồi hỏi. Người anh em họ Tần đây cũng là nhất bảng, không tặng streamer nhà anh một chiếc túi sao, nhỏ mọn quá đấy. Những người khác cũng mang vẻ mặt chế giễu, cầm đồ của quý quốc quân rồi đương nhiên phải hùa theo anh ta thôi. Đúng đấy, Tần thiếu gia, cho dù không mua được túi phiên bản giới hạn thì cũng phải mua được túi loại cơ bản chứ đúng không? Hai. Tôi nhớ lúc Vương Đông Tuyết bước vào phòng có cầm một chiếc túi. Là nhãn hiệu gì thế? Ha ha, có thể là nhãn hiệu gì chứ, chắc hàng dởm chứ gì, nếu là LV thì chúng ta đã chú ý đến lâu rồi. Cũng đúng, Tần thiếu gia nhỏ mọn quá, còn chẳng lỡ bỏ tiền ra nữa. Mỗi người một câu khiến quý quốc quân vô cùng hài lòng,
cười ha ha rồi nói. Thôi bỏ qua đi, không làm khó anh ta nữa, không phải ai cũng mua nổi loại túi đắt như vậy để tặng đâu. Tần Lâm nghe vậy liền cười nhạt rồi nói. Một cái túi giả thì có gì mà không tặng được. Vừa dứt lời, đột nhiên căn phòng trở nên im lặng đến lạ thường. Mọi người sửng sốt vài giây, sau đó Quý Quốc Quân chau mày, sắc mặt chợt biến đổi. Anh nói láo, anh nói ai là túi giả chứ? Tần Lâm nói xong, những người phụ nữ khác cũng chau mày lại, kiểm tra kỹ lại chiếc túi trong tay mình một lần nữa, cảm thấy không có vấn đề gì, liền nhao nhao chỉ trích Tần Lâm. Này, anh đừng có mà nói linh tinh, anh có hiểu gì về túi hàng hiệu không mà nói linh tinh, trước đây tôi có làm nhân viên hướng dẫn của cửa hàng LV nửa năm đó, tôi hiểu biết hơn anh nhiều lắm đó. Tôi còn không nhìn ra mà anh lại có thể nhìn ra sao? Ha ha, anh ta ghen tị đấy, tổng giám đốc Quý đây chuyên làm ở ngành này lẽ lại tặng túi giả. Như vậy chẳng phải là tự vả hay sao? Nói vài câu, một cô gái bỗng đứng lên, chỉ vào chi tiết nhỏ trên chiếc túi rồi nói. Anh xem này, nếu là túi thật thì góc miếng vá hoa văn này sẽ cân xứng, chất da cũng khác xa với túi giả, phần chạm khắc kim loại bên trên cũng rất tinh tế, đây đều là túi thật, cho dù là hàng rep 1 cũng không thể đạt được đến trình như thế này được, anh đừng có nói linh tinh, mau xin lỗi tổng giám đốc Quý đi. Nha nha cũng không vừa lòng, vừa nhận được một chiếc túi hơn 200.000 tệ lại bị người ta nói là túi giả, hơn nữa còn là người đàn ông của Vương Đông Tuyết. Nên đương nhiên cô ta không vui vẻ gì cho cam. Họ Tần kia, anh nói sai rồi đó, mau xin lỗi tổng giám đốc Quý của chúng tôi đi, cúi đầu xin lỗi đi rồi chúng tôi sẽ tha thứ cho anh. Tần Lâm cười lạnh một cái rồi nói. Anh ta dùng một đống túi giả lừa các cô mà các cô còn bắt tôi xin lỗi, đúng là nực cười. Quý Quốc Quân tức giận đập bàn một cái. Thằng nhãi, đừng có mà nói linh tinh, tôi làm trong ngành này nhiều năm như vậy. Anh dám nói túi của tôi là túi giả sao? Nha nha cũng cảm thấy khó chịu, đúng đấy, anh lợi hại như vậy sao không tặng túi thật đi? Còn để Đông Tuyết dùng túi rởm chứ? Vương Đông Tuyết, cô mang túi rởm của cô ra đây cho mọi người xem đi. Nói xong, nha nha bước tới, cầm chiếc túi của Vương Đông Tuyết đặt lên bàn. Vương Đông Tuyết vốn khiêm tốn nên không đưa ra cho mọi người xem, kết quả là nha nha vừa đặt túi lên bàn, mọi người đều im lặng. Túi sách Fendi Celeria màu trắng bạc. Giống y hệt như chiếc túi mà Quý Quốc Quân tặng cho Nha Nha. Vừa rồi lúc Vương Đông Tuyết cầm chiếc túi, thật ra mọi người đều không chú ý tới, bởi vì ai cũng không ngờ rằng Vương Đông Tuyết lại dùng chiếc túi đắt như vậy, chỉ chú ý vào khuôn mặt của cô ấy thôi. Bây giờ để hai chiếc túi ở cạnh nhau mới thấy kịch tính, không ngờ là giống nhau đến như vậy. Vương Đông Tuyết mua được cả túi hơn 200.000 tệ sao? Nha nha cũng ngây người, không thể nào, là giả đó, cái túi này của cô chắc chắn là giả. Nói xong, nha nha vội mở túi ra nhìn thấy mã cót. Những người khác lấy túi của nha nha cũng bắt đầu xem mã cót bên trong. Tình huống kịch tính hơn xuất hiện, mã cót của cả hai chiếc túi đều giống nhau y hệt. Cũng có nghĩa là, một trong hai cái là hàng giả. Quý Quốc Quân biến sắc. Những chiếc túi anh ta tặng đúng thật đều là hàng giả. Nhưng túi giả của anh ta không giống như những công xưởng khác. Túi giả anh ta toàn dùng nguyên liệu chính thống để sản xuất, công nghệ và chất liệu gần như giống với nguyên bản. Cũng có thể hiểu công xưởng của anh ta là một công xưởng chui, cũng phải tầm cỡ như một công xưởng phụ của hãng. Hoàn toàn không giống với hàng Rep 11. Quý Quốc Quân làm ngành này nhiều năm như vậy, có mối quan hệ rất rộng, có rất nhiều công nhân là người nghỉ hưu ở công xưởng của LV. Còn có cả phương thức liên hệ với các bên nhập nguyên liệu, dùng một số lợi ích để mời những công nhân già để làm một xưởng sản xuất nhỏ. Những sản phẩm nhái cao cấp được tung ra thị trường, có lợi nhuận rất cao. Quý Quốc Quân làm trong ngành này gần như không để lộ bất cứ sơ hở nào. Điều duy nhất là mã cót giả này thôi. Vì để đề phòng người mua lên mạng kiểm tra mã cót, nên Quý Quốc Quân dùng luôn mã gốc để sao chép lại. Bình thường. Trừ khi hai người mua cùng một chiếc túi có mã cót giống nhau sau đó gặp nhau, chuyện này có tỷ lệ xảy ra là rất thấp mới có thể bị phát hiện. Trừ trường hợp này ra, túi giả của Quý Quốc Quân rất khó bị phát hiện, dù gì cũng là nhân viên giám định chuyên nghiệp, kết quả giám định chắc chắn là hàng thật. Nhưng không ngờ hôm nay lại gặp phải sự cố hy hữu này. Cũng bởi chiếc túi sách Fendi Celeria trắng bạc này quá đáng giá, thuộc vào loại sản phẩm vô cùng quý hiếm. Bình thường chỉ có những người nổi tiếng,
ngôi sao lớn đi dự sự kiện mới mang để thể hiện đẳng cấp. Có rất ít người có thể mua được chiếc túi này, cho dù nhà giàu nứt vách cũng chưa chắc đã chọn mua một chiếc túi đắt đỏ như vậy. Nhưng vì số lượng ít, cả tỉnh cũng chỉ có một cái, mà lại còn nằm trong tay Thân Long Vân. Thân Long Vân còn chưa kịp tặng cho vợ, vì muốn có quan hệ tốt với Tần Lâm nên ông ấy tặng luôn cho Vương Đông Tuyết. Không ngờ lại bị đụng hàng ở đây, vẻ mặt Quý Quốc Quân trở nên rất khó coi. Nha nha cũng không ngờ lại bị đụng hàng, đến cả mã cót cũng giống nhau, chắc chắn có một cái là giả. Họ Tần kia, anh cũng giỏi lắm, dám lấy túi giả để lừa người ta. Vương Đông Tuyết, cô đúng là dễ bị lừa, anh ta cho cô một cái túi hơn 200.000 tệ giả mà cô cũng tin. Vương Đông Tuyết vội vàng lắc đầu, không phải đâu, đây là túi bạn anh Tần tặng tôi, chắc không phải hàng giả đâu. Vương Đông Tuyết nói xong, nha nha chau mày, khuôn mặt lạnh lùng. Ý của cô là, túi của tôi là giả. Rõ ràng là trong hai cái túi chỉ có một cái là thật, Vương Đông Tuyết nói túi của mình là thật thì có nghĩ là nói túi của nha nha là giả. Vương Đông Tuyết không phải người thích chỉ trích người khác, nhưng trong tình huống chỉ có thể chọn một trong hai như thế này cô ấy cũng hết cách. Thân Long Vân là người như thế nào, là trùm trong giới IT, là người sáng lập ra điện thoại Long Vân, một tỷ phú như vậy sao có thể mua túi giả chứ? Cho nên Vương Đông Tuyết dám chắc chiếc túi trong tay mình là hàng thật. Cái đấy tôi không biết, Vương Đông Tuyết lấy túi của mình, cũng không muốn nói nhiều, ai tin thì tin. Nha nha tức giận, này, cô nói bóng gió tôi phải không, cô dựa vào cái gì mà nói túi của tôi là túi giả, tôi thấy túi của cô mới giả đó. Túi của tôi là tổng giám đốc Quý tặng đó, anh ấy có vị trí như thế nào trong giới hàng hiệu cô có biết không? Vậy cô nói thử xem, túi của cô là do ai tặng? Vương Đông Tuyết nghĩ một lúc tôi. Có một số chuyện Vương Đông Tuyết không biết có nên nói ra hay không, nhìn về phía Tần Lâm, giống như đang hỏi ý kiến của anh. Tần Lâm nói, chẳng có gì mà không thể nói cả, chiếc túi này là do Thân Long Vân tặng. Vừa nhắc tới Thân Long Vân, mọi người đều kinh ngạc. Thân Long Vân, là Thân Long Vân của điện thoại Long Vân. Anh chắc chứ, trời đất quỷ thần ơi, chém gió vừa thôi, Thân Long Vân tặng túi cho cô. Dựa vào cái gì, hai người có tư cách để gặp Tổng Giám Đốc Thân sao? Muốn chém thì cứ để anh ta chém đi, hai người đúng là biết làm trò, Tổng Giám Đốc Thân Long Vân là nhân vật như thế nào chứ, hai người cũng có thể tiếp xúc với ông ấy sao? Quý Quốc Quân cũng cười lạnh, nếu như nói người khác thì anh ta còn nghĩ ngợi. Nhưng nếu nói Thân Long Vân thì anh ta không hề sợ hãi. Bởi anh ta có biết Thân Long Vân, lúc trước anh ta có làm quản lý cho mấy cửa hàng đồ hiệu, thỉnh thoảng có thấy phu nhân của Tổng Giám Đốc Thân đến mua đồ, cho nên anh ta có gặp Thân Long Vân một lần, cũng coi như là có quen biết, hơn nữa còn có cả phương thức liên lạc. Thằng nhãi, chém gió vừa thôi. Nếu anh nói người khác tôi chưa chắc đã biết, nhưng nếu nói đến Tổng Giám Đốc Thân thì tôi có quen đấy. Nói xong. Quý Quốc Quân lấy điện thoại ra, cho mọi người xem trong danh bạ của anh ta có số điện thoại của Tổng Giám Đốc Thân. Hay là tôi gọi điện hỏi thử nhé. Quý Quốc Quân tỏ vẻ khiêu khích, rõ ràng không tin việc Tần Lâm có quen biết với Thân Long Vân. Tần Lâm thản nhiên nói, anh gọi đi, để tôi nói chuyện với ông ấy. Quý Quốc Quân hừ lạnh, anh to gan lắm, được, tôi sẽ làm theo nguyện vọng của anh. Nói xong, Quý Quốc Quân lập tức ấn nút gọi. Điện thoại kêu tút tút tút. Sau khi điện thoại kêu lên mấy tiếng liền đột nhiên bị tắt. Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Bị ngắt điện thoại là một chuyện vô cùng mất mặt, vẻ mặt anh ta có chút khó coi, gượng nói có thể là Tổng Giám Đốc Thân đang bận, chắc đang họp. Thật ra theo anh ta đoán, Tổng Giám Đốc Thân căn bản không lưu số của anh ta, cho nên nhìn thấy số người lạ sẽ lập tức bấm từ chối. Nhưng trước mặt nhiều người như thế này, Quý Quốc Quân không thể nói thật. Chỉ có thể tự kiếm lý do để bản thân đỡ mất mặt. Tần Lâm cười nhạt, vậy à, hay lấy máy của tôi để gọi đi. Nói xong, Tần Lâm lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho Thân Long Vân rồi đặt lên bàn. Rất nhiều người đứng dậy nhìn thử, đúng là cùng một số điện thoại, xem ra Tần Lâm thật sự có số điện thoại của Tổng Giám Đốc Thân. Tút tút, vừa kêu hai tiếng, cuộc gọi đã được kết nối. Alo, Tần Đại Sư, tôi là Thân Long Vân đây. Đột nhiên mặt Quý Quốc Quân tái nhợt, giống như vừa bị tát một cái, vô cùng xấu hổ. Vừa rồi mới bảo người ta đang họp, anh ta gọi điện thoại cho người ta thì bị ngắt máy, Tần Lâm vừa gọi đã bắt máy, sự khác biệt cũng lớn quá rồi đó. Tần Lâm nói, Tổng Giám Đốc Thân,
ở chỗ tôi đang có một người tên là Quý Quốc Quân, nói là có quen ông. Thân Long Vân vừa nghe vậy liền ngây người, Quý Quốc Quân. Tôi không có ấn tượng gì cả, có việc gì vậy? Vẻ mặt Quý Quốc Quân càng trở nên khó coi hơn, vừa rồi còn nói có quan hệ rất tốt với Tổng Giám Đốc Thân, mà bây giờ người ta nói rằng căn bản còn chả biết tới anh ta, đúng là quá mất mặt. Tần Lâm nói, anh ta làm kinh doanh bên ngành hàng hiệu. Ồ, tôi biết, là người bán túi giả, tôi có nhớ ra rồi. Tần Lâm nhịn cười, hỏi, bán túi giả? Anh ta bán túi giả sao? Thân Long Vân cười nói, có thật có giả, cậu ta thích dùng túi giả để đi lừa bịp mấy cô hot girl mạng đấy, lừa người ta lên giường, nhưng bán cho tôi đương nhiên không dám bán túi giả, sao thế, cậu Tần muốn mua túi sao? Chiếc túi sách Fendi Celeria tôi tặng cậu không vừa lòng sao? Lời của Thân Long Vân khiến khuôn mặt tất cả các cô gái ở đây trở nên vô cùng khó coi. Quý Quốc Quân còn dám dùng túi giả để lừa bọn họ. Hơn nữa chiếc túi sách Fendi Celeria của Vương Đông Tuyết thật sự là do Thân Long Vân tặng. Đúng như Tổng Giám Đốc Thân nói, với thân phận của ông ấy đương nhiên không ai dám bán cho ông ấy túi giả, hơn nữa Thân Long Vân cũng không cần phải đích thân đi mua. Chỉ cần bảo cửa hàng đưa đến là được. Tần Lâm nói với Thân Long Vân thêm vài câu nữa rồi ngắt máy. Tổng Giám Đốc Quý, thì ra Thân Long Vân có biết anh thật. Vẻ mặt Quý Quốc Quân trở nên vô cùng khó coi. Quen, có thể không quen được sao, lúc nãy đã nói rồi, anh ta là kẻ chuyên bán túi giả, nói ngắn gọn lại vô cùng rõ ràng. Quý Quốc Quân hoàn toàn không thể ngờ được Tần Lâm thực sự có thể liên lạc với Thân Long Vân. Người như Tổng Giám Đốc Vân lại có thể quen biết với Tần Lâm được sao? Hơn nữa, nghe giọng điệu Tổng Giám Đốc thân hình như có vẻ rất tôn trọng Tần Lâm, Quý Quốc Quân lúc này đúng là mất hết mặt mũi, chính anh ta đã để ra việc gọi điện thoại, nhưng lại không thể nào ngờ rằng cuộc điện thoại đó lại khiến cho anh ta rơi vào tình huống xấu hổ. Ngay cả sắc mặt nha nha cũng trở nên khó coi, cứ tưởng chiếc túi hơn 200.000 này là thật, kết quả lại bị Quý Quốc Quân tặng đồ giả, thật khiến người khác không vui mà. Nhưng dù gì Quý Quốc Quân cũng là người đứng nhất bảng, đã donate cho cô ta không ít tiền, cho dù có là túi giả thì cô ta vẫn có thể nhẫn nhịn được. Ha ha, mặc kệ là thật hay giả, đều là tấm lòng cả. Lông ngỗng đưa ngàn dặm, của ít lòng nhiều, bây giờ chỉ có thể dùng câu này để an ủi mọi người mà thôi. Tần Lâm cũng không tiếp tục gây khó dễ cho bọn họ, chỉ cần làm sáng tỏ là được, dù sao Vương Đông Tuyết cũng không quan tâm đến chuyện này, tuy cô ấy rất thích chiếc túi đó. Chỉ cảm thấy nói hơi toạc móng heo quá rồi, hy vọng sẽ không gây rắc rối cho người khác. Một bữa ăn không mấy vui vẻ, cuối cùng khi ra về, mọi người liền lặng lẽ tiến tới lưu số Tần Lâm lại, nói rằng để sau này còn làm ăn hợp tác, nhưng trên thực tế, bọn họ đều biết sắp phải nhờ vả rồi. Anh có quan hệ tốt với Tổng Giám Đốc Thân như vậy, đến chiếc túi 200.000 cũng có thể tùy tiện tặng được, người này chắc hẳn phải rất có thực lực. Tần Lâm lịch sự cho có lệ. Sau đó cùng Vương Đông Tuyết đi đến chỗ tụ họp tiếp theo. Đông Tuyết, vẫn còn phải đi họp lớp nữa đúng không? Vương Đông Tuyết gật đầu, vốn dĩ em đã từ chối rồi, nhưng không ngờ bữa ăn này lại kết thúc nhanh như vậy, ở đó có hai người bạn của em muốn đi gặp bọn họ, có được không? Được. Tần Lâm liền đi cùng cô, cho dù cô có gặp hay tụ họp với ai cũng không thành vấn đề. Hai người lái xe đến địa điểm kế tiếp. Nhà hàng này không quá cao cấp như nơi vừa rồi, nhưng vẫn là một nhà hàng khá tốt. Nhân viên phục vụ dẫn hai người vào phòng riêng, lúc này mọi người ở trong đã bắt đầu ăn từ lâu, vừa thấy hai người đi vào liền lập tức kinh ngạc. Ô, Đông Tuyết đến rồi, mau ngồi đi, chẳng phải cậu nói không đến sao? Vương Đông Tuyết cười nói, bên đó kết thúc sớm nên tớ mới qua đây với các cậu. Nói xong, một người đàn ông liền kéo chỗ ngồi cho Vương Đông Tuyết. Đó là vị trí ở cạnh anh ta, nhưng chỉ có một cái ghế mà thôi. Vương Đông Tuyết sững ra một lúc, cảm thấy ngồi đây có chút không thoải mái, vì vậy cô nhanh chóng nắm lấy tay Tần Lâm rồi giới thiệu. Đây là bạn trai tớ, Tần Lâm. Đột nhiên, khuôn mặt của người đàn ông kéo ghế cho cô chợt biến sắc. Các bạn học khác cũng bày ra vẻ mặt kỳ lạ. Người đàn ông kéo ghế tên Lý Kim Thành, là người theo đuổi Vương Đông Tuyết, khi còn đi học, mặc dù Vương Đông Tuyết không hề đồng ý. Nhưng Lý Kim Thành vẫn luôn tự nhận mình là bạn trai của cô. Mối quan hệ của bọn họ được rêu rao khắp nơi, cho dù có người biết Vương Đông Tuyết không hề đồng ý, nhưng vì nể mặt nên mới ghép bọn họ thành một đôi. Khi tụ tập những lần trước, Vương Đông Tuyết đều ngồi cạnh Lý Kim Thành.
nhưng hôm nay, không ngờ rằng cô lại dẫn theo bạn trai. Lý Kim Thành quay đầu lại, nhìn Tần Lâm với vẻ không mấy thiện cảm. Thật xin lỗi, ở đây hết chỗ rồi, anh lấy một cái ghế sang ngồi đối diện đi. Mặt Lý Kim Thành đầy vẻ thù địch, bạn trai thì sao chứ, thứ tự trước sau không biết sao, anh ta đã biết Vương Đông Tuyết từ lúc còn đi học rồi, Tần Lâm này dựa vào gì mà xen vào chứ. Bên cạnh Vương Đông Tuyết có một cậu mập, đột nhiên cậu ấy đứng dậy rồi nói với Tần Lâm. Anh ngồi chỗ tôi đi lấy một cái ghế đầu sang ngồi đối diện là được, Lý Kim Thành trợn tròn mắt, Từ Mập. Liên quan gì đến cậu chứ? Từ Mập cười nói, không sao, không phiền tí nào. Từ Mập này là một người có tính cách vô cùng ổn, bây giờ cuộc sống cũng không quá tốt, cậu ấy luôn cảm thấy mấy người bạn học cũ này ai ai cũng hơn hẳn mình, vậy nên nói chuyện với bọn họ cũng rất lịch sự, luôn nghĩ rằng có kết bạn thêm cũng chẳng có gì không tốt. Tần Lâm vỗ vai Từ Mập, cảm ơn anh. Nói xong, cả hai liền ngồi xuống. Chiến lược tách rời của Lý Kim Thành không thành công, cho nên anh ta rất không vui. Sau khi ngồi xuống liền hỏi. Anh làm công việc gì thế? Tần Lâm đáp, bác sĩ. Lý Kim Thành đột nhiên tỏ vẻ khinh thường, cười chế nhạo một cái, thì ra là đi làm công ăn lương à. Các bạn học khác cũng cười phá lên, đương nhiên không thể bằng Tổng Giám Đốc Lý được rồi. Tổng Giám Đốc Lý tự mình kinh doanh trang sức, bây giờ đã trở thành ông chủ lớn rồi. Ha ha, ai có thể đọ được với Tổng Giám Đốc Lý chứ? Nếu sau này Đông Tuyết đi theo Tổng Giám Đốc Lý thì chẳng phải cậu ấy muốn đeo loại trang sức nào cũng được hay sao? Còn phải nói, nếu lấy Lý Kim Thành thì sẽ trở thành phú bà rồi còn gì, thật khiến cho người khác ngưỡng mộ mà. Một vài bạn học bắt đầu nói đùa về chuyện của Lý Kim Thành và Vương Đông Tuyết, Vương Đông Tuyết nghe có vẻ hơi khó chịu. Nhưng Lý Kim Thành lại tỏ ra vô cùng thích thú. Sắc mặt Từ Mập có chút ngượng ngùng, nói. Anh Tần mới là bạn trai của Vương Đông Tuyết, chúng ta không nên nói như vậy chứ. Lý Kim Thành trừng mắt, Từ Mập, nếu cậu không nói thì không ai bảo cậu bị câm đâu. Ở đây đến lượt thứ phế phẩm như cậu nói sao? Từ Mập cúi đầu, không dám nói gì. Cuộc sống của Từ Mập không được tốt lắm, cộng thêm tính cách lại quá hiền lành, ai cũng có thể nói được cậu ấy, hơn nữa. Từ Mập và Lý Kim Thành là người cùng ngành, nếu muốn tiếp tục làm ăn thì phải coi sắc mặt của Lý Kim Thành. Vậy nên có bị mắng cũng phải nhẫn nhịn. Lý Kim Thành hung hăng chừng cậu ấy, sau đó tiếp tục nói với Tần Lâm. Người anh em à, tôi nói thật nhé, chắc anh qua lại với Đông Tuyết cũng chưa được bao lâu nhỉ. Tần Lâm gật đầu, mặt không chút biểu cảm. Một hai tháng gì đó. Ha ha, một bác sĩ như anh, chắc một năm kiếm được khoảng 200.000 nhỉ. Anh có cảm thấy mức thu nhập của mình xứng với Đông Tuyết không? Nói xong, Lý Kim Thành rút ra một điếu thuốc, sau đó lấy một chiếc bật lửa vô cùng đẹp đẽ châm thuốc rồi đặt nó lên bàn, quay về hướng mọi người. Mấy bạn học nhìn vào chiếc bật lửa này, ánh mắt lập tức sáng lên. Tổng Giám Đốc Lý, đây là bật lửa của các tia ư. Mặc dù đa số bạn học ở đây đều là người bình thường, nhưng vẫn có một số biết nhìn hàng hiệu, hơn nữa cũng thường lượn lờ quanh các diễn đàn. Tuy không mua nổi nhưng bọn họ vẫn có một chút hiểu biết về các mặt hàng xa xỉ hàng đầu. Chiếc bật lửa Cartier này là một thương hiệu cao cấp nổi tiếng trong giới bật lửa, được làm bằng vàng 18K và được khảm một vài viên đá quý tinh xảo, trị giá của nó khoảng 50.000 tệ. Một chiếc bật lửa trị giá 50.000 tệ, chắc chắn đó là một thứ xa xỉ. Tuy con số 50.000 này không lớn, nhưng đây chỉ là giá của một chiếc bật lửa mà thôi. Thông thường, nếu mua một món đồ xa xỉ với giá 50.000, hầu hết mọi người sẽ chọn túi sách, thắt lưng, trang sức, đồng hồ, những thứ có giá trị như vậy. Nếu có thể mua một chiếc bật lửa với giá 50.000, điều đó có nghĩa là giá của các phụ kiện khác trên người anh ta cũng khá đắt. Đồ trang sức 50.000 là chuyện thường, nhưng chiếc bật lửa 50.000 thì chẳng thấy mấy người có. Lý Kim Thành cười nhạt. Anh biết hàng hiệu không? Đúng vậy, đây là bật lửa của Cartier. Phiên bản giới hạn, hơn 50.000, tôi đã mua nó ở nước ngoài. Nói xong, Lý Kim Thành xoay bật lửa một cách điêu luyện, sau đó bật nắp, gạt con lăn. Một ngọn lửa màu vàng nhạt cháy lên, trông vô cùng đẹp mắt. Mọi người đều tỏ ra ngưỡng mộ. Bật lửa 50.000 tệ, ngầu quá đi, 50.000 đủ để tôi mua một chiếc xe máy điện rồi. Không hổ danh là Tổng Giám Đốc Lý, đây mới chính là cuộc sống. Quả thật như vậy. Bất cứ ai nhìn thấy chiếc bật lửa trị giá 50.000 cũng phải chào thua, dù gì thì giá cũng quá cao.
Chiếc bật lửa trị giá 50.000 này khác nhỉ, cảm giác màu sắc của ngọn lửa này khác hẳn so với những cái khác. Lý Kim Thành cười nhạt, nói. Đương nhiên, bật lửa thông thường dùng dầu hỏa, còn của tôi là dùng dầu thô tự nhiên, ngọn lửa sẽ đẹp hơn, mùi cũng thơm hơn. Có một loại nhiên liệu cao cấp gọi là dầu cá voi biển sâu, nó được chiết xuất từ xác cá voi, vô cùng hiếm có, khi cháy tạo thành một mùi hương rất sảng khoái, hơn nữa còn có lửa màu xanh lam. Chỉ là tôi không đủ tư cách để dùng chiếc bật lửa này, chỉ có loại bật lửa hàng đầu mới có đủ điều kiện để sử dụng loại nguyên liệu đắt tiền như vậy. Tuy Lý Kim Thành không có những thứ mình kể, nhưng anh ta vẫn có cảm giác hơn người khác. Bởi vì nếu không phải do anh ta nói ra, có thể người khác sẽ không biết được, người có thể am hiểu được những thứ xa xỉ này, chắc chắn là hơn người khác. Sau khi giới thiệu xong, Lý Kim Thành nhìn sang Tần Lâm với vẻ giễu cợt. Thế nào, chắc cả đời anh cũng chưa từng thấy qua chiếc bật lửa của tôi đúng không, anh cảm thấy tài chính của mình có xứng với Vương Đông Tuyết chưa? Tần Lâm nghe xong, bèn cười lạnh. Chỉ là một chiếc bật lửa thôi mà, nó thật sự khiến cho anh cảm thấy mình hơn người khác à, chắc anh chưa từng trải đời nhỉ. Nói xong, Tần Lâm lấy ra một chiếc bật lửa sáng bóng, sau đó đặt lên bàn. Đột nhiên, chiếc bật lửa này thu hút ánh nhìn của mọi người. Mọi người nhìn chằm chằm vào chiếc bật lửa rồi nhìn những viên ngọc sáng chói trên đó, cảm thấy có chút kinh ngạc. Đây là ST. Bật lửa Dupont cũng là một sản phẩm xa xỉ trong số các dòng bật lửa, có thể sánh ngang với các thương hiệu cao cấp khác. Nhưng chiếc bật lửa Dupont ST này còn thuộc dòng đỉnh cao trong số đó. Chiếc bật lửa của Tần Lâm khác với những cái còn lại, rõ ràng là được thiết kế riêng một cách cao cấp. Nếu như nó được sản xuất hàng loạt, cho dù là phiên bản giới hạn, hãng cũng không thể nạm những viên ngọc quý lên như vậy. Từ Mập nhìn thấy chiếc bật lửa này, nhất thời vô cùng kinh ngạc. Đây là Supong ST phiên bản đặt riêng 7 màu sao. Các bạn học khác cũng sững sờ, chưa bao giờ nghe nói qua, chỉ là một cái bật lửa mà thôi, lại còn có cả xuất xứ như vậy nữa sao? Từ Mập kiên nhẫn giải thích, dòng Dupont ST này vốn là dòng sản phẩm xa xỉ hàng đầu, được chế tác từ vàng, bạch kim và vàng hồng. Còn phiên bản 7 màu này là được thiết kế riêng, toàn cầu chỉ có 10 cái, được nạm đá quý 7 màu, mỗi viên đều được chọn lựa vô cùng cẩn thận, giá trị đều vô cùng cao. Sau đó được khảm trên chiếc bật lửa này, cho nên mới trở thành một chiếc bật lửa cao cấp hàng đầu. Đám bạn học này nghe xong liền ngẩn ra. Bọn họ còn chưa từng nghe qua thứ đồ cao cấp xa xỉ đến vậy, không ngờ thật sự lại có món đồ như thế sao. Cuộc sống của người giàu có thật không thể tưởng tượng được. Từ Mập liền nói, giá một chiếc Dupont ST căn bản khoảng 79.000 đô la, đổi ra là khoảng 500.000 tệ. Đây là phiên bản 7 màu còn đắt hơn thế nữa, chắc tầm 3 triệu gì đó. Hưng, mọi người lập tức hít sâu một hơi, bật lửa giá 3 triệu. Thật đúng là giá trên trời mà. Có tiền cỡ nào mới mua một cái bật lửa giá 3 triệu chứ? Sắc mặt Lý Kim Thành trở nên khó coi, vừa nãy anh ta vẫn còn đang luyên thuyên khoe khoang về chiếc bật lửa của mình, kết quả Tần Lâm lại lấy ra một cái đỉnh hơn. Không thể nào, theo như tôi biết, cả tỉnh Hán Đông chỉ có một chiếc bật lửa này mà thôi, chắc chắn cái của anh là hàng nhái. Nói xong, Lý Kim Thành chồm lấy chiếc bật lửa, sau đó bật nắp. Âm thanh sắc nét dễ chịu. Sau đó, anh ta gạt con lăn. Xoẹt! Ngọn lửa bùng cháy. Màu xanh, ngọn lửa màu lam này tràn ngập cảm giác kỳ lạ, tỏa ra hương thơm nhàn nhạt, hệt như mùi trầm hương, khiến cho người ta có cảm giác yên tĩnh thoải mái. Khi nãy Lý Kim Thành đã nói rằng chỉ những chiếc bật lửa đắt tiền nhất mới đủ điều kiện để sử dụng loại nhiên liệu tạo lửa xanh lam này, không ngờ vừa nói xong, tất cả mọi người đều được nhìn thấy. Đúng là vả mặt mà. Bật lửa của người ta đắt như thế, hơn nữa lửa cũng tốt như vậy, còn có hương thơm tỏa ra. Cũng không thể nào nói đồ của người ta là giả được chứ. Lý Kim Thành cắn răng cười mấy tiếng, không nói gì, sau đó đặt chiếc bật lửa về chỗ cũ. Ha ha, anh Tần cũng có gu đấy, chiếc bật lửa này đúng là không tệ chút nào. Còn nói gì được nữa đây, chỉ có thể đổi chủ đề mà thôi. Lý Kim Thành luôn nói rằng Tần Lâm không xứng với Vương Đông Tuyết. Ý chỉ Tần Lâm không có tiền, nhưng bây giờ thì sao, người ta có cả một chiếc bật lửa 3 triệu, còn dám nói người ta không có tiền nữa không? Còn dám nói không xứng nữa sao? Lý Kim Thành hung hăng lườm Từ Mập một cái, nếu không phải tên Mập này nhiều lời thì anh ta cũng đâu đến mức mất mặt như thế.
Từ Mập, đi lấy cho tôi chai bia. Từ Mập ngẩn ra một lúc, trực tiếp cầm lấy một chai trên bàn rồi đưa qua. Tổng giám đốc Lý, chẳng phải là ở đây sao? Lý Kim Thành trừng mắt, cầm lấy chai bia ném ra ngoài. Soảng, một tiếng, chai bia vỡ tan tành, bắn cả lên người Từ Mập. Tôi muốn bia lạnh, cậu đưa tôi cái gì vậy hả? Hành vi của Lý Kim Thành không khỏi khiến cho những người khác phải nhíu mày. Tuy Từ Mập là một tên vô dụng, nhưng dù gì cũng từng là bạn học của nhau, sao lại ăn hiếp người ta như thế được? Sắc mặt Từ Mập chợt thay đổi, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng chịu đựng, bèn đi ra ngoài mua một chai bia lạnh, sau đó quay về đưa cho anh ta. Lý Kim Thành hừ lạnh một tiếng, rót cho tôi. Vương Đông Tuyết có hơi không chịu được nữa. Lý Kim Thành, cậu cũng đừng ức hiếp người quá đáng, tuy lão Từ là người thật thà, nhưng cậu không thể ăn hiếp cậu ấy như vậy được. Lý Kim Thành cười nhạt, tớ ăn hiếp sao? Tớ đang sai bảo cậu ta một cách bình thường mà thôi, cậu ta là đối tác của tớ, chính là dựa vào tớ để kiếm miếng ăn, nếu không phục vụ tớ thì coi sao được. Từ Mập nở nụ cười, tuy có hơi khó coi, nhưng vẫn cắn răng nói. Không sao đâu, Tổng Giám Đốc Lý nói đúng lắm, tớ dựa vào Tổng Giám Đốc Lý để kiếm cơm, nào, để tớ rót cho. Vương Đông Tuyết cau mày, cố muốn nói gì đó nhưng không thốt nên lời. Tần Lâm hiểu ý của Vương Đông Tuyết, bèn nói. Từ Mập, anh làm công việc gì thế? Từ Mập sững ra, sau đó cười nói. Kinh doanh chút đồ trang sức mà thôi, cùng kiếm cơm với Tổng Giám Đốc Lý. Ha ha, tôi chỉ là một thương nhân nhỏ dưới trướng Tổng Giám Đốc Lý thôi, lãi ít tiêu thụ mạnh. Tất cả mọi người đều xì xầm, mặc dù làm kinh doanh trang sức, nhưng không phải ai cũng là ông chủ lớn trong ngành này, cũng có không ít người sống lệ thuộc như Từ Mập. Tần Lâm nghe xong liền nói, anh có biết Châu Báu Gia Hân không? Từ Mập ngơ ra một lúc, đương nhiên là biết, Châu Báu Gia Hân là người đứng đầu trong ngành này, anh Tần, anh cũng biết Châu Báu Gia Hân ư? Tần Lâm nói, tôi biết bà chủ Hồ Gia Hân của bọn họ, nếu như anh cần thì tôi sẽ giới thiệu giúp anh. Từ Mập sửng sốt, anh Tần, thật sao? Anh quen biết Tổng Giám Đốc Hồ Gia Hân ư? Sắc mặt Lý Kim Thành thay đổi, hừ lạnh một tiếng. Bớt phét lại đi. Anh còn quen Hồ Gia Hân sao? Sao anh không nói mình quen Liễu Thanh Thanh luôn đi? Chẳng qua chỉ là có một cái bật lửa thôi sao? Làm gì ra vẻ như vậy chứ? Nếu như anh thật sự quen biết Hồ Gia Hân thì tôi sẽ ăn sạch chỗ này. Tần Lâm nhìn Lý Kim Thành, sau đó nhẹ nhàng nói. Vậy thì anh hãy chuẩn bị đi, nếu lát nữa anh ăn không hết chỗ này thì tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Nói xong, Tần Lâm lấy điện thoại ra rồi gọi cho Hồ Gia Hân. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 31.